Trường Hưng bệnh viện năm trước cũng không yên ổn, Dương Mộ Phong chết dư sóng gió, Hứa Thuần Lương lại bởi vì tụ chúng ẩu đả tại trên mạng nhấc lên sóng to gió lớn. Mặc dù Vũ Pháp Quân cũng tham dự quần ẩu, nhưng là lần này dư luận tiêu điểm nhắm ngay Hứa Thuần Lương, ít có người nhắc lên Vũ Pháp Quân, đơn vị làm việc Trường Hưng bệnh viện cũng bởi vì Hứa Thuần Lương tiến vào công chúng ánh mắt, Hứa Thuần Lương cũng không có ra để giải thích, một người nâng lên tất cả. Triệu Phi Dương nhìn qua trên bàn công tác kia phần đối Hứa Thuần Lương xử lý ý kiến, trong nội tâm có chút do dự, hắn ý đồ tìm kiếm một loại nào đó cân bằng, đối ngoại nhưng lấy lắng lại công chúng dư luận, đối đầu có thể cho Hoa Niên tập đoàn một cái giá thỏa mãn, còn phải cân nhắc người trong cuộc Hứa Thuần Lương có thể hay không tiếp nhận. Hứa Thuần Lương tại Hoa Niên lớn khỏe mạnh bên kia hết thảy chức vụ khẳng định đều giữ không được, đã ở vào vũng bùn bên trong Hoa Niên tập đoàn không muốn vì hắn gánh chịu bất kỳ ảnh hưởng trái chiều, cho nên kiên quyết cùng hắn làm ra cắt chém, nhất mới làm ra làm sáng tỏ tuyên bố là Hứa Thuần Lương cùng Hoa Niên lớn khỏe mạnh cũng không trực tiếp quan hệ, hắn thuộc về Trường Hưng trong biên chế nhân viên. Trường Hưng bệnh viện bên này cũng phải nhanh một chút có chỗ biểu thị, trước mắt phương án là miễn đi Hứa Thuần Lương Nguy Sơn đảo phân viện viện trưởng chức vụ, miễn đi viện trưởng trợ lý, khấu trừ cuối năm tích hiệu, cho trong nội viện cảnh cáo xử lý. Triệu Phi Dương ngón tay tại từng đầu xử lý quyết định thượng chụp đầu di động, mỗi giờ động một cái, tâm tình liền nặng nề một phần, nếu như phần này xử lý ý kiến phát ra ngoài, Hứa Thuần Lương có thể hay không cùng mình trở mặt thành thù. Hắn cho là mình đã hạ thủ lưu tình, những này xử lý nhưng thật ra là sấm to mưa nhỏ, cũng không có đả thương cùng Hứa Thuần Lương căn bản. Triệu Phi Dương cũng làm cho Bùi Lâm thăm dò một chút Hứa Thuần Lương thái độ, Hứa Thuần Lương bên kia tổng thể biểu hiện bình tĩnh, cũng không có quá khích nói chuyện hành động. Hắn hẳn là có thể lý giải đi. Mỗi người đều muốn đối với mình gây chuyện xảy ra đánh đổi một số thứ, Triệu Phi Dương cầm bút lên chuẩn bị tại xử lý ý kiến trên sách ký tên của mình. Lúc này Cao Tân Hoa tiến đến. Triệu Phi Dương lại đem bút buông xuống, Cao Bí Thư, người đến rất đúng lúc, ta nghĩ thương lượng với người thương lượng đối Hứa Thuần Lương đồng chí xử lý phương án. Hắn đem kia phần xử lý ý kiến sách đưa cho Cao Tân Hoa, Cao Tân Hoa nhìn thoáng qua, Triệu Viện, kỳ thật chuyện này sai không ở Tiểu Hứa. Mà lại song phương đã đạt thành hòa giải hiệp nghị, bệnh viện chúng ta xử lý Tiểu Hứa là không là có chút cẩn thận quá độ. Triệu Phi Dương nói, nhân ngôn đáng sợ a, ngươi hẳn là chú ý đến hai ngày này dư luận, bởi vì chuyện của hắn mang cho Trường Hưng, thậm chí mang cho Hoa Niên tập đoàn cực lớn ảnh hưởng trái chiều, Hoa Niên cổ phiếu đều bởi vì cái này sự tình ngã xuống không ít. Cao Tân Hoa cười lạnh một tiếng nói, Hoa Niên cổ phiếu đều ngã hơn nửa năm, cũng không thể đều là Hứa Thuần Lương nguyên nhân. Ngã trách hắn. Chứng thời điểm làm sao không cho hắn chia tiền. Triệu Phi Dương cũng biết tướng hai chuyện liên hệ với nhau phi thường gượng ép, cười khổ nói, Tiểu Hứa sự tình đã dẫn phát công chúng đối tập đoàn chú ý luôn luôn sự thật. Cao Tân Hoa nói, vô luận Tiểu Hứa có hay không ra chuyện này, Hoa Niên tập đoàn tự thân đã sớm tồn tại vấn đề, bọn hắn không cân nhắc làm sao đi giải quyết vấn đề, ngược lại quái Tiểu Hứa đem công chúng lực chú ý hấp dẫn đến đây, đây là cái đạo lý gì? Triệu Phi Dương nói, Cao Bí Thư, ngươi cũng đừng nóng giận, ta đương nhiên là đứng tại Tiểu Hứa bên này. Ta không nhìn ra, Cao Tân Hoa nhìn xem phần này xử lý ý kiến sách liền đến khí. Triệu Phi Dương nói, việc cấp bách là mau chóng lắng lại công chúng dư luận, đối Hứa Thuần Lương xử lý chẳng qua là làm dáng một chút, cho công chúng có cái bàn giao. Làm công chúng dư luận chuyện gì? Những này cái gọi là công chúng chính là một chút mạng lưới bình xịt, bọn hắn chỉ muốn xem náo nhiệt, chỉ muốn cọ nhiệt độ kiếm lưu lượng. Đây chính là đang ăn thời đại mới người huyết man đầu. Bọn hắn mới sẽ không quản không phải là đúng sai. Lão Cao A, người nói những này ta đều hiểu, nhưng là chúng ta thân là lãnh đạo nhất định phải từ đại cục cân nhắc, không thể bởi vì Tiểu Hứa một người vấn đề ảnh hưởng đến bệnh viện chỉnh thể vận doanh. Ta đi qua làm sao không biết Hứa Thuần Lương trọng yếu như vậy. Hắn có thể ảnh hưởng Hoa Niên tập đoàn cổ phiếu, hắn còn có thể ảnh hưởng Trường Hưng bệnh viện chỉnh thể vận doanh, ta dù sao không có dạng này lực ảnh hưởng. Người có sao? Cao Tân Hoa trừng tròng mắt cãi lại, Triệu Phi Dương dựa vào nét mặt của hắn bên trong ý thức được Cao Tân Hoa tuyệt đối khả năng bởi vì Hứa Thuần Lương sự tình cùng mình trở mặt. Triệu Phi Dương cười nói, ngươi đừng vội a, ta đây không phải thương lượng với ngươi nha. Cao Tân Hoa nói, ta không có gấp, ta là chăm chú, chuyện này phát sinh ở bên ngoài, liền cảnh sát đều không có truy cứu trách nhiệm của hắn, chúng ta dựa vào cái gì xử lý hắn. Triệu Phi Dương nói, chỉ là làm dáng một chút, chờ tình thế lắng lại về sau, ta khẳng định sẽ còn trọng dụng Tiểu Hứa, điểm này ta có thể cam đoan với ngươi. Cao Tân Hoa nói, ta thật sự là không rõ,
đã không sai tại sao muốn xử lý. Công chúng dư luận chẳng lẽ so chân tướng sự thật càng trọng yếu hơn? Đã ngươi quyết định phải xử lý Tiểu Hứa, dứt khoát ngay cả ta cùng một chỗ xử lý đi, đêm đó tranh chấp là nguyên nhân bắt nguồn từ ta, còn có, tham gia ẩu đả người còn có Hoa Niên lớn khỏe mạnh Phó Tổng Vũ Pháp Quân, ngươi có phải hay không cũng phải truy cứu một chút. Triệu Phi Dương dở khóc dở cười, hắn đã sớm dự liệu được gặp được lực cản, nhưng là không nghĩ tới Cao Tân Hoa sẽ phản ứng mãnh liệt như thế. Kỳ thật Hứa Thuần Lương lần này chuyện đánh nhau kiện thua xa hắn xông vào Ân Hằng chế dược ẩu đả giám đốc Thịnh Chiêu Huy tính chất nghiêm trọng, nhưng là cả hai điểm khác biệt lớn nhất là, sự kiện lần này bị rộng là chú ý, thậm chí tiến vào tin tức nóng lục soát 10 vị trí đầu, Hoa Niên tập đoàn cũng bởi vì Hứa Thuần Lương đánh nhau sự kiện tiến vào nóng lục soát, liên đới lấy Hoa Niên tập đoàn nợ nần nguy cơ cũng bị công chúng chú ý, để Hoa Niên hình tượng đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Lúc này Hứa Thuần Lương gõ cửa tiến đến. Triệu Phi Dương cùng Cao Tân Hoa đồng thời dừng lại nói chuyện, Cao Tân Hoa đem kia phần xử lý ý kiến sách đưa cho Triệu Phi Dương. Triệu Phi Dương tranh thủ thời gian tiếp nhận, lật qua đặt lên bàn, rõ ràng là có tật giật mình sợ Hứa Thuần Lương nhìn thấy. Triệu Phi Dương trong lòng thầm nghĩ, hẳn là xử lý chuyện của hắn tiết lộ phong thanh, người này đến nhà tìm ta phiền phức tới. Bất quá nhìn Hứa Thuần Lương cười rạng rỡ dáng vẻ hẳn là không sinh khí. Hứa Thuần Lương đem một phần điều tạm văn kiện đặt ở Triệu Phi Dương trước mặt, Triệu Việt, phiền phức cho ta ký tên. Triệu Phi Dương cầm lấy điều tạm văn kiện, đây là Đông Châu tổ chức bộ điều tạm văn kiện, nguyên đơn vị là Trường Hưng Bệnh viện, tiếp thu đơn vị là Hồ Sơn Trấn Chính phủ, tổ chức bộ người phụ trách đã ký xong chữ đắp kín con dấu, tiếp thu đơn vị cũng đắp kín con dấu, hắn lưu ý một chút, tiếp thu đơn vị cũng không phải là Hồ Sơn Trấn, mà là Nguy Sơn huyện, cái này cấp bậc có thể. Mang ý nghĩa. Chỉ cần nguyên đơn vị người phụ trách ký tên con dấu, thủ tục coi như hoàn thành. Triệu Phi Dương có chút mộng, cái này hát là cái nào một màn. Điều tạm cũng chính là người đi biên không đi, thủ tục tương đối đơn giản, cũng là thường gặp điều động phương thức. Nói như vậy, điều tạm quá trình là nguyên đơn vị ban lãnh đạo họp, tập thể biểu quyết đồng ý nhân viên rời, hình thành hội nghị kỷ yếu, đóng đơn vị con dấu, giữ lại cho mình một phần, tổ chức bộ cùng tiếp thu đơn vị các lưu một phần. Nếu như muốn trường kỳ điều tạm, mỗi 3 tháng đều cần dạng này một phần chứng minh. Nhưng là Hứa Thuần Lương hôm nay là ngược dòng trình thao tác, mang ý nghĩa những thủ tục khác đều xong xuôi, tất cả áp lực đều cho Triệu Phi Dương. Người ký tên coi như bỏ qua, người nếu là không ký chính là cản trở ta điều tạm, chính là cùng ta đối nghịch. Triệu Phi Dương nhìn Cao Tân Hoa một chút, phát hiện Cao Tân Hoa cũng là một mặt mê võng, đoán chừng Cao Tân Hoa trước đó cũng không rõ, tiểu tử này có thể a. Đem viện trưởng cùng bí thư toàn đều mơ mơ màng màng, lặng lẽ làm vừa ra cái này a chuyện đại sự, giết bọn hắn một trở tay không kịp. Triệu Phi Dương nói, người muốn đi Hồ Sơn Trấn công việc. Hứa Thuần Lương gật đầu nói, không phải ta muốn đi, nhưng lãnh đạo cấp trên không phải để cho ta đi, không có cách nào a, lãnh đạo như thế thưởng thức ta, ta không thể để cho bọn hắn thất vọng a. Cao Tân Hoa gặp hắn chứng chạc đàng hoàng dáng vẻ có chút muốn cười, lúc trước mình cũng đề nghị hắn điều đi. Xem ra hắn vẫn là nghe lọt được. Triệu Phi Dương đầu óc có chút loạn, Hứa Thuần Lương khẳng định vận dụng quan hệ, nói không chừng tìm Chu thư ký, mặc dù là điều tạm văn kiện, nhưng phía sau không đơn giản, hắn trực tiếp lấy tới liền biểu thị chuyện này đã trở thành kết cục đã định. Cao Tân Hoa cố ý nói, hảo hảo ngươi tại sao phải đi a? Hứa Thuần Lương hỏi ngược lại, ta không phải chờ các ngươi xử lý ta à? Cao Tân Hoa nói, ngươi nghe ai nói muốn xử phân ngươi? Hứa Thuần Lương nói, Bùi Lâm a. Đây là rõ ràng hướng Bùi Lâm trên thân vụ oan, Triệu Phi Dương trong lòng thầm mắng, này nương môn thành sự không có bại sự có dư, sao có thể cùng Hứa Thuần Lương nói những thứ này. Triệu Phi Dương nói, Hồ Sơn Trấn điều tạm ngươi đi làm gì? Hắn đối Hứa Thuần Lương hướng đi tương đối hiếu kỳ. Hứa Thuần Lương nói là để cho ta đi đảm nhiệm phó trấn trưởng, các ngươi phải giúp ta giữ bí mật a. Triệu Phi Dương nhìn một chút Cao Tân Hoa. Cao Tân Hoa cười đến mặt mũi tràn đầy lớn nếp may, liền che giấu đều không để ý tới, có thể a, căn bản không cần mình quan tâm, tiểu tử này liền tự mình làm xong. Nghĩ đến Mai Như Tuyết, lại nghĩ tới Chu thư ký, Triệu Phi Dương vừa mới bắt đầu cảm thấy hoang đường sự tình cũng biến thành hợp tình hợp lý. Tại Đông Châu trên mặt đất, chỉ cần Chu thư ký nói một câu, đừng nói Hứa Thuần Lương làm phó trấn trưởng, coi như đương trưởng trấn cũng không kỳ lạ. Hứa Thuần Lương nói, kỳ thật ta là thật không nỡ đi. Chủ yếu là không nỡ bỏ ngươi nhóm hai vị. Cao Tân Hoa nói, chúng ta cũng không nỡ bỏ ngươi đi.
Triệu Phi Dương trong lòng tự nhủ, ngươi đừng mang hộ thượng ta, cái này ma tinh đi chưa nếm không là một chuyện tốt, nhưng nghĩ lại, địa phương của hắn đi là Hồ Sơn Trấn, còn lắc mình biến hóa trở thành Hồ Sơn Trấn phó trấn trưởng, Hoa Niên khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện tại Hồ Sơn Trấn địa bàn bên trên, người này nếu là bởi vì chuyện lần này ghi hận Hoa Niên, về sau không được hung hăng cho bọn hắn hạ ngáng chân. Triệu Phi Dương thậm chí đều quên chúc mừng Hứa Thuần Lương, nhìn qua trên bàn nhất chính nhất phản hai phần văn kiện, Hứa Thuần Lương là điều tạm, người đi biên lưu, nếu như vừa rồi mình ký tên đối với hắn phần này xử lý quyết định, vậy nhưng thật liền thành trò cười. Cao Tân Hoa cố ý nói, Triệu Viện, ngươi nhìn chúng ta thả hay là không thả? Triệu Phi Dương làm sao có thể không biết hắn tại tướng mình quân, Hứa Thuần Lương điều tạm sự tình trở thành sự thật, đổi thành ai cũng sẽ không đương cái này ác nhân, huống chi hắn từ vừa mới bắt đầu cũng không nghĩ tới phải đắc tội tiểu tử này. Triệu Phi Dương cầm bút lên sảng khoái ký tên. Cao Tân Hoa hướng Hứa Thuần Lương vươn tay ra, Hứa trấn trưởng, chúc mừng a. Hứa Thuần Lương cười ha ha nói, ta chính là điều tạm, đi người ta nơi đó đương 3 tháng cộng tác viên. Cao Tân Hoa nói, nghe người ý tứ này, người còn dự định trở về. Hứa Thuần Lương nói, vậy phải xem ý của các ngươi. Nói câu nói này thời điểm nhìn qua Triệu Phi Dương. Triệu Phi Dương cũng đứng dậy, hướng Hứa Thuần Lương vươn tay ra, tiểu Hứa, chúc mừng ngươi a. Hồ Sơn Trấn phó trấn trưởng cho ăn bể bụng chính là cái môn phụ, mà lại là điều tạm, biên chế còn tại Trường Hưng bệnh viện, người ta Hồ Sơn Trấn cũng không có khả năng thật cho ngươi cái gì thực quyền. Triệu Phi Dương ý nghĩ rất bình thường, điều tạm, mượn mà không điều, điều tạm trong lúc đó, đãi ngộ vẫn là từ nguyên đơn vị cấp cho, ngươi cũng không thể ăn ta Trường Hưng cơm nện ta Trường Hưng nồi. Hứa Thuần Lương nói, ta cái này còn chưa đi sao, các ngươi đều khách khí với ta đi lên. Triệu Phi Dương nói, nói câu lời thật lòng, ta là thật không nỡ thả ngươi đi a, thế nhưng là cũng không thể ảnh hưởng tiền trình của ngươi. Hứa Thuần Lương nói, 3 tháng ngắn ngủi một thoáng cái liền qua đi. Cao Tân Hoa nói, nếu như ngươi biểu hiện xuất sắc, người ta khẳng định sẽ tiếp tục lưu dụng, nói không chừng ngươi từ đó về sau liền một đường thanh vân. Hứa Thuần Lương nói, vậy ta liền mượn Cao Bí Thư chúc lành, đúng, ta còn có chuyện muốn thỉnh giáo hai vị lãnh đạo, các ngươi nói ta qua bên kia đảm nhiệm phó trấn trưởng về sau. Ta là ứng đương đại biểu Hồ Sơn Trấn lợi ích vẫn là hẳn là tiếp tục đại biểu Trường Hưng bệnh viện đâu. Triệu Phi Dương trong lòng giật mình, người này có ý tứ gì? Chẳng lẽ lại hắn hiện tại liền lấy định chủ ý muốn đối phó Trường Hưng? Cao Tân Hoa nói, làm quan một nhiệm kỳ tạo phúc một phương, dù là làm một ngày cũng phải giữ gìn nơi đó lợi ích của dân chúng. Ngươi yên tâm đi, điều tạm trong lúc đó tiền lương cùng bình thường phúc lợi đãi ngộ từ bệnh viện đặt tại cương vị nhân viên cấp cho. Trên nguyên tắc người vẫn là chúng ta Trường Hưng nhân viên. Triệu Phi Dương nhắc nhở đến phi thường xảo diệu. Hứa Thuần Lương cái hiểu cái không gật gật đầu nói, minh bạch, Triệu viện trưởng có ý tứ là ta cầm ai tiền liền phải vì ai làm việc, không thể ăn lấy Trường Hưng cơm còn đi nện Trường Hưng nồi. Triệu Phi Dương cùng Cao Tân Hoa đồng thời phá lên cười, hai người đều phát giác được người này trên thân ẩn ẩn phát ra sát khí. Hứa Thuần Lương nói, vậy ta không chậm trễ các ngươi công tác, cáo từ. Con hàng này quay người lại thế mà hát lên, chính khí ngút trời ánh nắng lạnh, huynh đệ ba người từ châu tán, là bảo hoàng tẩu thuận Tào Man. Thân ở Tào Doanh lòng đang hán, không biết huynh vương giá nhưng an. Mạnh đức mời ta đi trợ chiến, chính tốt lập công đền đáp còn. 1. Triệu Phi Dương cùng Cao Tân Hoa hai người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua cái này chỗ nghênh ngang rời đi, thẳng đến cửa phòng tại Hứa Thuần Lương phía sau đóng lại, Cao Tân Hoa cảm thán nói, không nghĩ tới cái này nhỏ tử kinh kịch hát đến tốt như vậy. Triệu Phi Dương mím môi nói, hắn hát phải là Bạch Mã Sườn Núi. Cao Tân Hoa gật đầu nói, ta biết, đoạn này còn gọi Trảm Nhan Lương. Hai người liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đồng thời sinh ra một cái ý nghĩ, Hứa Thuần Lương muốn đại khai sát giới. Triệu Phi Dương ngay trước Cao Tân Hoa trước mặt, tướng kia phần đối Hứa Thuần Lương xử lý ý kiến ném tới phế trong sọt rác. Cao Tân Hoa ý vị thâm trường nói, ngươi không có ý định xử lý Hứa Thuần Lương rồi. Triệu Phi Dương nói, điều tạm nhân viên chúng ta chỉ phụ trách cấp cho tiền lương, ai sử dụng ai quản lý. Cao Tân Hoa trong lòng tự nhủ ngươi nha đẩy đến ngược lại là sạch sẽ, Hứa Thuần Lương xảy ra chuyện thời điểm còn không có xử lý điều tạm thủ tục đâu. Đoán chừng hiện tại mượn Triệu Phi Dương một cái lá gan hắn cũng sẽ không xử phạt Hứa Thuần Lương, thật muốn ký tên kia phần xử lý quyết định, chỉ sợ Hứa Thuần Lương đến nhận chức sau cái thứ nhất đối phó chính là bọn hắn Trường Hưng bệnh viện. Kỳ thật hiện tại cũng không cách nào cam đoan Hứa Thuần Lương có thể hay không cầm Trường Hưng bệnh viện khai đao, tiểu tử này làm việc quỷ thần khó lường.
Hứa Thuần Lương xong xuôi thủ tục, lái xe đi một chuyến Chu lão thái nơi đó, sở dĩ tới là bởi vì lão thái thái gọi điện thoại cho hắn, để hắn tới lấy tự mình làm đến mặn thịt cùng thối cá mè. Hứa Thuần Lương nguyên bản không có ý định cho Chu thư ký tặng lễ, nhưng đã đi qua, cũng không thể tay không, mang theo điểm hiển hồng nông trường đặc sản đi qua. Chu lão thái trong nhà bảo mẫu cũng trở về đi qua Tết, buổi tối hôm nay Chu thư ký sẽ tới tiếp nàng đi nhà mình. Hứa Thuần Lương đến thời điểm, lão thái thái ngay tại thu thập viện tử. Hứa Thuần Lương nói, đại nương. Chu lão thái gặp hắn tới, cười rạng rỡ nói, tới thật nhanh đâu, ta chuẩn bị cho ngươi một chút mặn thịt cùng thối cá mè. Hứa Thuần Lương mở ra xe dương phía sau, tướng bên trong nông sản phẩm lấy xuống. Chu lão thái tranh thủ thời gian khoát tay nói, đừng, trả về, người Chu thúc thúc không thích cái này. Hứa Thuần Lương nói, đại nương, đều là chút nguy sơn hồ địa sản hoa màu, thuần thiên nhiên thực phẩm xanh, không phải cái gì vật quý giá, ta thật xa lấy ra, ngài cũng không thể để cho ta lại khiêng trở về. Chu lão thái nhìn thoáng qua, hoàn toàn chính xác không có gì thứ đáng giá, thế là nhẹ gật đầu, để hắn tranh thủ thời gian lấy đi vào. Hứa Thuần Lương đem đồ vật khiêng tiến gian phòng, dựa theo Chu lão thái chỉ định địa phương cất kỹ. Chu lão thái đi cho hắn cầm mặn thịt thối cá mè, chủ yếu là lần trước Hứa Thuần Lương đến lúc ăn cơm nói lão thái thái ướp đến thối cá mè ăn ngon, cho nên nàng ghi ở trong lòng. Hứa Thuần Lương đem đồ vật thả lại trong xe, Chu lão thái chào hỏi hắn vào nhà uống trà. Hứa Thuần Lương nhìn về đến trong nhà chỉ có một mình nàng, trong lòng thầm than, lão thái thái này cũng rất cô đơn, đã tới, lại trợ giúp lão thái thái xem bệnh bắt mạch, thuận tiện giúp nàng xoa bóp một phen. Bảo mẫu vừa đi, Chu lão thái liền cái người nói chuyện đều không có, nói cho Hứa Thuần Lương, nàng đêm nay đi nhi tử trong nhà ở. Hứa Thuần Lương nhiều hỏi một câu, đại nương, ngài làm sao không cùng Chu thư ký ở cùng nhau a? Chu lão thái thở dài nói, chủ yếu đi, con người của ta miệng không tốt, tương đối bắt bẻ, ta thích nói, con dâu ta phụ thích tính, ta thích trồng rau, nàng yêu thích sạch sẽ, chúng ta qua không đến cùng đi. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, từ cổ chí kim quan hệ mẹ chồng nàng dâu đều là một nan đề, đừng nhìn Chu thư ký có thể đem Đông Châu quản lý ngay ngắn rõ ràng, nhưng bột đối mình sự tình trong nhà cũng không có biện pháp gì tốt. Chu lão thái nói, tiểu Hứa, ta nhớ được ngươi có đối tượng a. Hứa Thuần Lương nói, ngài trí nhớ thật tốt. Chu lão thái nói, nhà chúng ta Đức Minh cùng ngươi không chênh lệch nhiều, hắn đến bây giờ còn không có tìm đối tượng đâu. Kỳ thật Hứa Thuần Lương lần trước tới thời điểm, lão thái thái cũng đã nói, lớn tuổi thích lấy lại đổ ngữ, trong lòng lo lắng sự tình luôn luôn lặp đi lặp lại nói. Hứa Thuần Lương nói, ta nhớ được hắn cùng ta đồng niên a. Đúng, 23 quá thành thật, liền biết học vẹt, liền người bằng hữu đều không có, cùng ta đều không làm sao nói. Hứa Thuần Lương giúp nàng xoa nắn lấy phần cổ, lúc này chuông cửa vang lên. Hứa Thuần Lương để lão thái thái nghỉ ngơi, mở cửa xem xét, bên ngoài là một người mặc màu đen áo lông cao gầy thanh niên, mang theo một bộ kính đen, tóc có chút rối tung, lộ ra lôi thôi lếch thếch. Cao gầy thanh niên hơi kinh ngạc nhìn qua Hứa Thuần Lương, lui về sau một bước nhìn một chút bảng số phòng, vững tin mình không có đi sai. Hứa Thuần Lương từ phản ứng của hắn suy đoán ra thân phận của hắn, cười nói, Chu Đức Minh a. Cao gầy thanh niên nói, là ta à, người làm sao tại nãi nãi ta nhà. Chu lão thái nghe được bọn hắn nói chuyện, biết là cháu trai tới, đứng lên nói, Đức Minh tới, ta cùng tiểu Hứa bác sĩ chính nói người đâu. Hứa Thuần Lương hướng Chu Đức Minh cười cười, đem hắn để tiến đến, tự giới thiệu mình, ta là Hứa Thuần Lương. Chu Đức Minh nói, ta gọi Chu Đức Minh, nói xong ý thức được người ta vừa mới liền nhận ra chính mình. Chu Đức Minh là đặc địa tới đón nãi nãi về nhà, Chu lão thái hướng hắn vẫy vẫy tay nói, Đức Minh, ngươi cùng tiểu Hứa một năm, quen biết một chút chỗ người bằng hữu. Hứa Thuần Lương hướng Chu Đức Minh vươn tay, Chu Đức Minh nhanh lên đem tay của hắn cầm, có chút câu nệ nói, rất hân hạnh được biết ngươi. Hứa Thuần Lương cười nói, lão nhân gia luôn luôn ở trước mặt ta nhắc lên ngươi, nói ngươi ở kinh thành học nghiên a cái nào trường đại học. Chu Đức Minh trên thân cũng không quan lại tử đệ thường gặp ngạo mạn, chính như Chu lão thái nói, hắn bình thường đa số thời gian đều đang đọc sách, xã giao hoạt động rất ít, cũng không có bằng hữu gì, tại đối nhân xử thế phương diện lộ ra không lưu loát, Yến Kinh đại học hệ triết học, người cái nào trường đại học tốt nghiệp. Hứa Thuần Lương nói, ta còn là đừng nói nữa, người khẳng định chưa nghe nói qua. Chu Đức Minh cảm thấy Hứa Thuần Lương rất có ý tứ, cười nói, nãi nãi ta ở trước mặt ta khen qua ngươi. Hứa Thuần Lương nói,
kia là cổ vũ ta, Chu nãi nãi, ta cũng không muốn quấy rầy, đi về trước. Ngay trước Chu Đức Minh trước mặt, hắn cũng đổi xưng hô, gọi Chu nãi nãi càng thích hợp một điểm. Các ngươi người trẻ tuổi để điện thoại a, kết giao bằng hữu, về sau hẹn lấy cùng nhau chơi đùa. Chu lão thái dù sao cũng là làm giáo dục xuất thân, nhìn ra cháu trai trên thân tồn tại vấn đề, tích cực giúp hắn mở rộng xã giao bột. Hứa Thuần Lương chủ động tăng thêm Chu Đức Minh phương thức liên lạc. Chu Đức Minh không biết lái xe, cũng may nhà hắn cách nơi này không xa, trước sau bất quá 500 mét. Hứa Thuần Lương tiện đường đem bọn hắn đưa qua, Chu lão thái lúc xuống xe, có người từ Chu ra ra, Hứa Thuần Lương xa xa liền nhận ra là khu công nghệ cao bí thư Cảnh Văn Tuấn. Kỳ thật tại Chu gia gặp được Đông Châu cao tầng tỷ lệ rất cao. Cảnh Văn Tuấn tươi cười rạng rỡ cùng lão thái thái lên tiếng chào hỏi, đứng tại chỗ nhìn lấy bọn hắn vào nhà. Hứa Thuần Lương chào hỏi một tiếng, Cảnh bí thư tốt. Bọn hắn tại Đông Châu chú kinh bản từng có qua tiếp xúc, Mai Như Tuyết trạm tiếp theo cũng là khu công nghệ cao, cho Cảnh Văn Tuấn đương phụ tá, cho nên Hứa Thuần Lương đối với hắn cũng phi thường khách khí. Cảnh Văn Tuấn thân thiết nói, Thuần Lương a, người tìm đến cùng bí thư. Bất luận kẻ nào nhìn thấy Hứa Thuần Lương đem lão thái thái cùng Chu công tử đưa về nhà, đều sẽ nhận là quan hệ giữa bọn họ không hề tầm thường. Hứa Thuần Lương nói, ta trên đường gặp bọn họ, thuận đường đưa đoạn đường, cái này liền trở về ngài lái xe không có. Có muốn hay không ta đưa ngài? Cảnh Văn Tuấn nói, lái xe chờ ta ở bên ngoài đâu? Ta đưa ngài một đoạn. Hứa Thuần Lương chỉ kia chiếc Audi Q5, xe này là Trịnh Bồi An. Từ nơi này đến cửa tiểu khu còn muốn đi một khoảng cách. Không được, ta muốn đi, hôm nào ta hẹn ngươi họp gặp. Hứa Thuần Lương đoán được Cảnh Văn Tuấn khẳng định còn có sự tình khác, thế là hướng hắn cáo từ. Trên đường về nhà, Trịnh Bồi An gọi điện thoại tới, hỏi hắn ở nơi nào lại là Hứa Gia Văn mẫu nữ từ Nam Giang trở về, để hắn đi đường sắt cao tốc đứng tiếp. Hứa Thuần Lương hỏi thăm số tàu, dứt khoát mình đi đường sắt cao tốc đứng tiếp các nàng hai mẹ con trở về. Tới gần Tết Xuân, đường sắt cao tốc đứng khắp nơi đều là người, khắp nơi đều là xe cảnh sát giao thông cân nhắc đến tình huống thực tế, đối dừng xe bên đường cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, chỉ cần ngươi không có đem xe dừng ở đường ở trong trở ngại giao thông liền đi. Hứa Thuần Lương vẫn là quy củ tướng xe lái vào bãi đậu xe dưới đất, đang chuẩn bị cho tiểu cô gọi điện thoại thời điểm, Tần Chính Dương điện thoại đánh vào. Hứa Thuần Lương mặc dù nhận biết Tần Chính Dương có một đoạn thời gian rất dài, nhưng là bọn hắn tự mình liên lạc rất ít, bình thường liên hệ đều là chuyện công tác, nhìn thấy trên màn hình Tần Chính Dương danh tự, Hứa Thuần Lương suy đoán 10/89 vì mình điều tạm sự tình. Hứa Thuần Lương tiếp thông điện thoại, cười nói, Tần Bí Thư, tìm ta có chuyện gì a? Tần Chính Dương là Hồ Sơn Trấn người đứng đầu, mình đi qua muốn tại dưới tay của hắn công việc, Hứa Thuần Lương đương nhiên muốn biểu hiện được khách khí một chút. Tiểu Hứa a, ta vừa mới nghe nói người muốn tới Hồ Sơn Trấn công việc. Tần Chính Dương câu nói này biểu đạt hai cái ý tứ, một là hắn vừa mới biết, hai là chuyện này căn bản cũng không có thông qua hắn, hắn biết đến lúc sau đã thành kết cục đã định. Ta cũng là vừa biết, đang chuẩn bị cho ngài gọi điện thoại đâu, Tần Bí Thư, ngài là lão đại ta ca, ta đi qua học tập trong khoảng thời gian này, ngài đến chiếu cố nhiều hơn a. Hứa Thuần Lương trước đem quan hệ của hai người tiến hành định vị, sau đó tư thái thả rất thấp, nói cho Tần Chính Dương không cần khẩn trương. Ta không nghĩ tới đi phân quyền lực của ngươi, cũng không nghĩ tới muốn cùng ngươi làm chính trị đấu tranh, ta là ôm lấy học tập thái vượt qua. Tần Chính Dương nói, đi, 3 tháng này chúng ta khẳng định sẽ hợp tác vui vẻ. Hứa Thuần Lương điều tạm tới cũng chỉ là một cái phó chức, kỳ hạn là 3 tháng, ấn lý thuyết Tần Chính Dương không cần thiết khẩn trương, nhưng là cân nhắc đến Hứa Thuần Lương cùng Mai Như Tuyết quan hệ, hắn liền không cách nào bình tĩnh. Mai Như Tuyết vừa đi, Hứa Thuần Lương liền đến. Mà lại là thị lý an bài như vậy đến tột cùng ra ngoài như thế nào động cơ? Có hay không Mai Như Tuyết tác dụng? Hứa Thuần Lương nói, Tần Bí Thư, thực không dám giấu giếm a, ta lần này quá khứ có điểm tị nạn chính trị ý tứ, ngài hẳn phải biết ta gần nhất tình cảnh. Sở dĩ nói như vậy, là vì để Tần Chính Dương yên tâm. Tần Chính Dương nghe đến đó, rốt cục cười ra tiếng, 2 ngày này Hứa Thuần Lương tại Đông Châu nhiệt độ chi cao nhất thời có 102. Tần Chính Dương nghĩ không chú ý cũng khó khăn. Tiểu Hứa a, người đã đến chỗ của ta đi làm, chính là chúng ta Hồ Sơn Trấn một viên, người phải đem lập trường trước làm rõ ràng. Hứa Thuần Lương nói, yên tâm, ta tại Hồ Sơn Trấn một ngày liền đại biểu Hồ Sơn Trấn lợi ích của dân chúng. Hai người cái này thông điện thoại trên cơ bản đem sự tình cho làm rõ, Tần Chính Dương để hắn an tâm ăn Tết,
mùng 7 chính thức đi làm, cái gì cũng không cần chuẩn bị, bên này hắn sẽ an bài tốt hết thảy. Tần Chính Dương cái này thông điện thoại đánh hơn 10 phút, ở giữa chân Thuần đánh 5 điện thoại cũng không đánh tiến đến. Hứa Thuần Lương kết thúc cùng Tần Chính Dương trò chuyện, chân Thuần điện thoại lại đánh tới, lần này cuối cùng đã thông, nàng là cái tính tình nóng nảy, hướng về phía điện thoại thét chói tai vang lên, biểu ca, ngươi lại cùng nữ nhân nào nấu điện thoại cháo. Hứa Thuần Lương đưa di động cầm xa một chút, bớt nói nhảm, chỗ nào đâu. Hứa Thuần Lương đem xe dừng ở tiểu cô hai mẹ con bên cạnh, xuống xe giúp các nàng cầm đồ vật, nhịn không được nói, rượu, như thế giả nhiều a, tiểu cô, các ngươi không phải hướng Nam Giang khuân đồ, làm sao mang về nhiều như vậy. Hứa Gia Văn cười nói, qua Tết, chuẩn bị điểm đồ Tết, cho các ngươi mua chút quần áo. Chân Thuần nói, ngươi được lắm đấy, đánh 20 phút điện thoại đều không đánh vào được. Hứa Thuần Lương nói, ta có thể tới đón ngươi cũng không tệ rồi. Thái độ gì, trở về ta để ông ngoại đánh ngươi. Kia là gia gia của ta, ngươi một họ khác tiểu nha đầu còn muốn kích động Hứa thị trong gia tộc đấu. Mẹ, hắn ghét bỏ chúng ta. Hứa Gia Văn dở khóc dở cười nói, hai huynh muội các ngươi vừa thấy mặt liền bóp, không thể thiếu nói vài lời. Hứa Thuần Lương điện thoại lại vang lên, lần này là Mai Như Tuyết đánh tới, tiểu tuyết. Ta đường sắt cao tốc đứng tiếp người đâu. Chân Thuần chỉ vào hắn, tốt dối trá nam nhân, đối ta hung ác như thế, đối với người khác thật ôn nhu. Hứa Gia Văn cười nói, mau lên xe, cái nào nói nhảm nhiều như vậy a? Hứa Gia Văn để Hứa Thuần Lương ngồi phụ xe nàng lái xe. Mai Như Tuyết gọi cú điện thoại này là nói cho Hứa Thuần Lương, nàng lập tức lên đường đi Nam Giang đoán chừng muốn bao nhiêu đợi mấy ngày, vừa rồi Tần Chính Dương cũng gọi điện thoại cho nàng. Mai Như Tuyết phát giác được Tần Chính Dương đối Hứa Thuần Lương tiến về Hồ Sơn trấn nhậm chức sự tình có chút khẩn trương. Tại Mai Như Tuyết xem ra Tần Chính Dương căn bản không cần thiết, Hứa Thuần Lương chỉ là điều tạm thân phận, cho dù hắn tạm giữ chức phó trấn trưởng cũng đối Tần Chính Dương không tạo thành bất kỳ uy hiếp gì. Hứa Thuần Lương để Mai Như Tuyết không cần lo lắng, một mực an tâm đi Nam Giang ăn Tết, Nguy Sơn trấn sự tình hắn có thể ứng phó thỏa đáng. Cúp điện thoại, Chân Thuần từ phía sau vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đem điện thoại di động của mình đưa cho hắn nhìn, phía trên chính là Hứa Thuần Lương một người đánh 10 người tràng diện đặc sắc, phải ngươi hay không? Phải ngươi hay không? Hứa Thuần Lương nói, đẹp trai a. Chân Thuần hướng mẫu thân nói, mama, ta liền nói là biểu ca ta đi, ngươi còn nói không phải. Hứa Gia Văn kỳ thật đã sớm tìm Trịnh Bồi An xác nhận chuyện này, nhẹ giọng thở dài nói, Thuần Lương, ngươi cũng là bệnh viện viện trưởng, về sau muốn điểm khống chế tính tình, đừng để Gia Gia lo lắng. Hứa Thuần Lương nói, tiểu cô, yên tâm đi, sự tình đã giải quyết. Chân Thuần tò mò đem đầu tiến đến phía trước, người có phải hay không là Cao Hiểu Bạch đánh nhau. Hứa Thuần Lương trở tay nhấn tại trên trán nàng đem nàng cho nhấn trở về, bát quái. Người như thế yêu bát quái tại sao không đi đương phóng viên? Chân Thuần nói, đúng vậy a, ta đang chuẩn bị đổi học truyền thông, ta tưởng tượng Tô Tình tỉ một dạng làm cái người chủ trì. Hứa Thuần Lương nói, hảo hảo chiếu soi gương. Mẹ, biểu ca nói ta xấu. Hứa Thuần Lương nói, ý của ta là ngươi tiếng phổ thông đều nói không gọn gàng. Ta tiếng Quảng Đông tốt, ta có thể lưu tại bản cảng phát triển. Các ngươi bên kia người trẻ tuổi cách cục đều có vấn đề, địa phương lớn bằng bàn tay ngươi có thể làm sao phát triển. Dự định thượng thiên A, nội địa cơ hội mới nhiều. Chân Thuần nói, ta còn là quen thuộc Hương Giang bên kia sinh hoạt. Hứa Gia Văn nói, thật thích nơi đó. Lưu tại lớn vịnh khu phát triển cũng không tệ. Chân Thuần nói, ta thật hâm mộ Tô Tình tỷ, người dung mạo xinh đẹp, còn như vậy có tài hoa. Hứa Thuần Lương cười nói, Tô Tình đổ cho ngươi cái gì thuốc mê, ngươi bây giờ như thế sùng bái nàng. Nàng mới không có, nàng đối ta đặc biệt tốt, ta cùng với nàng cũng hợp ý, chúng ta cơ hồ mỗi ngày đều WeChat liên lạc, đúng, ngươi có biết hay không nàng từ chức. Hứa Thuần Lương sửng sốt một chút, kỳ thật Tô Tình tới tìm hắn thời điểm nói qua. Lúc ấy hắn coi là Tô Tình nói đến chỉ là nói nhảm, nghĩ không ra chuyện này vậy mà trở thành sự thật. Chân Thuần nói, ngươi không biết. Hứa Thuần Lương nói, ta nghe nàng đề cập qua, bất quá ta mình hai ngày này sự tình quá nhiều, không có quan tâm hỏi nàng. Ngươi thật sự là quá không quan tâm nàng, Tô Tình tỷ đã từ Đông Châu đài truyền hình từ chức, trong đài làm khó dễ nàng, bởi vì từ chức nàng còn bỏ ra một bút bồi thường tiền, ngươi có biết hay không nguyên nhân gì? Làm rất tốt. Vì cái gì đột nhiên liền từ chức? Hứa Thuần Lương lắc đầu, trong lòng có chút cảm động, thúc đẩy Tô Tình từ chức nguyên nhân đơn giản chính là mình,
bởi vì Đông Châu đài truyền hình khăng khăng truyền ra hắn mặt trái tin tức, Tô Tình cùng chuyên mục tổ trở mặt rồi. Hắn đối Tô Tình hoàn toàn chính xác không đủ quan tâm, thậm chí không để ý đến nàng yên lặng nỗ lực. Tô Tình một người ngồi trong nhà đã thu thập sạch sẽ, hôm nay chính là giao thừa, phụ thân vẫn không có bất kỳ cái gì tin tức. Trong lúc bất chi bất giác, nàng đã thành thói quen cô độc, cũng thử nghiệm hưởng thụ cô độc. Từ chức làm xong thủ tục, nàng cuối cùng quyết định đi Nam Giang công việc, bản muốn rời xa nơi này, nhưng chân chính quyết đoán thời điểm lại do dự, tính cách của nàng ngoài mềm trong cứng, nhưng là duy chỉ có đối diện một người thời điểm nội tâm tràn đầy mềm mại. Tô Tình nhìn thoáng qua điện thoại, hắn rất ít chủ động liên hệ mình, trong lòng hắn hẳn là chỉ là đem mình làm một cái bằng hữu bình thường đi. Mình cũng không phải một cái duy nhất để hắn xuất thủ đánh nhau nữ nhân, Tô Tình khóe môi nổi lên một tia đắng chát ý cười, trong nội tâm bỗng nhiên bắt đầu sinh ra lập tức rời xa Đông Châu suy nghĩ. Đã chú định cô độc, vậy liền đi một cái cảng địa phương xa lạ qua một cái thuộc về mình năm mới. Tô Tình duỗi tay cầm lên chìa khóa xe, một người rất tốt, không ràng buộc, nói đi là đi. Lúc này điện thoại di động vang lên, lại là Trân Thuần gọi điện thoại tới, Tô Tình tỷ, chỗ nào bên trong đâu? Nghe được nàng tận lực tăng thêm uốn lưỡi cuối vần âm, Tô Tình nhịn không được bật cười, đang chuẩn bị đi ra ngoài. Anh ta để ngươi cùng một chỗ ăn Tết. Tô Tình nói, không được, ta hẹn bằng hữu. Không có khả năng, ngươi không phải một người sao? Tô Tình nói, không phải, hẹn mấy người bằng hữu cùng một chỗ ăn Tết, giúp ta tạ ơn hắn. Cúp điện thoại, Tô Tình ngẩng đầu, nhắm lại hai con ngươi, cái mũi ê ẩm, con mắt có chút phát nhiệt, rời đi đi, có ít người. Có một số việc chú định không thuộc về mình. Nàng trong thời gian ngắn nhất thu thập xong hết thảy, cầm lên dương hành lý, đi ra khỏi nhà. Tô Tình cố hết sức tướng dương hành lý để vào trong xe thời điểm, một đôi tay duỗi tới, giúp nàng nâng cái dương, nhẹ nhõm bỏ vào. Tô Tình kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn thấy Hứa Thuần Lương tấm kia dương quang sáng lạn khuôn mặt tươi cười, nàng đỏ mặt lên. Bởi vì vừa mới nói láo cũng bởi vì Hứa Thuần Lương xuất hiện. Trong nội tâm nhộn nhạo ngượng ngùng ấm áp. Hứa Thuần Lương nói, đêm 30 đi xa nhà, dự định trên đường ăn Tết à? Người quản ta. Quản, Hứa Thuần Lương hướng nàng vươn tay ra, Tô Tình do dự một chút, muốn hay không đưa tay giao cho hắn, mặt càng đỏ hơn. Hứa Thuần Lương nói, chìa khóa xe cho ta, ta lái xe. Tô Tình lúc này mới ý thức được mình hiểu sai ý, mặt trực tiếp đỏ đến cổ rễ, lúng túng, móc ra chìa khóa đập vào Hứa Thuần Lương lòng bàn tay. Tranh thủ thời gian chui vào phụ xe bên trong. Lúc đầu Cao Tân Hoa an bài hai nhà người cùng một chỗ liên hoan, nhưng nửa đường Đông Nghiễm Sinh gia nhập vào hắn năm nay cũng là tại Đông Châu lần thứ nhất ăn Tết, con cháu đoàn viên, đề nghị ba nhà cùng một chỗ, đều đi hắn Lục Thành biệt thự lớn bên trong qua năm. Cao Tân Hoa nhà cũng chính là bốn thất hai sảnh, khẳng định là chứ không nổi nhiều người như vậy, hắn cùng Hứa Thuần Lương thương lượng một chút, Hứa Thuần Lương cũng cảm thấy không tệ, lúc đầu tất cả mọi người rất quen thuộc. Vừa vặn đi thăm một chút Đông Nghiễm Sinh hào trạch. Đông Nghiễm Sinh nhà này hệ thống độc lập biệt thự đã mua 10 năm, đã sớm sửa xong rồi, lúc trước cũng là người khác gán nợ cho hắn, hắn thích quê quán bình thường đều tại Nguy Sơn Đảo, coi như đến Đông Châu cũng là ở khách sạn, rất ít tới đây. Phụ tử nhận nhau về sau, Thư Viễn Hàng mang theo vợ con gia nhập Liên Minh Trường Hưng Bệnh Viện, Đông Nghiễm Sinh để cho người ta tướng biệt thự gắn lại một chút, tiết trước mới chính thức vào ở. Hứa Thuần Lương xe chạy tới Lục Thành Nhuận Vườn, trực tiếp chạy xuống dưới đất chỗ đậu, Đông Nghiễm Sinh biệt thự này diện tích có hơn 800 mét vuông, vẻn vẹn phối trí chỗ đậu liền có 10 cái. Vương Kim Vũ cũng mới vừa từ Nguy Sơn Đảo chạy tới, Đông Nghiễm Sinh đem hắn xem như con ruột đối đãi giống nhau. Vương Kim Vũ đóng cửa xe, vui tươi hớn hở hướng Hứa Thuần Lương đón, huynh đệ, tới rồi. Hứa Thuần Lương nghênh đón, Vương Kim Vũ vỗ vỗ bờ vai của hắn, lại cùng Tô Tình lên tiếng chào. Tô tiểu thư ngươi tốt. Tô Tình cười nhạt một tiếng, người đẹp như cúc. Vương Kim Vũ trong lòng thầm than, mình đã từng thấy cô gái xinh đẹp đều bị Hứa Thuần Lương một mẻ hốt gọn. Vương Kim Vũ nói, ta nhìn ngươi video, đánh cho cái kia xinh đẹp, nhanh gặp phải Lý Tiểu Long, ta nếu là tại hiện trường liền tốt. Hứa Thuần Lương nói, Lý Tiểu Long nhưng đánh không lại ta. Ta liền bội phục ngươi nghiêm trang thổi như bức. Không phục hai ta luyện một chút. Luyện một chút liền luyện một chút, Vương Kim Vũ bày ra gia quyền tư thế. Hứa Thuần Lương làm bộ chống đỡ. Tô Tình cười nói, đừng làm rộn, các ngươi làm sao cùng tiểu hài tử giống như. Hứa Thuần Lương nói, không có nghe nói một câu nha, nam nhân đến chết là thiếu niên.
Tô Tình nói, lời này điểm xuất phát liền không đúng, nam nhân vô luận phạm vào cái gì sai đều có thể dùng câu nói này kiếm cớ. Thư Viễn Hàng tự mình ra mở cửa, Kim Vũ ca, làm sao tới đến muộn như vậy a? Vương Kim Vũ chợt nhớ tới mình từ nông trường mang tới mới mẻ tôm cá không có lấy xuống, nhanh đi về cầm. Thư Viễn Hàng bồi tiếp Hứa Thuần Lương bọn hắn đi lên trước. Thư Viễn Hàng cũng nghe nói Hứa Thuần Lương sự tình, Thuần Lương, người chuyện kia bệnh viện nói thế nào a? Hứa Thuần Lương nói, bọn hắn có thể nói thế nào? Ta cũng không phải tại bệnh viện đánh nhau, không tại bọn hắn phạm vi quản hạt. Ba người thừa thang máy đi vào lầu một phòng khách. Cao Tân Hoa một nhà, Hứa Trường Thiện một nhà đều đã đến, Trịnh Bồi An cùng Cao Tân Hoa hai người xuống bếp, Đông Nghiễm Sinh bồi tiếp hai vị lão gia tử nói chuyện phiếm. Tiếu Sở Hồng, Cao Hiểu Bạch, Hứa Gia Văn, Trần Thuần tiếp cận một bàn đang đánh mạt trược. Nguyễn Tinh Mai cùng Bảo Mẫu đang bố trí bàn ăn, trong viện Đông Niệm Tổ cùng Hoàng Tử Thuần ngay tại chơi quảng pháo. Trần Thuần nhìn thấy Tô Tình hướng nàng vẫy vẫy tay, Tô Tình tỷ, nhanh tới giúp ta nhìn bài. Tô Tình cười cười đi qua. Hứa Thuần Lương cùng mấy vị trưởng bối lên tiếng chào hỏi, tại Đông Nghiễm Sinh ngồi xuống bên người, Đông Nghiễm Sinh nói, chính trò chuyện ngươi đây, cùng người ta đánh nhau cũng không bảo cho ta. Hứa Thuần Lương cười nói, lần sau ta trước cùng ngài lên tiếng kêu gọi. Tất cả mọi người nở nụ cười. Đông Nghiễm Sinh nói, ta vừa cùng Hứa bá bá nói, ngươi nếu là tại Trường Hưng làm được không hài lòng, dứt khoát đến chúng ta Hiển Hồng nông trường, cùng Vương Kim Vũ vào ngành, hắn đang lo bận không qua nổi đâu. Hứa Thuần Lương cười cười không nói chuyện. Đông Nghiễm Sinh nói, ngươi đừng xem thường chúng ta Hiển Hồng nông trường, đi ta chỗ ấy không so với các ngươi Trường Hưng thu nhập ít, ta nông trường toàn bộ nhân viên tính cả cũng có ngàn thanh lỗ hồng người. Cao Tân Hoa từ trong phòng bếp ra, lão Đông, ngươi cũng đừng quan tâm, người ta Thuần Lương hiện tại đã có chỗ. Bởi vì Hứa Thuần Lương đã thông báo, cho nên hắn một mực kìm nén không nói. Đông Nghiễm Sinh nói, đi nơi nào a? Hứa Thuần Lương nói, vẫn là đi Nguy Sơn Đảo. Đông Nghiễm Sinh gật đầu nói, tốt, Triệu Phi Dương coi như sáng suốt, nếu là hắn động tới ngươi, ta đều không đáp ứng. Thư Viễn Hàng nói, Thuần Lương năng lực còn tại đó, Triệu Phi Dương cũng không phải mù lòa. Hứa Thuần Lương nói, ta tạm thời rời đi Trường Hưng. Đám người khẽ giật mình. Hứa Thuần Lương hiện tại thủ tục đều đã xong xuôi, cũng không có tiếp tục bảo mật tất yếu, thế là đem mình điều tạm đến Hồ Sơn Trấn làm phó trấn trưởng sự tình nói, trước mắt phụ trách công tác cụ thể còn không có định. Vương Kim Vũ mang theo tôm cá đi lên, vừa vặn nghe được Hứa Thuần Lương muốn đi Hồ Sơn Trấn đảm nhiệm phó trấn trưởng tin tức, tướng tôm cá để dưới đất, hướng Hứa Thuần Lương vươn tay ra, Hứa trấn trưởng, ta đại biểu Hồ Sơn Trấn nhân dân hoan nghênh ngươi. Hứa Thuần Lương nói, ngươi rửa tay sao? Đông Nghiễm Sinh cười nói, vậy ta đây bữa cơm coi như là cho Hứa trấn trưởng tiếp phong yến. Cao Tân Hoa nói, vậy cũng không được, hôm nay là cơm tất niên. Nghênh đón Hứa trấn trưởng vậy có phải hay không hẳn là chuyên môn bày một trận. Hứa Thuần Lương nói, ta là điều tạm định 3 tháng, chính là cái hữu danh vô thực phó trấn trưởng, các ngươi cũng đừng bắt ta trêu đùa. Đông Nghiễm Sinh nói, Hồ Sơn Trấn người đứng đầu là Tần Chính Dương, trừ hắn ra còn có 3 cái phó thư ký, 5 cái phó trấn trưởng, người đến liền là cái thứ 6, cái này còn không có đem người lớn, kỷ ủy cho tính cả. Hứa Thuần Lương cười nói, ban lãnh đạo 17 cái, ta đi qua xếp hạng giả mạt. Cao Hoành Đường nói, chính vì vậy, lên cao không gian mới cũng đủ lớn, nếu là vừa lên đến liền để ngươi làm người đứng đầu, kia còn có cái gì khiêu chiến. Hứa Trường Thiện nói, lão Cao lời này có lý, hắn mới mặc kệ Hồ Sơn Trấn ban lãnh đạo có người nào, với hắn mà nói, những người khác là vật làm nền, bảo bối cháu trai mới là duy nhất nhân vật chính. Tô Tình đi Trần Thuần bên người về sau, Trần Thuần như có thần trợ, không ngừng hồ bài, vui vẻ đến không ngừng thét lên. Đông Nghiễm Sinh nhìn thấy đã chuẩn bị đến không sai biệt lắm, chào hỏi mọi người cùng nhau xông lên bàn ăn cơm. Trước khi ăn cơm, các trưởng bối bắt đầu cho vãn bối phát hồng bao. Thuộc Đông Nghiễm Sinh bao lớn nhất, mỗi cái vãn bối đều cho 1 vạn. Cao Hiểu Bạch tìm tới cơ hội, phụng trộm hướng Hứa Thuần Lương nói, chuyện ngày đó không có ý tứ cho ngươi thêm phiền toái. Hứa Thuần Lương cười nói, hai chúng ta nhà quan hệ này ngươi khách khí với ta cái gì? Trong lòng ta ngươi cùng muội muội ta đồng dạng. Ta lớn hơn ngươi. Đêm giao thừa, toàn gia đoàn viên. Triệu Phi Dương mang theo Bùi Lâm cũng về đến nhà ăn cơm, Triệu Đại Pháo mặc dù không thích người con dâu này, nhưng nhìn tại nàng đã mang thai phân thượng, vẫn là tiếp nhận nàng vào cửa.
Bùi Lâm biểu hiện được hiền lành ôn nhu, dỗ đến bà phi thường vui vẻ. Triệu Đại Pháo uống vài chén rượu, mượn hơi say rượu chính choáng, lấy ra một tấm thẻ chi phiếu, Phi Dương, Bùi Lâm, các ngươi lập tức kết hôn, ta cùng ngươi mẹ thương lượng một chút, trong thẻ này có 100 vạn, là chúng ta những năm này tích xúc. Bùi Lâm nói, cha, ngài tiền này chúng ta không thể nhận, ta cùng Phi Dương đều có công việc, chúng ta thu nhập còn có thể. Cầm, Triệu Đại Pháo tướng thẻ ngân hàng đặt ở Bùi Lâm trước mặt. Triệu Phi Dương hướng Bùi Lâm đưa mắt liếc ra ý qua một cái, tính tình của phụ thân từ trước đến nay lôi lệ phong hành, làm ra quyết định sẽ không sửa đổi. Bùi Lâm có chút cảm động, nhìn ra được lão gia tử rất đau Triệu Phi Dương, là cái trong nóng ngoài lạnh tính tình. Triệu Đại Pháo nói, có mấy lời, ta lúc đầu không nên nói, thừa dịp lấy hôm nay tất cả mọi người tại, ta còn là nói vài lời. Triệu Phi Dương nói, cha, ngài nói. Triệu Đại Pháo nói, ta binh nghiệp xuất thân. Làm cả một đời binh, làm cả một đời cách mạng công việc, ta cả đời này, vì quốc gia chảy qua máu, vì nhân dân vượt qua súng, ta dám vỗ bộ ngực nói một câu, ta xứng đáng đảng cùng nhân dân, xứng đáng ta cái này thân quân trang. Hắn bưng lên ly rượu trước mặt uống một hơi cạn sạch, Bùi Lâm tay mắt lanh lẹ giúp hắn rót. Triệu Đại Pháo nhìn qua nhi tử nói, ta già, không mấy năm sống đầu, ta và mẹ của ngươi đều có tiền hưu, sống đến chúng ta cái tuổi này, cái gì đều thấy rõ. Người cả đời này bao nhiêu tiền tính nhiều Ta cảm thấy kiếm bao nhiêu tiền không trọng yếu, có thể cho quốc gia chúng ta, cho xã hội này lưu lại ít đồ mới trọng yếu. Triệu Phi Dương cùng Bùi Lâm cùng một chỗ nhẹ gật đầu. Triệu Đại Pháo nói, Phi Dương, người từ nhỏ đã có lý tưởng có khát vọng, không cam lòng người về sau, mọi chuyện đều muốn tranh trước, nhưng mỗi người năng lực đều là định số, nếu như chỉ riêng nhìn chằm chằm phía trên, không chú ý dưới chân, sớm tối là muốn thất bại. Bùi Lâm thay Triệu Phi Dương giải thích, cha, Phi Dương tại Trường Hưng danh tiếng rất tốt. Triệu Phi Dương nhìn nàng một cái rõ ràng trách cứ nàng không nên đánh đoạn phụ thân lời nói. Triệu Đại Pháo nói, có được hay không, ngươi nói vô dụng, ta nói cũng vô ích, hắn là trưởng phu ngươi, hắn là nhi tử ta, chúng ta nhìn thấy đều là ưu điểm của hắn, đối trên người hắn khuyết điểm mang tính lựa chọn coi nhẹ, ngươi bây giờ là Trường Hưng bệnh viện viện trưởng, chung quanh đều hơn phân nửa đều là A-dua nịnh hót thủ hạ. Ngươi lại làm sao biết cơ sở nhân viên chân chính ý nghĩ? Hắn dừng lại một chút lại nói, đánh giá miệng ngươi bia thế nào, muốn chờ ngươi về sau rời đi Trường Hưng ngày đó, nếu như các công nhân viên nhấc lên ngươi cũng giơ ngón tay cái lên, vậy ngươi mới tính hợp cách. Triệu Phi Dương nói, cha, ngài yên tâm, ta sẽ cố gắng hết sức làm tốt phần công tác này. Triệu Đại Pháo lại nhìn Bùi Lâm nói, Bùi Lâm, ta đối với ngươi không đủ giải, nhưng ngươi đã quyết định tiến vào chúng ta Triệu ra cửa. Đó chính là người Triệu gia, ta cũng phải nói hai câu. Bùi Lâm nói, cha, ngài một mực nói, ta nghe. Triệu Đại Pháo nói, ta nghe được một chút truyền ngôn, nói hiện tại Trường Hưng thành hai người các ngươi lỗ hổng cửa hàng nhỏ. Bùi Lâm ra mặt phát sốt, nàng cãi lại nói, có ít người chính là nhận không ra người tốt, ta cùng Phi Dương đều là công và tư rõ ràng. Triệu Đại Pháo nói, công và tư rõ ràng, nói dễ, làm khó, cặp vợ chồng tại một đơn vị. Một cái đương viện trưởng, một cái đương tổng giám đốc, các ngươi để người khác thấy thế nào? Triệu Phi Dương cho là mình nhất định phải ra mặt giải thích một chút, cha, ngài từ chỗ nào nghe được những này truyền ngôn? Bùi Lâm cùng Trường Hưng không có quan hệ, nàng trước mắt là tại Hoa Niên lớn khỏe mạnh, Hoa Niên lớn khỏe mạnh cùng Trường Hưng bệnh viện mặc dù đều thuộc về Hoa Niên tập đoàn, nhưng là hai cái này bộ môn là đặt song song quan hệ, ở giữa không có giao tập, chúng ta thu nhập cũng trải qua được cha. Lão Thái Thái nói, lão đầu tử, người có phải hay không lại uống nhiều quá? Gần sang năm mới kéo những này làm gì? Triệu Đại Pháo nói, ta lại nói một câu cuối cùng, người cả một đời dễ dàng nhất tại hai chuyện thượng thất bại, một cái là tiền, một cái là nữ nhân. Bùi Lâm song quyền siết chặt, móng tay đều bóp đến trong lòng bàn tay, cuối cùng Triệu gia vẫn là không nhìn chúng mình, công công câu nói này rõ ràng là nói cho mình nghe, nàng mặc dù gả cho Triệu Phi Dương, nhưng tại công công trong mắt. Nàng vẫn nhận không ra người, là để Triệu Phi Dương thất bại nữ nhân, ảnh hưởng đến con của hắn tiền đồ. Triệu Phi Dương lặng lẽ dưới bàn bắt lấy Bùi Lâm tay, cảm giác tay của nàng lạnh đến giống một khối băng. Triệu Phi Dương nói, cha, ngài nói đến ta đều hiểu, ngài cứ yên tâm đi. Bùi Lâm tướng tấm thẻ kia nhẹ nhẹ đặt lên bàn, chậm rãi đẩy hướng Triệu Đại Pháo, cha, các ngươi dưỡng lão tiền chúng ta kiên quyết không thể thu. Mặc dù Đông Châu nội thành cấm chỉ châm ngòi pháo hoa pháo,
nhưng vẫn là không ít thị dân tại khiêu chiến lệnh cấm. Đông Nghiễm Sinh nghe bên ngoài thưa thớt tiếng pháo nổ, không khỏi cảm thán nói, trong thành liền là không bằng nông thôn náo nhiệt. Vương Kim Vũ nói, năm nay Hồ Sơn Trấn cũng bắt đầu cấm thả pháo hoa pháo. Đông Nghiễm Sinh nói, một điểm năm mùi vị cũng không có. Cao Hoành Đường nói, ta nghe tin tức, nói là chuyên gia ý kiến, nói cái gì pháo hoa pháo tạo thành khí quyển ô nhiễm, còn dễ dàng dẫn tới hỏa tai. Hứa Trường Thiện nói, cấm thả về sau cũng không gặp không khí tốt chỗ nào, chúng ta lão tổ tông có câu nói gọi vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn, không thể bởi vì một ít chuyên gia ý kiến liền đem mấy ngàn năm truyền thống cho vứt đi. Những cái được gọi là chuyên gia, tự thân nhận biết liền phi thường có hạn, làm học thuật không được, liền sẽ cầm nhà mình tổ tông truyền thống khai đao, hảo hảo truyền thống văn hóa đều bị bọn hắn nói thành cặn bã, chung y chính là phá hủy ở đám này cái gọi là chuyên gia trong tay. Trịnh Bồi An tràn đầy đồng cảm gật gật đầu nói, đáng giận nhất chính là, chúng ta bên này chuyên gia không ngừng rèm pha mình văn hóa, vứt bỏ truyền thống, chung quanh mấy cái tiểu quốc liên tục không ngừng học trộm đoạt chú, liền tiết đoan ngọ đều bị Nam Hàn đoạt đi. Vương Kim Vũ mắng, ta phiền nhất chính là bổng tử, mặt đều không cần đồ chơi. Hứa Thuần Lương nói, muốn món đồ kia làm gì bọn hắn chỉnh dung nghiệp như thế phát đạt, cũng là bởi vì không muốn mặt, bỏ được ở trên mặt động đao, thân thể tóc da thuộc về cha mẹ. Ngay cả cha mẹ đều không tôn trọng đồ chơi, ngươi còn chỉ nhìn bọn họ muốn mặt. Tô Tình nhìn không được bật cười. Chân Thuần cũng đi theo cười, hướng Tô Tình nói, mấy người bọn hắn có phải hay không các ngươi nội địa thường nói cả giận thanh. Tất cả bị Chân Thuần ngộ thương người một mặt bất đắc dĩ. Hứa Gia Văn không khỏi nhíu mày, nhà đầu này thật là khiến người ta bó tay rồi, phẫn thanh liền phẫn thanh còn lớn hơn phẫn thanh, lời này dễ dàng gây nên nghĩa khác. Cao Hiểu Bạch nói, văn hóa chính là như vậy, chính ngươi không trân quý, không hiểu được truyền thừa phát triển, người khác học qua đến liền sẽ sinh ra chiếm làm của riêng ý nghĩ. Nguyễn Tinh Mai nói, ta cảm thấy nhìn vấn đề không nên như thế phiến diệt, Trung Hoa văn minh hoàn toàn chính xác bác đại tinh thâm, nhưng là Trung Hoa văn minh cũng là toàn nhân loại văn minh một bộ phận, không phải là các ngươi thường xuyên đang nói, Trung Quốc mộng là Trung Quốc cũng là thế giới. Thư Viễn Hàng cười cười, thệ tử không phải bổn quốc người. Nàng nhìn vấn đề góc độ đương nhiên cùng những người khác khác biệt. Chân Thuần gật đầu nói, ta cảm thấy tẩu tử nói đúng, đều thời đại nào, thế giới giữa các nước sớm nên đánh vỡ lẫn nhau ngăn cách, kinh tế văn hóa lớn dung hợp, chỉ có dạng này nhân loại văn minh mới có thể có đến tiếp tục phát triển. Đông Nghiễm Sinh nói, ta cũng không nhìn như vậy, chủ nghĩa đế quốc phong ta chi tâm không chết, quốc cùng quốc ở giữa cùng giữa người và người cũng không có nhiều phân biệt, hơn phân nửa đều là ngươi có thể tốt. Nhưng là ngươi kiên quyết không thể so với ta tốt, xa có lão méo, gần có nghê hồng, những năm này bọn hắn ít cho chúng ta hạ ngáng chân rồi. Thư Viễn Hàng lo lắng phụ thân nói tiếp, thê tử sẽ xấu hổ, hắn cười nói, chớ luận quốc sự. Nhìn Nguyễn Tinh Mai một chút, Nguyễn Tinh Mai biết trượng phu ý tứ, ôn nhu nói, ta đi xem một chút hai đứa bé. Nguyễn Tinh Mai rời đi về sau, Cao Tân Hoa nói, Nghiễm Sinh, người con dâu là An Nam người, ngươi nói chuyện chú ý một chút. Đông Nghiễm Sinh nói, An Nam cũng là chủ nghĩa xã hội, hai năm này nghề chế tạo chuyển di, nhưng tiện nghi bọn hắn. Hứa Trường Thiện cười nói, chớ đàm quốc sự. Đám người tất cả đều nở nụ cười. Chênh choáng say xưa thời điểm, Hứa Thuần Lương nhận được phụ thân Hứa Gia Hiên đánh tới video điện thoại, hắn là muốn sớm cho lão gia tử chúc Tết. Hứa Thuần Lương phát hiện trong video Hứa Gia Hiên mang theo một đỉnh mũ đỏ, có chút hiếu kỳ nói, ngài lúc nào chụp mũ rồi. Hứa Gia Hiên nói, cái này không qua Tết nha, Trung Quốc đỏ cầu mong niềm vui. Hứa Thuần Lương đem điện thoại đưa cho Gia Gia, để bọn hắn hai người trực tiếp trò chuyện. Hứa Trường Thiện liếc một cái trong điện thoại di động nhi tử, tức giận nói, có phải hay không phá sản. Liền về nước vé máy bay cũng mua không nổi rồi. Hứa Gia Hiên cười nói, cha, gần sang năm mới ngài đừng rủa ta, ta bản muốn trở về, nhưng bên này có chút nghiệp vụ thoát thân không ra, cứ như vậy. Ta tận lực tranh thủ hơn nửa năm trở về một chuyến, nhi tử cho ngài bái niên, ngài trên điện thoại di động ta cho ngài phát cái hồng bao, ngài thu. Ta không muốn, lão gia tử muốn được cũng không phải tiền. Chân Thuần sẽ tới, cứu cứu, ta muốn a. Hứa Gia Hiên cười lên ha hả, cứu cứu sẽ không quên, các ngươi đều có phần. Chân Thuần đem Tô Tình, Cao Hiểu Bạch cũng đặt vào trong màn ảnh, còn có Tô Tình tỷ cùng Hiểu Bạch tỷ đâu. Tô Tình cùng Cao Hiểu Bạch cùng kêu lên chúc phúc nói, thúc thúc tân xuân đại cát, vạn sự như ý. Ha ha, cũng chúc các ngươi tân xuân khoái hoạt, chuyện tình cảm nghiệp xong bội thu.
Điện thoại tại mọi người trong tay truyền đến truyền đi, mọi người tương hỗ chúc phúc vô cùng náo nhiệt. Dạo qua một vòng mới trở lại Hứa Thuần Lương trong tay, hắn vốn định treo, nhưng phụ thân muốn đơn độc cùng hắn phiếm vài câu. Hứa Thuần Lương đứng dậy đến đi ra bên ngoài. Hứa Gia Hiên nói, ngươi cùng Tô Tình có phải hay không yêu đương? Hứa Gia Hiên loại suy nghĩ này 10 phần bình thường, dù sao nhìn thấy Tô Tình đã tham gia dạ yến. Không có sự tình. Hứa Gia Hiên nói, không tệ cô nương, tuyệt đối đừng buông tha a. Hứa Thuần Lương nói, ngài lúc nào quan tâm ta như vậy rồi? Hứa Gia Hiên nói, ta không thể cho ngươi mua như thế căn phòng lớn a, Hứa Gia liền ngươi một cây dòng độc đinh, còn trông cậy vào ngươi khai chi tán diệp đâu, đừng quên ta, gặp được cô gái tốt, thà giết lầm chớ buông tha, lúc trước ta cũng là bởi vì quá truyền thống, cho nên không nhiều cho ngươi sinh mấy cái đệ đệ muội muội. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ đây thật là cái không đáng tin cậy cặn bã cha, chế nhạo nói, ngài chính vào tráng niên, lại không phải là không thể sinh, nếu không ngài lại cho ta sinh cái đệ đệ. Tiểu tử ngươi ít cầm ta trêu đùa, cái kia, bên trong cái, có phải hay không đã sinh ra rồi, không quan hệ, ngài nói, ta có thể tiếp nhận. Hứa Gia Hiên nói, ta ly hôn. Không thể nào. Hứa Gia Hiên nói, chuyện lớn như vậy ta lừa ngươi làm gì? Gần nhất ta đều đang làm ly hôn thủ tục. Hứa Thuần Lương nói, có phải hay không ngài làm cái gì có lỗi với người ta hai mẹ con sự tình. Hứa Gia Hiên vẻ mặt đưa đám nói, lần này là nàng có lỗi với ta, người kia muội muội. À không, ta kia khuê nữ, cũng không phải, nàng không phải ta thân sinh. Hứa Thuần Lương lần này minh bạch, lão cha bị người cho tái rồi, kỳ thật hắn lần đầu tiên nhìn thấy ảnh chụp đã cảm thấy có chút không đúng. Dù sao từ nha đầu kia trên thân không nhìn ra một chút xíu Hứa Gia Hiên di truyền đặc thù. Hứa Thuần Lương nói, ngài đều như thế lớn số tuổi, nghĩ thoáng điểm, thường tại bờ sông đi đâu có không ướt giày, lại nói, ngài không phải còn có ta nha. Làm sao không có chút nào đồng tình hắn, thậm chí còn có chút muốn cười, là người tử người không nên a. Hứa Gia Hiên nói, chuyện này tuyệt đối đừng nói cho ra ra ngươi, với ai đều đừng nói, ta sợ mất mặt. Hứa Thuần Lương cười nói, hiện tại loại chuyện này không phải rất bình thường, ngài cũng không phải cách lần thứ nhất, được, ngài yên tâm đi, ta đem chuyện này nát tại trong bụng. Hứa Gia Hiên nói, ta có chuyện muốn nhờ ngươi, ta có vị lão hữu hôm nay qua đời, ngươi có thể hay không dành thời gian đi một chuyến Hỗ Hải. Cái gì? Ta một người bạn tốt, nàng gọi Lưu Bích Vân, xế chiều hôm nay qua đời, hẳn là lớp 10 đưa tang, ngươi hai ngày này bớt thời gian đi một chuyến có được hay không? Hứa Thuần Lương mặc dù đối người phụ thân này không có tình cảm gì, nhưng là cái này dù sao cũng là làm cha lần thứ nhất cầu hắn, nhìn ra được người này đối với hắn phi thường trọng yếu. Hứa Thuần Lương dù sao gần đây cũng không có chuyện quan trọng gì, hắn hỏi rõ địa chỉ, đáp ứng. Hứa Gia Hiên nhắc nhở hắn càng sớm càng tốt, tốt nhất ngày mai liền đi qua. Hứa Thuần Lương rất ít gặp đến phụ thân chính trọng như vậy việc, hắn quyết định đầu năm mùng một đi một chuyến, người khác đều tại vui tươi hớn hở lúc sau Tết. Hắn tiến về Hỗ Hải vội về chịu tang, cái này qua tuổi đến thật sự là không giống bình thường. Sơ mới sáng sớm, trước cho ra ra chúc Tết, sau đó tiến về đường sắt cao tốc đứng, có đường sắt cao tốc giao thông tiện lợi rất nhiều, từ Đông Châu đến Hỗ Hải một chiều 3 giờ, một ngày đi tới đi lui không có bất cứ vấn đề gì, bất quá đã đi, dứt khoát ở bên kia đi dạo, Trân Thuần nghe nói hắn muốn đi Hỗ Hải, không phải muốn cùng hắn cùng đi, dự định đi đại cô Hứa Gia An trong nhà chơi thêm mấy ngày. Tết xuân cùng ngày vé xe cũng không khẩn trương, Hứa Thuần Lương mua đi tới đi lui, dự định nay đi minh về. Trân Thuần thì là một chiều, chuẩn bị tại Hỗ Hải hảo hảo chơi mấy ngày. Buổi trưa, hai người đã đến cầu vồng, biểu ca Lương Lập Nam phụng mệnh tới đón, đứng ở cửa ra xin đợi bọn hắn quang lâm. Trân Thuần xông đi lên cho biểu ca một cái ôm, đại biểu ca. Chúc mừng năm mới. Lương Lập Nam có chút bất đắc dĩ nói, hai người các ngươi thật đúng là... Đầu năm mùng một chạy tới Hỗ Hải, ta buổi sáng hoạt động đều bị các ngươi pha trộn. Hứa Thuần Lương cũng không có thông chi hắn là Trân Thuần tự tác chủ trương cho đại cô gọi điện thoại. Trân Thuần nói, Tết xuân ai không nghỉ, ngươi có cái gì hoạt động? Không chào đón chúng ta có phải không? Chúng ta đón xe. Lương Lập Nam dở khóc dở cười nói, tiểu cô nãi nãi, ta cũng không có ý kia, ta buổi sáng lúc đầu hẹn bằng hữu xem phim. Hắn dẫn hai người đi về phía bãi đậu xe. Bạn gái, Trân Thuần truy vấn. Bằng hữu bình thường. Hứa Thuần Lương nói, biểu ca, vất vả ngài. Lương Lập Nam nói, đều là thân thích khách khí cái gì. Hắn tọa giá là một chiếc BMW X3,
mở cửa xe mời đệ đệ muội muội ngồi xuống. Lương Lập Nam vốn định trực tiếp về nhà, Hứa Thuần Lương để hắn trước tiên đem mình đưa đến phụ thân bằng hữu nơi đó, về phần mục đích không có nói cho bọn hắn, dù sao đầu năm mùng một nhắc lên chuyện này có chút xúi quẩy. Hứa Thuần Lương đi Tân Giang Trường Thịnh là hỗ hải cấp cao khu dân cư, ở tại nơi này người không phú thì quý. Lương Lập Nam có chút kỳ quái, mình vị này biểu đệ thật đúng là không tầm thường, kỳ thật lần trước tại Đông Châu hắn đối Hứa Thuần Lương năng lực liền có chỗ lĩnh giáo, mặc dù nhà bọn hắn đỉnh điều kiện không tệ, nhưng là Tân Giang Trường Thịnh vẫn là bọn hắn trước mắt mong muốn không thể thành địa phương. Trần Thuần đem Hứa Thuần Lương lên làm phó trấn trưởng sự tình nói cho Lương Lập Nam. Lương Lập Nam bây giờ tại Hứa Thuần Lương trước mặt đã không có lúc trước cảm giác ưu việt, vị này nhỏ biểu đệ mặc dù trình độ không cao, nhưng là có thể văn có thể võ, tại Đông Châu nơi đó lẫn vào phong sinh thủy khởi. Đi vào Tân Giang Trường Thịnh, đã là 1 giờ rưỡi chiều, Hứa Thuần Lương ở trước cửa xuống xe, để Lương Lập Nam mang theo Trần Thuần đi trước. Hứa Thuần Lương đi trước phụ cận mua một cái hoa lam, bởi vì là cấp cao khu dân cư, đăng ký chế độ phi thường nghiêm ngặt, Hứa Thuần Lương chẳng những ghi danh thẻ căn cước của mình, còn muốn cung cấp người ủy thác phụ thân thân phận tin tức. Cư xá vật quản hướng người bị hại thông báo, đạt được đối phương sau khi cho phép, mới tiến vào cư xá. Hứa Thuần Lương đi qua liền nghe nói qua nơi này bình quân giá phòng muốn tại chừng 15 vạn, bởi vì hộ hình phổ biến tại 200 mét vuông trở lên, cho nên mỗi 6 phòng động một tí mấy ngàn vạn, hơn 100 triệu hào trạch cũng không tươi gặp. Cư xá chuyên môn có thiết trí linh đường địa phương, ở vào Tô Thức Lâm viên cảnh quan mang bên trong Thanh Nhã Các. Thanh Nhã Các tọa lạc ở cây xanh vây quanh bên trong, nam lân cận một dòng nước xanh, mặt phía bắc chính là Tân Giang Trường Thịnh lâu bày. Thanh Nhã Các trước cửa trưng bày không ít vòng hoa, có 2 tên thân mặc tây trang màu đen mang theo bao tay trắng nhân viên công tác chuyên môn phụ trách dẫn đạo, bất quá bởi vì là đầu năm mùng một nguyên nhân, cũng không có bao nhiêu tân khách sâu nghiến, lộ ra có chút quạnh quẽ. Hứa Thuần Lương đem lãng hoa giao cho nhân viên công tác, đi vào linh đường. Trong linh đường cũng không có mấy người, đều mặc áo đen. Hứa Thuần Lương đi trước đánh dấu chỗ thay cha bên trên 1 vạn khối phúng viếng kim, sau đó trở về người chết di ảnh trước cúi đầu, Trần Bích Viện dáng dấp rất xinh đẹp, năm nay mới 48 tuổi, được cho tráng niên mất sớm hồng nhan mỏng mệnh. Hứa Thuần Lương biết được tuổi của nàng, nhìn thấy dung mạo của nàng, không chịu được phỏng đoán nàng cùng quan hệ của cha, hắn đối Trần Bích Viện mặc dù không hiểu rõ, nhưng là hắn đối phụ thân hiểu rõ vô cùng, lão Hứa cũng không phải cái người thành thật đâu. Lúc còn trẻ khắp nơi lưu tình, đến bây giờ cũng không thành thật. Trần Bích Viện khi còn sống là Trung khoa viện Hỗ Hải Dược vật sở nghiên cứu chuyên gia, viện sĩ thân phận. Hứa Thuần Lương nổi lòng tôn kính, vị này chính là đường đường chính chính chuyên gia, kỳ quái là, phụ thân làm sao lại cùng với nàng nhận biết. Xem ra lão Hứa có thật nhiều bí mật không muốn người biết. Cúi đầu về sau, Hứa Thuần Lương cùng gia thuộc nắm tay, Trần Bích Viện trưởng phu gọi Tiến Quốc Quang là làm buôn bán bên ngoài buôn bán. Nữ nhi của hai người gọi Tiễn Thuần Nhất, năm nay 18 tuổi, lớp 12 đang học, rất trắng non thanh tú một cô nương. Nghe nói Hứa Thuần Lương là đại biểu Hứa Gia Hiên tới, Tiễn Quốc Quang cầm tay của hắn nói, nguyên lai ngươi là Hứa tiên sinh nhi tử, lớn như vậy. Hứa Thuần Lương nói, a di là thế nào qua đời? Tiễn Quốc Quang hai mắt rưng rưng nói, tai nạn xe cộ. Bởi vì thực sự quá khó chịu, hắn nghẹn ngào đến nói không được nữa. Hứa Thuần Lương vỗ vỗ mờ u bàn tay của hắn, bớt đau buồn đi. Hắn cũng không có ở lâu ý tứ, buông ra Tiễn Quốc Quang tay, đi vào Tiễn Thuần Nhất trước mặt hướng nàng nhẹ gật đầu, biểu thị an ủi, Tiễn Thuần Nhất sáng hai con ngươi nhìn hắn một cái. Hứa Thuần Lương rời đi thời điểm, Tiễn Thuần Nhất chủ động ra tiễn hắn, đi tới cửa, Hứa Thuần Lương nói, đừng tiễn nữa, trở về đi. Tiễn Thuần Nhất nói, ngài là Hứa Thuần Lương a. Hứa Thuần Lương sửng sốt một chút. Có thể là mình mới vừa cùng Tiễn Quốc Quang đối thoại thời điểm bị nàng nghe được, là ta. Tiễn Thuần Nhất nói, ta gặp qua hình của ngươi, cũng nhìn qua ngươi video. Hứa Thuần Lương nhớ tới 2 ngày trước trên nóng lục soát sự tình, mình ảnh hưởng này lực thật là không phải là dùng để trưng cho đẹp, đã phóng xạ đến toàn bộ Hoa Đông địa khu. Tiễn Thuần Nhất nhìn một chút chung quanh, Hứa Thuần Lương nhìn ra nàng giống như có chuyện nghĩ tự nhủ, đang muốn hỏi nàng thời điểm, Tiễn Thuần Nhất hướng hắn vươn tay ra. Hứa Thuần Lương cùng với nàng nắm tay, cảm giác lòng bàn tay có dạng lạnh buốt kiên cứng rắn tiểu vật kiện, Tiễn Thuần Nhất nhỏ giọng nói, giúp ta tạ ơn Hứa thúc thúc. Hứa Thuần Lương ngầm hiểu, thu tay lại đi, đưa tay thuận thế cắm vào túi quần, căn dặn nàng nói, học tập cho giỏi a, có khó khăn gì, có thể tìm ta.
hắn đem số di động của mình nói cho Tiễn Thuần Nhất. Tiễn Thuần Nhất không nói gì, quay người trở về linh đường. Hứa Thuần Lương dự định rời đi thời điểm nhìn thấy một vị khí chất yêu nhã áo đen mỹ phụ đâm đầu đi tới. Đối phương hiển nhiên cũng chú ý tới hắn, hai người ánh mắt gặp nhau, ngắn ngủi dừng lại về sau, Hứa Thuần Lương lựa chọn bước nhanh rời đi. Đi vào cư xá ngoài cửa, hắn dùng tay tại trong túi quần chạm đến một chút đồ vật hình dạng, tựa như là cái mặt dây chuyền, chẳng lẽ phụ thân cùng Trần Bích Viện thật có một đoạn tình cảm. Con gái nàng gọi Tiễn Thuần Nhất, mình gọi Hứa Thuần Lương, đến tột cùng là trùng hợp còn là cố ý lên đồng dạng một chữ. Chân tướng sự thật như thế nào, chỉ sợ chỉ có lão cha mới rõ ràng. Hứa Thuần Lương tại ven đường các loại trong chốc lát, phụ cận xe taxi rất ít, chợt có trải qua cũng đều là chứa đầy, hắn lấy điện thoại cầm tay ra chuẩn bị gọi xe thời điểm, một cỗ Maybach tại bên cạnh hắn dừng lại, cửa sổ xe rơi xuống, lộ ra một trương tinh xảo cao quý khuôn mặt, lại là hắn vừa mới gặp phải áo đen mỹ phụ. Lên xe. Hứa Thuần Lương sửng sốt một chút, nhìn hai bên một chút, vững tin mình chung quanh không có những người khác tại. Mỹ phụ kia nói, chính là ngươi, mau lên xe. Hứa Thuần Lương lắc đầu, không phiền toái, luôn cảm thấy ở nơi nào gặp qua, nhưng trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra. Mỹ phụ kia cài đóng cửa sổ xe, Maybach chậm rãi hướng về phía trước chạy tới, mở ra đại khái 50 mét khoảng cách lại ngừng lại, lái xe xuống tới mở cửa xe, áo đen Mỹ phụ từ bên trong xe bước xuống. Hứa Thuần Lương nhìn qua hướng mình nện bước yêu nhã bộ pháp đi tới nữ tử, trong lòng có chút buồn bực, nàng vì sao lại tới? Chẳng lẽ là bởi vì Tiễn Thuần Nhất giao cho đồ vật của mình? Không đúng, bọn hắn làm được phi thường ẩn che. Áo đen Mỹ phụ đi vào Hứa Thuần Lương trước mặt, hai mắt đánh giá hắn. Hứa Thuần Lương cười nói, vị phu nhân này chúng ta trước đó đã gặp mặt sao? Áo đen Mỹ phụ nói khẽ, vẫn là làm tự giới thiệu đi, ta gọi Phùng Minh Quân. Hứa Thuần Lương nội tâm kịch chấn, khó trách hắn lần đầu tiên đã cảm thấy đối phương có chút quen thuộc, khó trách nàng vừa rồi sẽ mời mình lên xe, nguyên lai nàng gọi Phùng Minh Quân, nàng là Hứa Gia Hiên vợ trước, cũng là mình sinh lý học trên mẫu thân. Hứa Thuần Lương không biết mẫu thân bộ dáng, bởi vì mẫu thân tại sinh hạ hắn về sau liền đem hắn ném cho Hứa Gia Hiên, mà Hứa Gia Hiên sau đó không lâu cũng lựa chọn xuất ngoại, đem hắn giao cho Hứa Trường Thiện. Có thể nói Hứa Thuần Lương trưởng thành đến nay cũng không cảm thụ qua phụ mẫu yêu mến, cùng mẫu thân dưới loại tình huống này trùng phùng không tại Hứa Thuần Lương trong dự liệu, hắn cũng không rõ ràng Hứa Gia Hiên có biết hay không, có một chút hắn có thể kết luận, phụ mẫu cùng Trần Bích Viện quan hệ rất tốt. Dựa theo Hứa Gia Hiên thuyết pháp, mẫu thân tại Viên gả cho một cái giả quỷ Tây Dương. Tại Hứa Thuần Lương xem ra, hiện tại hắn cùng phụ mẫu trên thực tế đã biến thành ba nhà người, mọi người riêng phần mình mạnh khỏe. Phụ mẫu sinh ra hắn, nhưng là dưỡng dục hắn trưởng thành chính là gia gia, ruột tri ân lớn hơn người, dưỡng dục tri ân lớn hơn trời. Hứa Thuần Lương trong nội tâm đương nhiên cùng gia gia thân thiết hơn, đừng nhìn lão cha năm ngoái không tiếc trọng kim mua cho hắn căn biệt thự, nhưng là với hắn mà nói đã không trọng yếu, Hứa Gia Hiên hành vi cũng bất quá là dệt hoa trên gấm, cũng không phải là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, dựa theo gia gia thuyết pháp, tại hài tử cần có nhất phụ mẫu thời điểm, cái đôi này làm gì đi. Hứa Thuần Lương rất nhanh liền ý thức được, mẫu thân cũng không phải nhân vật tầm thường, nhận ra hắn về sau, cũng không trình diễn truyền thống mẹ con trùng phùng ôm đầu khóc giống tiết mục. Phùng Minh Quân biểu hiện được phi thường bình tĩnh, đánh giá con trai ruột của mình, mỉm cười nói, đều thành đại tiểu hỏa, nếu như không phải hai ngày trước nhìn qua ngươi video, ta thật không dám nhận ngươi. Hứa Thuần Lương thầm than người sợ nổi danh heo sợ mập là có đạo lý, mình tại ẩn Long Hồ một trận chiến này. Mơ mơ hồ hồ bên trên nóng lục soát, thuận tiện dương danh hải ngoại, liền hơn 20 năm chưa từng gặp mặt mẹ ruột đều tìm tới nhận tử. Bất quá từ Phùng Minh Quân ăn mặc đến xem, nàng hiện tại sinh hoạt hậu đãi, đoán chừng điều kiện không thể so với Hứa Gia Hiên chênh lệch. Hứa Thuần Lương nói, không có ý tứ a, ta đối với ngài một chút ấn tượng đều không có. Hắn không có nói láo lời nói, nhiều năm như vậy liền một tấm hình chưa thấy qua, một chiếc điện thoại cũng không đánh qua. Phùng Minh Quân vị này làm mẹ cũng đủ tuyệt tình, mình nói như thế nào cũng là nàng sinh ra tới một đầu sinh mệnh, hơn 20 năm nàng vậy mà có thể chẳng quan tâm, phảng phất trên đời này căn bản không có đứa con trai này. Từ cái này một đốt tới nói, nàng còn không bằng Hứa Gia Hiên có trách nhiệm cảm giác đâu. Phùng Minh Quân nói, cái này cũng khó trách, dù sao ngươi sau khi sinh chúng ta liền chưa thấy qua, có thời gian không? Ta còn chưa ăn cơm, cùng một chỗ ăn chút. Hứa Thuần Lương đánh giá mẹ của mình. Rốt cục vẫn gật đầu.
lái xe đem bọn hắn đưa đến phụ cận một nhà cấp cao phòng ăn, nơi này đều sẽ viên chế. Phùng Minh Quân điểm thức ăn ngon, trưng cầu một chút Hứa Thuần Lương ý kiến, rượu đỏ vẫn là rượu đế. Hứa Thuần Lương nói, rượu đế đi. Phùng Minh Quân để cho người ta bên trên một bình Mao Đài 50 năm ủ lâu năm, biểu hiện ra không tầm thường tài lực. Nhà này phòng ăn lấy Hàn Bang đồ ăn làm chủ, món ăn đều phi thường tinh xảo, đối Hứa Thuần Lương mà nói khẩu vị hơi nghi ngờ nhạt nhẽo. Phùng Minh Quân nâng chén nói, nơi này là ta sớm đặt trước tốt, lúc đầu coi là muốn một người ăn Tết, không nghĩ tới gặp được ngươi. Hứa Thuần Lương cùng với nàng đụng đụng chén nói, lão Hứa ủy thác ta tới. Hắn trong lòng thầm nghĩ, mẫu thân sớm lập thành nơi này, sẽ không tính toán cùng phụ thân cùng một chỗ chung tiến cơm trưa. Dù sao bọn hắn cùng người chết quan hệ đều không phải bình thường, có lẽ Phùng Minh Quân cho rằng Hứa Gia Hiên nhất định sẽ tới. Phùng Minh Quân uống chén rượu kia, nói khẽ, ta vốn cho là hắn sẽ đích thân tới, Trần Bích Viện là chúng ta cộng đồng hảo hữu. Bởi vì nhân viên phục vụ bị Phùng Minh Quân yêu cầu né tránh, Hứa Thuần Lương cầm lấy phân đồ uống rượu vì nàng rót đầy. Phùng Minh Quân đánh giá nhi tử, cười nói, người vẫn là giống ta nhiều một ít. Hứa Thuần Lương nói, ta không nhìn ra. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Phùng Minh Quân nói, ta rời đi thời điểm, người vừa mới đầy trăm ngày, cho nên người đối ta không có gì ấn tượng cũng rất bình thường, ta không trách ngươi. Hứa Thuần Lương nói, hai người các ngươi lỗ hổng đem ta ném cho ra ra, hơn 20 năm chẳng quan tâm, ta đối với các ngươi đã không có ấn tượng cũng không có nhiều tình cảm, nhưng là ta cũng không trách các ngươi. Phùng Minh Quân nở nụ cười, người quả nhiên trưởng thành những năm này ta một mực đều đang nghĩ. Mẹ con chúng ta hai sẽ ở một loại như thế nào tình huống dưới gặp lại, nếu như nhìn thấy, ta hẳn là nói gì với ngươi. Hứa Thuần Lương nói, ngươi khi đó rời đi, có phải hay không quyết định đời này cũng sẽ không tiếp tục cùng gặp mặt ta suy nghĩ. Phùng Minh Quân gật đầu nói, nghĩ tới, cũng vẫn luôn tại dạng này làm, thật có chút vấn đề cuối cùng về tránh không được, có ít người cuối cùng vẫn là muốn đi đối diện. Nàng bưng chén rượu lên cùng Hứa Thuần Lương đụng một cái, yêu nhã uống cạn chén rượu này. Hứa Thuần Lương không thể không bội phục mẫu thân bình tĩnh, so với Hứa Gia Hiên ở trước mặt mình biểu hiện ra áy náy cùng thấp thỏm, mẫu thân rõ ràng muốn tự nhiên được nhiều, chỉ ít nàng ở ngoài mặt không có toát ra bất kỳ áy náy, tính tình của nàng nhất định là cực kỳ cường thế. Phùng Minh Quân nói, người xuất sinh chỉ là một cái ngoài ý muốn, ta cùng phụ thân của ngươi đều không có làm nghênh đón ngươi đến chuẩn bị. Hứa Thuần Lương bưng ly rượu lên nói, cảm tạ hai vị ân không giết. Phùng Minh Quân nở nụ cười. Nàng một đôi mắt sáng như tinh thần, lúc còn trẻ nhất định là vị tuyệt sắc mỹ nữ, cho dù là hiện tại nàng vẫn khí chất xuất chúng phong vận vẫn còn. Hứa Thuần Lương uống chén rượu này, nhìn thấy Phùng Minh Quân không uống, có chút hiếu kỳ nói, ngài làm sao không uống? Phùng Minh Quân nói, chúng ta mặc dù không có chuẩn bị sẵn sàng, nhưng là biết được mang thai ngươi về sau, liền quyết định đưa ngươi sinh ra tới. Hứa Thuần Lương nói, hỏi thăm ta không nên hỏi vấn đề, hai người kết hôn sao? Phùng Minh Quân tại nhi tử cái này phòng lợi vấn đề trước mặt cũng không cảm thấy khó xử, kết hôn, ngươi là vô tội, chúng ta không thể để cho ngươi trở thành không phải trong giá thú tử, chúng ta nhất định phải cho ngươi một cái đường đường chính chính thân phận. Tạ ơn, Hứa Thuần Lương cảm thấy đôi này phụ mẫu càng ngày càng có ý tứ, bọn hắn thật đúng là xứng, tại kỳ hoa phương diện bất phân cao thấp. Phùng Minh Quân nói, không cần cảm ơn, ngoại trừ cho ngươi sinh mệnh, chúng ta đều không có dưỡng dục ngươi, không có kết thúc phụ mẫu nghĩa vụ. Hứa Thuần Lương nói, kỳ thật dạng này cũng tốt các ngươi kịp thời dừng tổn hại, ta cũng không cần thua thiệt quá nhiều, ba người chúng ta riêng phần mình hạnh phúc. Phùng Minh Quân nói, nhìn thấy người bộ dáng bây giờ, ta rất vui mừng. Hứa Thuần Lương nói, tâm sự chính ngài, ngài tại viên trôi qua vui không? Phùng Minh Quân kinh ngạc nói, ai nói ta tại viên? Hứa Gia Hiên, hắn vẫn không đổi được chửi bới tật xấu của ta, hắn còn nói cái gì? Hứa Thuần Lương nói, hắn nói ngươi đã một lần nữa gây dựng gia đình. Hắn nói bậy nói bạ, ta không có kết hôn, ta trước mắt tại UNHCR công việc, chủ yếu xử lý quốc tế nạn dân bảo hộ công việc. Phùng Minh Quân mở ra sắc tay, lấy ra giấy hành nghề của mình kiện đưa cho nhi tử. UNHCR tên đầy đủ United Nations S2 Commissioner for Refugees. Phiên dịch tới chính là Liên Hiệp Quốc Nạn Dân Sự vụ Cao cấp Chuyên viên Cơ quan. Tổ chức đó mục đích chủ yếu là bảo hộ nạn dân quyền lợi cùng khỏe mạnh. Liên Hiệp Quốc Nạn Dân Sự vụ Cao cấp Chuyên viên Cơ quan tận sức tại mỗi người có quyền tại khác một quốc gia tìm kiếm tị nạn,
tìm tới an toàn chỗ tránh nạn hoặc tự nguyện về nước, ngoại trừ trợ giúp nạn dân trở về nước nọ hoặc tại nước khác định cư, Liên Hiệp Quốc nạn dân sự vụ cao cấp chuyên viên cơ quan còn tìm cầu mãi mãi giải quyết khốn cảnh của bọn hắn. Hứa Thuần Lương thế mới biết Phùng Minh Quân có được Liên Hiệp Quốc màu đỏ giấy thông hành, thân phận nhưng không phải bình thường. Coi như phóng nhãn toàn cầu, phụ mẫu cũng đều coi là tinh anh cấp nhân vật, nhưng bọn hắn lại đạt thành chung nhận thức, lựa chọn từ bỏ dưỡng dục mình, khó trách có người nói, bình thường càng là tinh anh nhân sĩ càng là bạc tình bạc nghĩa. Mẹ con hai người mặc dù ngồi cùng một chỗ ăn cơm, nhưng là lẫn nhau ở giữa lại có loại rõ ràng xa cách cảm giác, biểu hiện được bình tĩnh lại khắc chế. Phùng Minh Quân không có toát ra bất kỳ tình thương của mẹ chi tình, cũng không có bởi vì năm đó gạt bỏ biểu hiện ra một tơ một hào áy náy. Hứa Thuần Lương đối nàng không có trách cứ, cũng không có bất kỳ cái gì oán hận chi tình, nhân sinh chính là như thế, có thể trở thành thân nhân cũng là một loại duyên phận cùng tạo hóa. Phùng Minh Quân nói, Thuần Lương, ta có thể xưng hô với ngươi như vậy sao? Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, có mấy lời ta khả năng không cách nào nói ra miệng. Phùng Minh Quân minh bạch hắn nói là liên quan tới gọi mình là mẫu thân sự tình, cười nói, nếu có thể, ta hy vọng có thể cùng ngươi từ làm bằng hữu bắt đầu, Thuần Lương, ngươi hận ta sao? Ngươi có hay không hối hận sinh hạ ta? Hứa Thuần Lương hỏi ngược lại một vấn đề. Phùng Minh Quân lắc đầu. Hứa Thuần Lương nói, ta không có hận qua các ngươi, ta cơ hồ không có chú ý qua chuyện của các ngươi, ta sớm đã thành thói quen cuộc sống bây giờ, ta phi thường thỏa mãn. Mà lại ta đã là người trưởng thành, đã qua dựa vào phụ mẫu niên kỷ. Phùng Minh Quân nở nụ cười, người so ta tưởng tượng bên trong càng thêm rộng rãi, kỳ thật ta vừa mới thứ liếc mắt một cái liền nhận ra ngươi, do dự có phải hay không muốn cùng ngươi nhận nhau. Hứa Thuần Lương nói, có lẽ gặp thoáng qua mới là ngươi lựa chọn tốt nhất. Phùng Minh Quân lắc đầu nói, ta mặc dù không có kết thúc một cái mẫu thân trách nhiệm, cũng không hiểu đến như thế nào làm mẫu thân. Nhưng là thấy đến ngươi, ta vẫn bởi vì ngươi mà kiêu ngạo. Hứa Thuần Lương cười nói, ta chỉ là một cái bình thường không thể người bình thường đến đâu, không có bất kỳ cái gì để phụ mẫu kiêu ngạo địa phương. Phùng Minh Quân nói, ta không phải là bởi vì thành tựu của ngươi mà kiêu ngạo, ta là bởi vì ngươi tồn tại mà kiêu ngạo. Hứa Thuần Lương lặp đi lặp lại suy nghĩ lấy những lời này của nàng, đó không phải là nói là chính nàng kiêu ngạo. Mẫu thân thật không đơn giản, tuyệt không phải cái phổ thông nữ nhân. Có thể hỏi ngươi một chuyện không? Khi lấy được mẫu thân cho phép về sau, Hứa Thuần Lương nói, lúc trước ngươi cùng lão Hứa vì sao lại tách ra? Tam quan không hợp, Phùng Minh Quân trả lời lời ít mà ý nhiều nàng giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ. Hứa Thuần Lương lưu ý đến nàng mang theo một khối giá trị hơn 100 vạn Rolex cầu vồng địch. Phùng Minh Quân nói, ta 3 giờ chiều còn có việc. Nàng quả nhiên không giống bình thường. Bình thường mẫu thân cùng con ruột cửu biệt trùng phùng không phải hẳn là thoái thác bất cứ chuyện gì, mà nàng cũng không biểu hiện ra chút nào quyến luyến, Hứa Thuần Lương bắt đầu lý giải năm đó nàng vì sao có thể tiêu sái rời đi. Hứa Thuần Lương nói, gần sang năm mới ăn chút sủi cảo đi. Phùng Minh Quân lẳng lặng nhìn qua hắn, tốt. Sau bữa cơm trưa, mẹ con hai người tại cửa nhà hàng miệng chia tay, Phùng Minh Quân không có chủ động đưa ra đưa tiễn, trước khi chia tay, Phùng Minh Quân đề một cái yêu cầu. Hy vọng Hứa Thuần Lương không muốn đem bọn hắn gặp mặt sự tình nói cho Hứa Gia Hiên, Hứa Thuần Lương đáp ứng nàng yêu cầu này. Đưa mắt nhìn chiếc kia Maybach rời đi, Hứa Thuần Lương trong lòng có chút mê hoặc, không biết về sau cùng nàng còn có vô tướng gặp ngày. Lần này có thể nói là chuyến đi này không tệ, chỉ ít gặp được chưa từng gặp mặt mẫu thân, phụ thân sở dĩ không có tự mình đến đây phúng viếng, trong đó một cái nguyên nhân là không phải nghĩ né tránh cùng nàng chạm mặt. Hứa Thuần Lương tay cắm vào trong túi quần. Sờ lấy như thế đồ vật, để góc cạnh tại đầu ngón tay chuyển động, hẳn là một cái 6 cạnh trụ mặt dây chuyền. Tiễn Thuần Nhất Phụng trộm giao cho mình vật như vậy hẳn là chỉ thuộc về phụ thân cùng Trần Bích Viện bí mật. Hứa Thuần Lương baidu một chút Trần Bích Viện tư liệu, trên mạng liên quan tới vị này viện sĩ tư liệu ít đến thương cảm, vốn định cho phụ thân đánh cái video điện thoại, suy nghĩ một chút vẫn là chờ hắn chủ động liên hệ chính mình. Đại cô một nhà ở tại Tĩnh An. Một nhà 4 miệng trước mắt đều ở tại 3 thất 2 sảnh trong phòng, tổng diện tích có 140, biểu ca Lương Lập Nam cũng tại năm ngoái tiền đặt cọc mua phòng, trước mắt còn chưa phòng trên, có thể nói gia đình điều kiện đã tương đối khá. Hứa Thuần Lương lúc đầu không muốn đi đại cô nhà, nhưng Trần Thuần lần này cùng một chỗ tới bại lộ hành trình, nếu như không đến nhà chúc Tết sẽ có vẻ không có có lễ phép. Hứa Thuần Lương đặc địa mua chút lễ vật. Cô phụ Lương Thụ Đức mở cửa về sau nhìn thấy hắn hai tay ôm nhiều đồ như vậy. Thuần Lương tới người đứa nhỏ này mua nhiều đồ như vậy làm gì?
Hứa Thuần Lương cười nói, thật vất vả đến một chuyến, ta phải nhìn xem ta đại cô, cô phụ, ngài đừng kích động, những lễ vật này đều là cho ta đại cô. Lương Thụ Đức nhìn không được cười ha hả, đừng nhìn tiểu tử này tuổi trẻ cách đối nhân xử thế có một bộ. Biểu tỷ Lương Lập Hân qua đưa cho hắn cầm dép lê, Lương Thụ Đức giả mù sa mưa nói, không cần thay đổi, tiến đến chính là. Hứa Thuần Lương nói, trong nhà như vậy sạch sẽ, ta sợ dẫm ổ uế. Hắn đem đồ vật đưa cho Lương Lập Hân, thay đổi dép lê. Trần Thuần nghe được thanh âm của hắn cũng từ trong phòng ra, biểu ca, người đi làm cái gì rồi? Lâu như vậy. Hứa Thuần Lương nói, gặp cái dân mạng. Lương Lập Nam nở nụ cười, gặp lâu như vậy khẳng định không phải thấy hết chết cái chủng loại kia. Trần Thuần nói, là cái nữ tử. Làm sao ngươi biết? Trần Thuần nói, ta quay đầu nói cho Mai Như Tuyết, trừ phi ngươi cho ta phát cái đại hồng bao. Hứa Thuần Lương nói, ta sớm liền phát hiện ngươi nhà đầu này cho ăn không quen, uổng ta như thế thương ngươi. Đại cô Hứa Gia An đi tới, móc ra hai cái chuẩn bị xong hồng bao, một cái cho Trần Thuần, một cái cho Hứa Thuần Lương, hồng bao ta đến phát. Hứa Thuần Lương kêu một tiếng đại cô, phát hiện đại cô trong nhà còn có lão nhân, lại là Lương Lập Nam phụ mẫu, bị bọn hắn nhận lấy cùng một chỗ ăn Tết. Hứa Thuần Lương cho hai vị lão nhân nhà chúc Tết, hai vị lão nhân nhà đối với hắn không phải thường khách khí, thiếu thiếu một chút thân thích ở giữa vốn có nhiệt tình, hẳn là cũng không chào đón cái này khách không mời mà đến. Hứa Thuần Lương ý thức được hắn cùng Trần Thuần đến làm rối loạn người ta sinh hoạt, cũng chính là Trần Thuần cái này không tim không phổi nha đầu còn không có cảm thấy được. Hứa Thuần Lương đối đại cô ấn tượng, chủ nếu là bởi vì đại cô Hứa Gia An đối đãi ra ra thái độ, lần trước hồi xuân đường xảy ra chuyện, nàng liền không có trước tiên chạy về Đông Châu. Ăn Tết trước đó cũng không có trở về thăm viếng lão gia tử, dựa theo lệ cũ bình thường nữ nhi ngày mồng hai Tết là muốn về cửa, hiện tại đường sắt cao tốc thuận tiện như vậy, nàng sớm liền biểu thị công việc bận quá, ăn Tết không cách nào về Đông Châu. Lương Lập Nam nói, Thuần Lương, ngươi dự định tại Hỗ Hải ở vài ngày. Hứa Thuần Lương nói, ta ngày mai trở về. Hứa Gia An nói, kia buổi tối liền chớ đi, cùng biểu ca ngươi ở cùng nhau. Lương Lập Nam trên mặt lướt qua một tia không vui thần sắc, mặc dù hơi tránh thức thì, vẫn là bị Hứa Thuần Lương nhìn ở trong mắt. Hứa Thuần Lương biết cái này biểu ca có chút không phóng khoáng, mặc dù là biểu huynh đệ, nhưng giữa bọn hắn cũng không có gì cảm tình bao sâu, ngươi không vui lưu ta, ta căn bản cũng không muốn tại ngươi nơi này ở. Hứa Thuần Lương cười nói, không được, ta đặt trước tốt quán rượu. Hứa Gia An giận trách, người đứa nhỏ này, đều về đến trong nhà, vì cái gì đi bên ngoài ở. Là như thế này, ta lần này là tới bái phỏng bằng hữu, thuận tiện tới thăm một chút đại cô, lúc đầu ta không muốn đánh nhiễu các ngươi, nhưng Gia Gia không yên lòng, cảm thấy một mình ngài ở chỗ này sinh hoạt, sợ ngài thụ ủy khuất, cho nên mới căn dặn ta tới xem một chút. Hứa Thuần Lương có ý tứ là nếu như không phải Gia Gia chuyên môn bàn giao, hắn mới không vui tới. Một câu nói làm cho Hứa Gia An áy náy không thôi, phụ thân lớn tuổi như vậy còn treo niệm mình liền ăn Tết đều không có trở về một chuyến, thật sự là bất hiếu. Lương Thụ Đức cười nói, ta cũng không dám khi dễ người đại cô, đúng, ban đêm cùng nhau ăn cơm, đều chuẩn bị xong. Hứa Thuần Lương nói, không có ý tứ, ta ban đêm hẹn mấy người bằng hữu. Hắn nhưng không muốn tiếp tục lưu lại dối trá diễn trò, đại cô người một nhà mang đến cho hắn một cảm giác rất khó chịu. Hứa Gia An nói, đẩy, đến đại cô nhà sao có thể liền bữa cơm đều không ăn đâu. Lương Lập Nam nói, mẹ, ngài liền đừng làm khó dễ Thuần Lương, hiện tại người trẻ tuổi ai có thể không có điểm hoạt động xã hội, lại nói, chúng ta người trẻ tuổi cũng không vui cùng các ngươi ăn cơm nghe các ngươi nói rông dài. Hứa Thuần Lương nói, biểu ca, ngươi là ngươi, tuyệt đối đừng đại biểu ta. Đám người nở nụ cười, bất quá nhiều nửa cười đến không thế nào tự nhiên. Hứa Thuần Lương tại đại cô trong nhà ngây người không đến một giờ, thừa dịp có người gọi điện thoại cho hắn, cáo từ rời đi. Lương Lập Nam đại biểu người trong nhà đưa đến dưới lầu, Hứa Thuần Lương để hắn nhanh đi về, lại nhìn thấy đại cô Hứa Gia An đuổi tới. Hứa Gia An có mấy câu muốn đơn độc bàn giao hắn, bồi tiếp hắn hướng cư xá đi ra ngoài. Hứa Gia An hỏi tới thân thể của phụ thân tình trạng. Hứa Thuần Lương rất không hiểu đại cô hành động, nếu quả như thật quan tâm Gia Gia, vì cái gì không thể đi Đông Châu nhìn hắn một chuyến, chẳng lẽ liền cái này chút thời gian đều rút ra không được sao? Hứa Gia An xuất ra 2.000 đồng tiền cho Hứa Thuần Lương, để hắn tự tay giao cho phụ thân. Hứa Thuần Lương không có nhận, hướng nàng nói, đại cô, Gia Gia không thiếu tiền ngài nếu là thật muốn hắn,
vẫn là bớt thời gian về đi xem một chút. Hứa Gia An thở dài nói, ta cũng muốn trở về, nhưng tình huống bên này ngươi cũng nhìn thấy, ngươi cô phụ phụ mẫu thân thể đều không tốt, không thể rời đi người chiếu cố. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ Lương Thụ Đức cha mẹ là cha mẹ, người cha ruột không phải. Lười nhác cùng đại cô nói nhảm, đại cô, ngài đừng tiễn nữa, ta nhận ra đường. Hứa Gia An lại đem tiền đưa cho hắn, Hứa Thuần Lương nói, Gia Gia có WeChat, ngài vẫn là trực tiếp chuyển cho hắn. Hứa Thuần Lương tại phụ cận Hỷ Lai đang ở lại, bản nghĩ nhắc nhở một chút chân thuần bất quá cân nhắc đến cô nàng này không tim không phổi, chưa hẳn có thể phát giác được. Đương nhiên không bài trừ đại cô người trong nhà chỉ là không nhìn chúng mình, đối đến từ Hương Giang cái này tiểu biểu muội có lẽ sẽ coi trọng mấy phần. Hứa Thuần Lương lần đầu tiên tới Hỗ Hải, đi mấy cái tiêu chí tính địa phương đi dạo, thuận tiện cho Gia Gia mua điểm nơi đó đặc sản. Một người ngay tại sông Hoàng Phổ bên cạnh tản bộ ngắm cảnh, Mai Như Tuyết gọi điện thoại tới. Sáng sớm cho Kiều Lão chúc Tết thời điểm, Hứa Thuần Lương đã nói cho nàng người một nhà tại Hỗ Hải. Mai Như Tuyết hỏi hắn đang ở đâu. Hứa Thuần Lương nói cho Mai Như Tuyết mình chính một người tại sông Hoàng Phổ bên cạnh thụ gió lạnh thổi đâu. Mai Như Tuyết liên tưởng tới hắn bộ dáng bây giờ không chịu được nở nụ cười, một người a. Không phải đâu. Mai Như Tuyết nói, nếu không ta gọi cái muội tử cùng ngươi. Hứa Thuần Lương nói, quá tốt rồi, Mai bí thư một mảnh thịnh tình, ta từ chối thì bất kính. Mai Như Tuyết nói, ngươi đi Đông Phương Minh Châu, ta an bài cho ngươi. Hứa Thuần Lương cúp điện thoại, cười tủm tỉm hướng cách đó không xa Đông Phương Minh Châu nhìn lại, hắn ý thức được Mai Như Tuyết khả năng đi tới Hỗ Hải. Hứa Thuần Lương đi vào Đông Phương Minh Châu, quả nhiên thấy thanh tú động lòng người đứng ở đèn đuốc rã rời chỗ Mai Như Tuyết. Mai Như Tuyết có rất ít tướng mái tóc rối tung ở đầu vai, như tơ lụa tóc đen theo gió đêm khinh vũ phi dương. Như nước chảy trong đám người, Hứa Thuần Lương chỉ có thấy được Mai Như Tuyết, Mai Như Tuyết cũng tương tự chỉ có thấy được hắn, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Hứa Thuần Lương sải bước hướng Mai Như Tuyết đi đến, xa xa liền giang hai cánh tay ra. Mai Như Tuyết có chút thận trọng cười cười, nghiêng đầu sang chỗ khác lại quay lại rốt cục nàng hạ quyết tâm, dũng cảm chạy vội tới, tựa như một con nai con chạy về phía có thể che chở nàng rừng rậm. Hứa Thuần Lương ôm lấy Mai Như Tuyết xoanh xoanh một nắm eo nhỏ nhắn, nguyên địa lượn mấy vòng. Mai Như Tuyết cười duyên nói, thả ta xuống, nhiều người như vậy, người có bệnh a? Tại một cái thành thị xa lạ, không có người chú ý cảm giác thực tốt. Hứa Thuần Lương nói, không tệ, ta phải bệnh tương tư, Mai bí thư đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, bệnh cấp tính người chỗ gấp, cần người bệnh cần thiết, thật sự là quá hiểu ta. Mai Như Tuyết ôm cổ của hắn, cúi đầu tại hắn trán trên khẽ hôn một cái, ôn nhu nói, ta làm sao có loại dê vào miệng cọp cảm giác. Người coi ta là thành dê cũng muốn chém giết muốn dóc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được. Hứa Thuần Lương đạo tâm bất ổn. Luôn cảm thấy hôm nay nếu là không làm chút gì có lỗi với người ấy lặn lội đường xa mà tới. Mai Như Tuyết từ trên người hắn xuống tới, lại lần nữa nhào vào trong ngực của hắn, thích loại này bị hắn che chở ấm áp, biết Hứa Thuần Lương tại Hỗ Hải, nàng đặc địa từ Nam Giang lái xe chạy đến, nguyên nhân rất đơn giản, đột nhiên liền muốn hắn, Mai Như Tuyết vẫn cho là mình đầy đủ lý tính, hiện tại mới phát hiện tại tình yêu trước mặt lý tính căn bản khởi không đến bất kỳ tác dụng gì. Đồng dạng bờ sông dạo bước. Bên người thêm một người liền nhiều hơn lãng mạn không khí. Mai Như Tuyết kéo Hứa Thuần Lương cánh tay, y như là chim non nép vào người ôm tại bên cạnh hắn, như nói mê cảm thán nói, nơi này thật tốt, không có người nhận biết ngươi, cũng không có người nhận biết ta. Hứa Thuần Lương nói, có phải hay không có loại yêu đương vụng trộm cảm giác. Mai Như Tuyết mắng, nói hưu nói vượn, hảo hảo bầu không khí đều bị ngươi phá hủy. Hứa Thuần Lương cười ha ha, không qua tiếng cười của hắn im bặt mà dừng. Bởi vì hắn nhìn thấy cách đó không xa một vị trung niên Mỹ phụ chính mỉm cười nhìn lấy bọn hắn, vừa nói qua không ai biết bọn hắn, hiện tại liền gặp được người quen. Phùng Minh Quân hướng hắn phất phất tay nói, Thuần Lương, trùng hợp như vậy à? Mai Như Tuyết gương mặt xinh đẹp nóng lên, tựa như bị ong vò vẽ ngủ đông đến một dạng cấp tốc buông ra Hứa Thuần Lương cánh tay, nàng chưa từng gặp qua Phùng Minh Quân, cũng không biết nàng cùng Hứa Thuần Lương quan hệ. Hứa Thuần Lương cũng cảm thấy đủ xảo. Hỗ Hải như thế lớn, thế mà tại trong một ngày gặp được mẫu thân hai lần, đời này cộng lại cũng không bằng hôm nay thấy cần, hắn suy nghĩ hẳn là như thế nào cho Mai Như Tuyết giới thiệu. Phùng Minh Quân đã chủ động hướng Mai Như Tuyết vươn tay ra, người tốt, ta gọi Phùng Minh Quân, là Thuần Lương mụ mụ. Mai Như Tuyết xinh đẹp đỏ mặt lên,
nàng làm sao cũng không nghĩ tới gặp được Hứa Thuần Lương mẫu thân. Hứa Thuần Lương đi theo nàng nhắc qua, hắn đã lót thời điểm, phụ mẫu liền rời đi hắn, vì sao mẹ của hắn sẽ ở nơi này xuất hiện? Chẳng lẽ bọn hắn ước hẹn trước? Nhìn quen sóng gió mai như tuyết trong tương lai bà trước mặt cũng khó tránh khỏi cảm thấy câu thúc, cùng Phùng Minh Quân nắm tay, a di tốt. Ta gọi Mai Như Tuyết. Phùng Minh Quân nói, Thuần Lương, bạn gái xinh đẹp như vậy, cũng không nói cho ta. Hứa Thuần Lương nói, hai chúng ta cũng là vừa vặn gặp mặt, ngài làm sao cũng tới chỗ này rồi. Phùng Minh Quân buông ra Mai Như Tuyết tay, dương lên trong tay máy ảnh nói, ta tới quay mấy chương cảnh đêm, không nghĩ tới gặp các ngươi, có muốn hay không ta giúp các ngươi chụp ảnh. Hứa Thuần Lương nói, vậy thì cảm ơn ngài. Theo mẹ tử hai người trong lúc nói chuyện với nhau, Mai Như Tuyết nghe được bọn hắn xa lạ. Hai người đứng tại bờ sông, Phùng Minh Quân giúp bọn hắn soi mấy chương chụp ảnh chung, lại đưa ra cùng Mai Như Tuyết cùng Hứa Thuần Lương phân biệt chụp ảnh chung. Hứa Thuần Lương bị ép kinh doanh, cùng lão mụ rốt cục có một chương chân chính ý nghĩa chụp ảnh chung. Phùng Minh Quân đưa ra cùng một chỗ đi dạo, đem máy ảnh cùng sắc tay đưa cho Hứa Thuần Lương để hắn hỗ trợ cầm, nàng cùng Mai Như Tuyết ở phía trước vừa đi vừa nói. Hứa Thuần Lương ở phía sau đóng vai giỏ sách gã sai vặt. Phùng Minh Quân phi thường hay nói, Mai Như Tuyết cũng rất nhanh liền thích ứng tiết tấu, hai người trò chuyện phi thường vui vẻ. Hứa Thuần Lương phát hiện Phùng Minh Quân thật sự là có một bộ, từ đầu tới đuôi cũng không có nghe ngóng Mai Như Tuyết gia đình cùng công việc, hai người nói chuyện đều là liên quan đến tại thời thượng chủ đề, đây chính là Phùng Minh Quân chỗ thông minh, lần thứ nhất gặp mặt nếu như truy vấn ngọn nguồn dễ dàng gây nên đối phương không vui. Mai Như Tuyết cùng Phùng Minh Quân chỉ hàn huyên vài câu, liền ý thức được nàng là cái kiến thức phi phàm nữ nhân, ngẫm lại cũng không kỳ quái, cũng chỉ có nữ nhân như vậy mới sinh ra Hứa Thuần Lương ưu tú như vậy nhi tử. Mai Như Tuyết đến Thượng Hải trước đó đã đặt xong phòng ăn, nguyên bản định cùng Hứa Thuần Lương hưởng thụ một cái lãng mạn bữa tối, nhưng Phùng Minh Quân xuất hiện để nàng chỉ có thể lâm thời sửa đổi kế hoạch. Phùng Minh Quân nói, ta đói, cùng nhau ăn cơm a. Hai người đồng thời quay đầu lại. Nhìn thấy Hứa Thuần Lương mang theo bao cõng máy ảnh đã lạc hậu tiếp cận 5 mét, các nàng đồng thời nở nụ cười. Mai Như Tuyết nói, phía trước có nhà Tôn Quế, vẫn là rất có sáng tạo. Phùng Minh Quân nói, đi Điền Nam lộ đi, ta nhớ được nơi đó có thật nhiều con ruồi tiệm ăn, muốn ăn điểm đặc sắc quả vặt. Mai Như Tuyết nói, tốt. Phùng Minh Quân gọi điện thoại, lái xe rất mau tới đến phụ cận. Hứa Thuần Lương đi phụ xe ngồi. Phùng Minh Quân cùng Mai Như Tuyết ngồi ở phía sau. Mai Như Tuyết nói, A Di lúc nào về nước? Hôm qua trở về, vốn định ở trong nước Tết nhất, không nghĩ tới ta một vị bằng hữu qua đời. Hôm nay đi phúng viếng thời điểm gặp Thuần Lương, nói đến ta lần trước gặp hắn thời điểm hắn mới 2 tháng. Phùng Minh Quân cũng không tị hiềm nói đến chuyện này. Mai Như Tuyết trong lòng thầm than, mình cùng Hứa Thuần Lương cũng coi như là đồng bệnh tương liên, đều là tại khi còn nhỏ rời đi phụ mẫu. Cũng đều là gia gia nuôi lớn trưởng thành, bất quá Hứa Thuần Lương so từ bản thân muốn may mắn một chút, chí ít song thân khỏe mạnh. Phùng Minh Quân nói, ta lần này tới vội vàng, cũng không nghĩ tới gặp được ngươi, mặc dù hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng ta đối Mai tiểu thư ấn tượng rất tốt, Thuần Lương có thể gặp được ngươi kỳ thực là phúc khí của hắn. Có thể có được tương lai bà cho phép, Mai Như Tuyết trong lòng hay là vô cùng vui mừng. Phùng Minh Quân từ trên cổ tay lấy xuống phỉ thúy ngọc vòng tay. Cái này vòng tay là năm đó cha của hắn đưa cho ta, nghe nói là Hứa gia vật gia truyền, ta cùng Hứa gia Hiên ly hôn, ấn lý thuyết liền không nên lưu lại vật như vậy, từ đầu đến cuối nghĩ trả lại, một mực không có cơ hội thích hợp, hôm nay coi như đưa lễ vật cho ngươi đi. Mai Như Tuyết liếc mắt liền nhìn ra cái này phỉ thúy vòng tay có giá trị không nhỏ, tranh thủ thời gian từ chối nói, a di, cái này quá quý giá, ta không thể nhận. Phùng Minh Quân không nói lời gì bắt lấy tay của nàng, giúp nàng đeo đi lên. Ngươi coi như giúp Hứa gia giữ, nếu như các ngươi về sau vô duyên tiến tới cùng nhau, ngươi lại đem vòng tay trả lại hắn. Hứa Thuần Lương ở phía trước nghe, trong lòng thật sự là im lặng, cái này lão mụ thực sự lợi hại, để Mai Như Tuyết cự tuyệt cũng không tìm tới lấy cớ, bất quá gần sang năm mới nói như vậy có phải hay không có chút điểm xấu. Phùng Minh Quân cầm Mai Như Tuyết tay, Mai Như Tuyết da thịt tuyết trắng tinh tế tỉ mỉ, cái này phỉ thúy vòng tay xanh tươi ướt át, đeo ở trên tay của nàng càng phát ra đẹp mắt. Phùng Minh Quân nói, vóc người bạch, đeo lên đến liền là đẹp mắt, cái này vòng tay mang tại trên tay của ta liền kém sang ngươi. Mai Như Tuyết nói, A Di được bảo dưỡng rất tốt, vừa rồi ta gặp được ngài thời điểm, thật bị ngài hấp dẫn lấy, nếu như không biết tuổi của ngài, ta còn tưởng rằng ngài chính là ngoài 30.
Phùng Minh Quân nói, người đứa nhỏ này nhưng thật biết nói chuyện, ta đều 46 tuổi, tuế nguyệt không tha người, vô luận như thế nào bảo dưỡng, da thịt trạng thái cũng không nhiều bằng lúc trước, nữ hài tử nhất định phải thừa dịp còn trẻ hảo hảo đánh đóng vai. Mai Như Tuyết mặc dù cũng thích cái này vòng tay, nhưng nàng vẫn cảm thấy nhận lấy lễ vật quý giá như vậy không ổn, nói khẽ, a di, vòng tay ngài vẫn là lưu lại đi. Phùng Minh Quân nói, đưa ra ngoài đồ vật nào có phải trở về đạo lý, đúng không Thuần Lương? Hứa Thuần Lương bị nàng điểm danh, không thể làm gì khác hơn nói, Tiểu Tuyết, đã như vậy ngươi liền nhận lấy, dù sao ngươi sớm tối cũng là chúng ta Hứa gia nàng dâu. Mai Như Tuyết gương mặt xinh đẹp xấu hổ đến đỏ bừng, người này ngay trước hắn mụ mụ bột thế mà nói như vậy. Còn tốt đạt tới mục đích, lái xe dừng xe xong, Hứa Thuần Lương xuống xe hỗ trợ kéo xe cửa, lái xe đi kéo mặt khác một bên, Mai Như Tuyết từ bên trái xuống xe, Phùng Minh Quân từ lái xe một bên xuống xe. Mai Như Tuyết có chút oán trách nhìn Hứa Thuần Lương một chút, nhỏ giọng nói, quá quý giá. Hứa Thuần Lương bám vào bên tai nàng nhỏ giọng nói, nếu như ngươi không muốn, ta đưa cho người khác. Ngươi dám. Mai Như Tuyết nói xong bước nhanh đi Phùng Minh Quân bên người, hai vị khí chất mỹ nữ đi tại huyền khí điển nam lộ bên trên, lập tức hấp dẫn không ít ánh mắt của người đi đường. Hứa Thuần Lương theo sát phía sau, mình thế mà thành dư thừa một cái. Hiện tại Điền Nam Lộ đã cùng Phùng Minh Quân trong trí nhớ có rất khác nhiều, Phùng Minh Quân nhớ kỹ phụ cận có gia tiểu Thiệu Hưng, bên trong bạch trảm kê ăn cực kỳ ngon. Mặc dù tiệm cơm còn tại nhưng là hương vị cùng đi qua đã có rất lớn phân biệt. Phùng Minh Quân điểm mấy thứ đặc sắc quà vặt, cháo gà nem rán cùng trong trí nhớ đã khác biệt, Phùng Minh Quân không khỏi cảm thán nói, hơn 20 năm không đến, hết thảy cũng thay đổi. Hứa Thuần Lương nói, có lẽ là ngươi ăn đã quen cơm Tây. Khẩu vị của mình cải biến đâu. Hắn cảm thấy bạch trảm kê hương vị cũng không tệ lắm. Phùng Minh Quân nói, ngươi nói cũng có đạo lý. Mai Như Tuyết nói, a di lần này về nước dự định ở vài ngày. Phùng Minh Quân nói, ngày mai liền đi. Vội vã như vậy. Phùng Minh Quân nói, nước ngoài nhưng không có Tết xuân ngày nghỉ, có thật nhiều công việc chờ đợi ta đi xử lý. Hứa Thuần Lương trong lòng thầm nghĩ, từ Phùng Minh Quân nhật trình đến xem. Trong kế hoạch cũng không bao quát tiến về Đông Châu cùng mình gặp mặt, lần này mẹ con bọn hắn gặp nhau đơn thuần trùng hợp, nhưng là nàng một chút có thể đem mình nhận ra, chứng minh nàng đối với mình một mực vẫn còn có chút chú ý. Lúc ăn cơm, đại cô Hứa Gia An gọi điện thoại tới, hỏi hắn có phải hay không cùng Trân Thuần cùng một chỗ, cô gái nhỏ này sau bữa cơm chiều không biết đi địa phương nào, ngay cả chào hỏi cũng không đánh, vừa mới bắt đầu Hứa Gia An không có cảm thấy sao dạng, nhưng về sau phát hiện Trân Thuần hành lý không thấy. Lúc này mới có chút bối rối, gọi điện thoại cho nàng nàng cũng không tiếp, cho nên mới liên hệ Hứa Thuần Lương. Hứa Thuần Lương để nàng không cần phải gấp cúp điện thoại về sau, cho Trân Thuần gọi điện thoại, Trân Thuần rất nhanh liền nhận nghe điện thoại, tiểu ni tử đầy bụng tức giận, lại là tại đại cô trong nhà nhận lấy hai vị lão nhân ghét bỏ, nàng cái nào chịu được cái này, thừa dịp lấy bọn hắn không có chú ý liền chạy tới, đang định liên hệ Hứa Thuần Lương đâu, dù sao nàng là sẽ không trở về. Hứa Thuần Lương để nàng đừng có chạy lung tung, nâng cốc cửa hàng vị trí phát cho nàng, đợi lát nữa mình liền trở về. Phùng Minh Quân nghe nói sau chuyện này, quyết định mau chóng kết thúc, đem bọn hắn mang đến khách sạn. Phùng Minh Quân đem bọn hắn đưa đến khách sạn sau cũng không đi vào, xuống xe cùng Mai Như Tuyết tạm biệt. Mai Như Tuyết nói, a di lần sau về nước nhất định phải liên hệ ta, đến lúc đó ta bồi ngài hảo hảo chơi đùa. Phùng Minh Quân mỉm cười nói, một lời đã định. Nàng hướng Hứa Thuần Lương nhìn thoáng qua nói, Thuần Lương, người phải biết quý trọng Tiểu Tuyết. Hứa Thuần Lương cười cười, xem ra nàng đối Mai Như Tuyết ấn tượng không tệ. Hứa Thuần Lương cùng Mai Như Tuyết sóng vai đứng tại khách sạn trước cửa, đưa mắt nhìn ô tô đi xa, Mai Như Tuyết nói, mụ mụ ngươi thật không đơn giản a. Hứa Thuần Lương nói, hoàn toàn chính xác không đơn giản, tâm lý tố chất cực kỳ cường đại, đổi thành ta là nàng đều làm không được bình tĩnh như vậy. Đương nhiên không bài trừ Phùng Minh Quân trời sinh lương bạc khả năng. Mai Như Tuyết cười nói, người nhớ nàng như thế nào? Ông người khóc ròng ròng kể ra tưởng niệm chi tình. Hứa Thuần Lương nói, ta lúc đầu cho là nàng nhiều ít sẽ có chút áy náy, có thể gặp mặt mới phát hiện, nàng so ta tưởng tượng bên trong kiên cường nhiều, khả năng người ta cho rằng đem ta sinh ra chính là đại ân đại đức, căn bản không có cân nhắc nuôi ta sự tình. Mai Như Tuyết nói, khả năng nàng giỏi về che giấu tình cảm của mình. Chỉ là không muốn ở trước mặt ngươi biểu đạt thôi. Hai người đi vào khách sạn, nhìn thấy Trân Thuần ngồi tại trong đại đường chờ lấy hắn trở về.
Nhìn thấy Hứa Thuần Lương cùng Mai Như Tuyết cùng nhau xuất hiện, Trần Thuần bừng tỉnh đại ngộ nói, biểu ca, khó trách ngươi đem ta một người ném ở đại di trong nhà, nguyên lai vụng trộm chạy đến cùng mỹ nữ hẹn sẽ đến. Mai Như Tuyết cười nói, ngươi cũng đừng nói mò, chúng ta là trên đường gặp phải, ta ở tại bốn mùa khách sạn. Đặc địa cường điệu điểm này, chính là sợ Trần Thuần hiểu lầm, nàng cùng Hứa Thuần Lương ở cùng một chỗ. Trần Thuần nói, các ngươi không ở cùng một chỗ. Mai Như Tuyết thật sự là dở khóc dở cười, đều nói cho ngươi biết còn như thế hỏi. Hứa Thuần Lương nói, ngươi cái này khỏa trong đầu cả ngày suy nghĩ cái gì? Gian phòng mở xong chưa? Trần Thuần lắc đầu, đại di công công bà quá đáng ghét, bọn hắn cho ta nhăn mặt. Hứa Thuần Lương cười nói, lão nhân gia tính tình cổ quái, ngươi nhiều gánh vá lấy điểm chính là, không rên một tiếng chạy đến, còn không tiếp đại cô điện thoại, đem nàng nhưng dọa sợ. Trần Thuần nói, ta như thế đại nhân có thể xảy ra chuyện gì? Coi như xảy ra chuyện cũng không cần nàng phụ trách, biểu ca, ta ngày mai trở về với ngươi, mới không muốn đi trong nhà hắn xem bọn hắn sắc mặt. Hứa Thuần Lương nói, ta ngày mai muốn cùng ngươi Tuyết tỷ đi Nam Giang. Quá tốt rồi, vậy ta cùng các ngươi cùng đi, mẹ ta tại Nam Giang có nhà. Hứa Thuần Lương cùng Mai Như Tuyết liếc mắt nhìn nhau, hai người thế giới hai người là triệt để không có trông cậy vào, đầu tiên là gặp được mẫu thân. Sau đó tiểu biểu muội lại tìm tới cửa, Hứa Thuần Lương một viên dao động đạo tâm trở lên trọng tân kiên định. Mai Như Tuyết đề nghị để Trần Thuần cùng với nàng đi bốn mùa khách sạn ở, hai người bọn họ nữ sinh làm bạn cũng thuận tiện. Hứa Thuần Lương minh bạch Mai Như Tuyết ý tứ, để Trần Thuần tận mắt chứng kiến, hai người bọn họ cũng không có ở cùng một chỗ, tránh khỏi cô gái nhỏ này nói hưu nói vượn. Trần Thuần hộ tống Mai Như Tuyết rời đi về sau, Hứa Thuần Lương trở lại gian phòng của mình. Hắn phát hiện ba lô của mình bị người động đậy, kiểm tra một chút vật phẩm bên trong, cũng không mất đi, có thể là nhân viên quét dọn thanh lý thời điểm di động túi đeo lưng của hắn. Từ trong túi lấy ra Tiễn Thuần nhất cho hắn như thế đồ vật, đây là một cái thủy tinh mặt dây chuyền, sáu cạnh trụ hình dạng, cũng không làm sao đáng tiền. Hứa Thuần Lương thầm than, lão Hứa à lão Hứa, ngươi thật đúng là không an phận, cái đồ chơi này là tín vật đính ước không thể nghi ngờ. Nhất định là Trần Bích Viện trước khi Lâm Trung ủy thác nữ nhi chuyển giao cho hắn. Lúc này nhận được Hứa Gia Hiên tin tức, hỏi hắn có phải hay không tại khách sạn. Hứa Thuần Lương cho hắn trở về cái tin, thuận tiện đập trương thủy tinh mặt dây chuyền ảnh chụp cho hắn phát tới. Hứa Gia Hiên rất nhanh lại phát một cái tin, để hắn tắt đèn cùng kéo màn cửa, bảo trì tại tuyệt đối hắc ám hoàn cảnh dưới, sau đó mở ra điện thoại di động camera, đối gian phòng các ngõ ngách cẩn thận quét hình một lần, trọng điểm loại bỏ ổ điện. Sương mù máy báo động, điều khiển từ xa, TV hộp loại hình, đối với trên màn hình điểm sáng tiến hành trọng điểm loại bỏ. Hứa Thuần Lương dựa theo chỉ thị của hắn loại bỏ một lần, cũng không có ở trong phòng phát hiện ẩn tàng camera, cảm giác lão Hứa quá cẩn thận. Một lần nữa bật đèn về sau, Hứa Gia Hiên để hắn đi ban công nói chuyện. Hứa Thuần Lương không biết lão ba là gì cẩn thận như vậy, bất quá vẫn là dựa theo yêu cầu của hắn đi vào trên ban công. Hứa Gia Hiên gọi điện thoại tới. Nhi tử, ngươi không cần nói, ngươi nghe ta nói. Hứa Thuần Lương ừ một tiếng, từ phụ thân trước nay chưa từng có nghiêm túc trong giọng nói cảm thấy không khí không giống bình thường. Hứa Gia Hiên nói, ngươi bây giờ lập tức trả phòng, mang theo thứ này lập tức tiến về Mộc Ân Đường, ta sẽ an bài bằng hữu tại chuông dưới lầu chờ ngươi, ngươi đem đồ vật cho hắn, sau đó triệt để quên chuyện này, chắp đầu ám hiệu liền là ra ra ngươi sinh nhật. Hứa Thuần Lương nhíu mày, lão Hứa khiến cho cùng đặc công. Thế mà còn có cái gì chắp đầu ám hiệu, hắn nên không phải làm cái gì phạm pháp loạn kỷ cương sự tình a. Bất quá cái này thủy tinh mặt dây chuyền thấy thế nào cũng không giống quá chân quý đồ vật, nhưng hắn đã coi trọng như vậy, liền chứng minh thứ này không hề giống chính mình tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Hứa Thuần Lương mặc dù cảm thấy phụ thân biểu hiện được phi thường kỳ quái, nhưng là hắn cũng không có hỏi tới nguyên nhân. Cúp điện thoại, lập tức thu thập hành lý, dựa theo Hứa Gia Hiên phân phó trả phòng. Sau đó đón xe tiến về Mộc Ân Đường. 2. Mộc Ân Đường nguyên danh Mộ Nhĩ Đường, đã có tướng gần trăm năm lịch sử, mới gô thích kiến trúc, giáo đường chính giữa là đại đường, góc tây nam là gác chuông, vô cùng dễ thấy, tháp lâu đỉnh chóp chứa cao 5 mét đèn nê ông thập tự giá, ở trong màn đêm hết sức chói mắt. Hứa Thuần Lương còn chưa xuống xe, liền thấy tháp lâu phía trước đèn báo hiệu lấp lóe, đẩy cửa xe ra đi xuống, khi thấy một cỗ 120 chạy nhanh đến. Lại là vừa vặn tháp lâu phía trước ra tai nạn xe cộ, có người tại băng qua đường lúc sau bị một cỗ chạy nhanh đến ô tô đụng bay. Hứa Thuần Lương xích lại gần nhìn thoáng qua,
nhìn thấy cấp cứu nhân viên tướng người bị thương đặt lên xe cứu thương. Hứa Thuần Lương độ cao hoài nghi tên kia người bị thương chính là phụ thân phái tới cùng mình chắp đầu bằng hữu, hắn giả dạng làm đi ngang qua dáng vẻ cũng không dừng lại, bước nhanh trải qua Mộc Ân đường, sau đó từ tiền phương leo lên cầu vượt, chuẩn bị đi ngựa đường một bên khác. Ban đêm cầu vượt không có một ai, Hứa Thuần Lương đứng tại trên thiên kiều hướng xảy ra chuyện địa điểm nhìn lại, mọi người đã bắt đầu dần dần tán đi, hiện trường ngoại trừ cảnh sát, đã không có người qua đường dừng lại, nhìn thấy tình cảnh trước mắt. Hứa Thuần Lương đã cơ bản có thể kết luận, người bị thương chính là Hứa Gia Hiên phái người tới. Lúc này hắn nghe được tiếng bước chân đến từ hai bên, cầu vượt hai đầu xuất hiện hai tên nam tử, bên trái là một thân hình cao lớn khôi ngô người da đen, phía bên phải là một vóc người trung đẳng người da trắng nam tử. Ánh mắt hai người tất cả đều nhìn về phía Hứa Thuần Lương. Hứa Thuần Lương lập tức cảnh giác lên, hắn phát giác được đến từ trên thân hai người tỏ khắp ra lạnh thấu xương sát cơ. Hắc bạch song sát, lúc trước Hứa Thuần Lương tại ngũ độc giáo thời điểm liền đã từng xử lý một đôi danh mãn giang hồ sát thủ, thế đạo luân hồi, lại để cho mình gặp cơ hồ đồng dạng phong cách một đôi mặt hàng, nếu như thế gian thật có luân hồi, bọn hắn thật đúng là bất hạnh, dạng này tổ hợp phạm ở trong tay chính mình chỉ có một con đường chết. Hắc giống như thiết tháp nam tử lưng tại sau lưng tay phải lộ ra, trong tay của hắn cầm một thanh lóe ra hàn quang dao quân dụng ra khỏi vỏ đồng thời. Hắn sải bước hướng Hứa Thuần Lương phóng đi, bước chân nặng nề đạp tại trên thiên kiều, cả tòa cầu vượt cũng vì đó rung động. Phía bên phải tên kia người da trắng nam tử hai tay cắm trong túi, tay phải tại trong túi đỉnh ra một cái nhô lên, hắn cũng không vội tại phát động tiến công mục đích là phong bế Hứa Thuần Lương đường lui, hai người này hiển nhiên là cùng một bọn. Hứa Thuần Lương trong lòng run lên, con hàng này sẽ không phải tại trong túi cất giấu một khẩu súng A. Hứa Thuần Lương quyết định trước đem người da trắng nam tử chế trụ, thanh trừ uy hiếp lớn nhất, hắn không cách nào xác định mình bây giờ tốc độ di chuyển có thể nhanh hơn đạn, dù sao từ không thử nghiệm qua cùng đạn đua tốc độ, tiên hạ thủ vi cường, túc hạ phát lực, thân thể như là báo đi săn khởi động. Người da trắng bỗng nhiên xoay người sang chỗ khác, bởi vì hắn nghe chắp sau lưng động tĩnh, trở lại thời điểm chỉ thấy một đạo chói mắt hàn quang, một đem phi đao bằng tốc độ kinh người đính tại mắt phải của hắn bên trên, phi đao thật sâu bắn vào. Liền chui đao đều chui vào hốc mắt của hắn, có thể thấy được một đao này lực lượng cường đại dường nào. Người da trắng nam tử thẳng tắp ngã trên mặt đất, liên thanh hơi thở cũng không phát ra liền một mệnh ô hô. Thân mặc hắc y Phùng Minh Quân tư thế hiên ngang xuất hiện tại cầu vượt phía trên, cúi đầu. Hứa Thuần Lương rất phối hợp dưới mặt đất thân đi, Phùng Minh Quân tay phải vung ra một đạo hàn quang lướt qua Hứa Thuần Lương đỉnh đầu, hắn nghe được phi đao phá không rít lên. Cao thủ, tuyệt đối là cao thủ. Vị này lão mụ quả nhiên không phải nhân vật tầm thường, nàng làm sao lại xuất hiện ở đây? Giải thích duy nhất chính là nàng vẫn luôn đang theo dõi mình, bởi vậy suy đoán, tại Đông Phương Minh Châu bên cạnh gặp gỡ bất ngờ cũng không phải ngẫu nhiên. Hứa Thuần Lương không cần nhìn đều biết người da đen kia tránh không khỏi một đao kia, lực lượng quá mạnh, tốc độ cũng quá nhanh. Nghe được thân thể ầm vang ngã xuống đất thanh âm, Hứa Thuần Lương minh bạch căn bản không cần tự mình ra tay. Ta nhỏ nương ai? Lại là cái chớ đến tình cảm nhỏ sát thủ. Phùng Minh Quân đi vào kia người da trắng nam tử trước mặt, đưa tay tướng thi thể của hắn nắm lên, kia người da trắng chỉ ít 150 cân phân lượng, nàng nhẹ nhõm khiêng trên đầu vai, sau đó đi đến cầu vượt bên cạnh, trực tiếp ném xuống dưới, tại trời cầu phía dưới đỗ lấy một chiếc xe vận tải. Hàng trong dương đổ đầy dùng để giảm sóc thùng giấy, xử lý xong người da trắng thi thể, nàng lại đi hướng người da đen kia, hướng Hứa Thuần Lương nói, phụ một tay. Người da đen này thân cao muốn tại 1m9 trở lên, thể trọng vượt qua 200 cân, chỉ bằng nàng một người muốn đem chi ném xuống, cũng không dễ dàng. Hứa Thuần Lương giúp nàng tướng người da đen thi thể dựng lên, hai người phối hợp ăn ý, từ trên thiên kiều ném xuống dưới. Hai bộ thi thể tuần tự rơi vào hàng dương về sau, kia chiếc xe hàng lớn chậm rãi khởi động. Hứa Thuần Lương nhìn thoáng qua trên đất hai bãi máu, lúc này từ hai bên đều có một công nhân vệ sinh đi đến cầu vượt. Nhìn cũng không nhìn bọn hắn, cúi đầu bắt đầu thanh lý trên cầu vết máu. Hứa Thuần Lương đánh giá ra cái này hai tên công nhân vệ sinh cùng cầu vượt hạ đẳng đợi xe hàng lái xe tất cả đều là Phùng Minh Quân an bài giải quyết tốt hậu quả, nàng chẳng những thân thủ đến, mà lại phía sau có được thế lực khổng lồ, giết người, nhặt xác, thanh lý hiện trường một con rồng, chưa chừng còn bao gồm quản linh cữu và mai táng phục vụ, dù sao lấy mình trước mắt năng lực không cách nào làm được. Phùng Minh Quân từ trong xác tay móc ra một hộp khói. Rút ra một chi. Hứa Thuần Lương đánh bật lửa,
Phùng Minh Quân sửng sốt một chút, sau đó ghé vào ngọn lửa trên đem điếu thuốc nhóm lửa. Công nhân vệ sinh thanh lý xong hiện trường cấp tốc rời đi, trên thiên kiều khôi phục vừa rồi yên tĩnh, mẹ con hai người nhìn qua phương xa phù hoa cảnh đêm, lui tới cỗ xe tải dưới chân của bọn hắn kéo ra từng đầu đèn mang, giờ phút này phảng phất bọn hắn tạm thời thoát ly thế giới này, tướng tòa này trong màn đêm thành thị dẫm tại dưới chân. Phùng Minh Quân nói, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, có nhiều thứ ngươi vẫn là không được đụng thật tốt. Hứa Thuần Lương biết nàng chỉ là cái gì, nói khẽ, ngài vừa mới giết người. Ta không giết bọn hắn liền sẽ giết ngươi. Phùng Minh Quân hít một hơi thuốc lá nhìn qua treo ở không trung bán nguyệt, ngươi không cần lo lắng, chuyện đêm nay sẽ không có bất kỳ sơ hở, ta sẽ làm tốt giải quyết tốt hậu quả, Hứa Gia Hiên cái lão hỗn đản, liền không nên đưa ngươi kéo tiến tới. Hứa Thuần Lương trong lòng thầm nghĩ, ngươi còn không biết thực lực của ta, coi như ngươi không xuất thủ, ta đồng dạng có thể xử lý kia hai tên sát thủ, chỉ là thanh lý thi thể không có đơn giản như vậy. Xem ra sau này cần điều chế một chút hóa cốt thủy, gặp được loại tràng diện này, trực tiếp đem thi thể tan rơi, cũng miễn trừ đến tiếp sau phiền phức. Phùng Minh Quân nào biết được trong lòng tiểu tử này đang suy nghĩ cái gì, còn tưởng rằng hắn bị vừa rồi tràng diện hù sợ, nói khẽ, ngươi không cần sợ hãi. Hứa Thuần Lương nói, ngài có thể hay không hướng ta đơn giản giải thích một chút. Phùng Minh Quân lắc đầu, không cần giải thích, biết quá nhiều đối ngươi không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Vô luận tiểu nha đầu kia cho ngươi cái gì, ngươi đều phải lựa chọn quên mất, chỉ coi chuyện này chưa từng xảy ra, đừng lại chủ động cùng Hứa Gia Hiên liên hệ, nếu như hắn hỏi ngươi, ngươi chỉ muốn nói cho hắn biết, đồ vật đã bị ta cầm đi. Hứa Thuần Lương vốn cho rằng nàng sẽ hướng mình thu hồi món đồ kia, không nghĩ tới Phùng Minh Quân cũng không có ý tứ này, từ nàng lời nói này không khó suy đoán ra, Phùng Minh Quân làm hết thảy là vì bảo vệ mình, mà lại mình cùng Tiễn Thuần Nhất đơn độc gặp mặt sự tình đã bị người hoài nghi. Đêm nay phát sinh hết thảy đẩy ngã Hứa Thuần Lương đối phụ mẫu chuyện xưa ấn tượng, bọn hắn đều không phải là nhân vật bình thường, có lẽ năm đó bọn hắn rời đi đều ra ngoài bất đắc dĩ nguyên nhân. Phùng Minh Quân cách trước khi đi, lại liếc mắt nhìn nhi tử, ánh mắt cực kỳ phức tạp. Hứa Thuần Lương từ trong mắt của nàng lần thứ nhất đã nhận ra lưu luyến. Coi như Phùng Minh Quân chưa từng xuất hiện, Hứa Thuần Lương cũng hoàn toàn có thể ứng phó tối hôm qua tràng diện, nhưng là nếu như hắn xuất thủ, chỉ sợ cũng muốn cuốn vào vĩnh viễn phiền phức bên trong. Hứa Gia Hiên cũng không có gọi điện thoại tới, Hứa Thuần Lương bởi vì gần nhất phát sinh sự tình, đối phụ mẫu có sâu sắc đổi mới nhận thức, dựa theo mẫu thân lời khuyên, hắn lựa chọn tốt nhất quên mất, chỉ coi hết thảy chưa hề đều không có phát sinh qua. Tiến về Nam Giang trên đường chân thuần chít chít cô cười cười nói không ngừng, từ trước đến nay hay nói Hứa Thuần Lương ngược lại trở nên trầm mặc xuống dưới, trong đầu từ đầu đến cuối nhớ lại tối hôm qua một màn. Cái gọi là hòa bình niên đại chỉ là biểu tượng, tại ánh nắng chiếu không tới nơi hẻo lánh, tùy thời phát sinh huyết tinh chém giết, cha mẹ của hắn lúc trước sở dĩ chọn rời đi, liền là bởi vì bọn họ thân phận gây nên. Mai Như Tuyết phát giác được biến hóa của hắn, còn tưởng rằng hắn là bởi vì mẫu thân rời đi cảm thấy thất lạc, mẹ con liên tâm, mặc dù hơn 20 năm chưa từng gặp mặt, nhưng huyết mạch thân tình là không cách nào cải biến. Đến Nam Giang về sau, Hứa Thuần Lương đi theo Mai Như Tuyết đi trước Kiều Viễn Giang nhà cho Kiều Lão chúc Tết. Kiều Như Long cùng Diệp Thanh Nhã đêm 30 liền đã đến nơi này, Kiều Như Long hiện tại đã thương nhân giỏi lên làm quan, tiến vào hoa đầu phụ trách kiểm tra kỷ luật công việc, mặc quần áo phong cách phương diện có rất lớn chuyển biến, không giống quá khứ nữa như thế hàng hiệu bàng thân. Quần áo là Kiều Trung Quốc, nhìn qua có chút cũ khí, mang đồng hồ cũng đổi thành hàng nội địa phương đông đỏ, khối này biểu là Kiều Lão đưa cho hắn. Hứa Thuần Lương cùng hắn lúc bắt tay lưu ý đến điểm này, Kiều Như Long cũng lưu ý đến Hứa Thuần Lương mang chính là gấu trúc địch, mỉm cười nhắc nhở, người đi Hồ Sơn trấn tiền nhiệm về sau vẫn là điệu thấp một chút. Hắn cũng nghe nói Hứa Thuần Lương đi Hồ Sơn trấn làm phó trấn trưởng sự tình. Hứa Thuần Lương nói, ta đây là cao phảng. Kiều Như Long cười nói, lời giải thích này tương đối hợp lý, nhưng là ta không tin. Hứa Thuần Lương tướng biểu muội chân thuần giới thiệu cho vợ chồng bọn họ nhận biết. Chân thuần bản không nghĩ tới đến, là Mai Như Tuyết mời nàng đến đây làm khách, tại Kiều gia mặt người trước hơi có vẻ câu nệ. Diệp Thanh Nhã nói, ta phát hiện các ngươi một nhà đều là cao nhan trị, biểu muội thật sự là xinh đẹp. Chân thuần bị khen đến không có ý tứ, các ngươi một nhà mới là, tất cả đều là tĩnh nam mỹ nhân. Mai Như Tuyết nói, mọi người cũng đừng thổi phồng nhau, ra ra đâu. Kiều Như Long chỉ thư phòng nói, cho đại bá lên lớp đâu. Hai ngày này tâm tình không tốt lắm, chuẩn bị ngày mai cùng ta cùng một chỗ hồi kinh.
Mai Như Tuyết kinh ngạc nói, sớm như vậy. Diệp Thanh Nhã nói, đại ca ngươi là vì công việc, Gia Gia nói ở chỗ này ở không quen. Mai Như Tuyết đi thư phòng đem Gia Gia cùng đại bá mời đi ra. Kiều lão cho Hứa Thuần Lương cùng Trân Thuần chuẩn bị hồng bao, mỗi người 1.000, đồ cái may mắn. Hứa Thuần Lương tại Nguy Sơn đảo thời điểm đã từng xa xa thấy qua Kiều Viễn Giang, bất quá lần kia là lấy quần chúng góc độ, lẫn nhau khoảng cách hơi xa, hiện tại tính là lần đầu tiên cùng vị này đại lãnh đạo tiếp xúc gần gũi. Kiều Viễn Giang làm người hiền hòa, hắn cười nói, ta đã sớm nghe nói qua ngươi, lần trước đi Nguy Sơn đảo vô duyên nhìn thấy, hiện tại cuối cùng gặp được. Hắn cùng Hứa Thuần Lương nắm tay, tay của hắn khoan hậu ôn hòa, thân là Bình Hải lãnh đạo chủ yếu một trong, Kiều Viễn Giang không có vẻ kiêu ngạo gì, biểu hiện được bình dị gần gũi. Hứa Thuần Lương nói, Kiều bá bá chúc mừng năm mới. Người đưa cho ta chữ, ta phiếu tốt treo trong thư phòng đâu, Thanh Nhã đối người đánh giá rất cao. Kiều Viễn Giang kiểu nói này Hứa Thuần Lương có chút ngượng ngùng, viết bức kia chữ là ứng Kiều lão yêu cầu, hàm ẩn giáo huấn Kiều Viễn Giang ý tứ. Diệp Thanh Nhã nói, tiểu Hứa thư pháp tạo nghệ rất sâu, ta tự than thở không bằng. Nàng là ăn ngay nói thật Hứa Thuần Lương thư pháp nàng là không có tư cách đánh giá. Hứa Thuần Lương cười nói, tẩu tử quá khiêm nhường. Kiều lão nói, riêng phần mình đặc sắc, không nhất định phải so cái cao thấp. Mai Như Tuyết nói, Gia Gia nói đúng. Kiều Viễn Giang tướng người nhà giới thiệu cho Hứa Thuần Lương nhận biết. Hứa Thuần Lương lần này đến nhà chỉ là vì cho Kiều lão chúc Tết, hắn trước đó cùng Mai Như Tuyết nói qua, giữa trưa không tại Kiều gia ăn cơm, mà lại lần này tới Nam Giang còn có một cái nhiệm vụ, chính là mang theo Diệp Thanh Nhã tiến đến bái phỏng Phan Thừa Phong. Trên đường đã đi đầu liên lạc qua Từ Dĩnh vừa vặn hẹn Phan Thừa Phong cặp vợ chồng đến nàng quán trà vây lô pha trà, để Hứa Thuần Lương bọn hắn giữa trưa cùng một chỗ tới. Kiều Như Long đối loại này người làm công tác văn hóa tụ hội từ trước đến nay là kính nhi viễn chi, hắn lấy cớ có cái khác hoạt động xã hội, để Diệp Thanh Nhã mình đi qua. Trân Thuần cũng không hứng thú lưu lại, rời đi Kiều gia về sau, trực tiếp trở về Nam Giang trong nhà, nàng việc xã giao cũng rất rộng khắp, Nam Giang cũng không ít đồng học Hứa Thuần Lương cho nàng ước pháp tam chương, không được uống rượu, không được tiến về rượu đi, không được tại bên ngoài ngủ lại, Trân Thuần tất cả đều đáp ứng. Nàng hiện tại đối vị này nhỏ biểu ca tương đương mua chướng. Cuối cùng tiến về quán trà chỉ có Hứa Thuần Lương, Mai Như Tuyết cùng Diệp Thanh Nhã ba người. Diệp Thanh Nhã đã thành thói quen loại này không có trượng phu làm bạn sinh hoạt, nàng nói cho Hứa Thuần Lương, Gia Gia thường xuyên nâng lên hắn, để hắn có thời gian đi nghiên cứu thảo luận một chút ngũ cầm hí. Hứa Thuần Lương cười đáp ứng, tháng sau lúc đi kinh thành nhất định đến nhà bái phỏng. Từ Dĩnh quán trà một mực không tiếp tục kinh doanh đến mùng 7 tháng giêng. Quán trà cổng tiểu viện chỉnh lý đến càng phát ra tinh xảo, một đám màu vàng nhạt mai vàng nở đang lúc đẹp. Nhìn thấy Mai Như Tuyết xe, Từ Dĩnh từ quán trà bên trong ra đón lấy, nàng cùng Mai Như Tuyết đi qua từng có qua vội vàng gặp mặt, lúc ấy vẫn là nàng tại Đông Châu nở hoa cách một ngày liệu thời điểm, bất quá khi đó Mai Như Tuyết chỉ là tướng Hứa Thuần Lương đưa tới cửa, hai người chưa kịp nhận biết. Hứa Thuần Lương nói, Từ tỷ, Phan giáo sư bọn hắn tới rồi sao? Từ Dĩnh cười nói, Đến, nàng tướng mấy người mời vào quán trà. Phan Thừa Phong cùng Lạc Khê Vân cặp vợ chồng nghe được động tĩnh cũng từ bên trong ra, Phan Thừa Phong thẳng đến Diệp Thanh Nhã mà đi, cười nói, Diệp tiểu thư, cửu ngưỡng đại danh, hạnh ngộ hạnh ngộ. Hai người đều là thư họa giới danh nhân, cùng là sách xung hợp đẹp hiệp hội viên, cũng đều nghe nói qua đối phương tên tuổi. Bất quá Diệp Thanh Nhã chuyên môn nghiên cứu qua Phan Thừa Phong tác phẩm, Phan Thừa Phong thì là nghe nói muốn cùng Diệp Thanh Nhã gặp mặt. Mới lâm thời tìm tòi một chút Diệp Thanh Nhã tác phẩm, đối nàng có một cái bước đầu ấn tượng. Trong quán trà còn có một người, là Phan Thừa Phong bạn học cũ Lỗ Hướng Nam. Hứa Thuần Lương từng nghe Phan Thừa Phong nhắc qua hắn, căn cứ Phan Thừa Phong miêu tả, cái này Lỗ Hướng Nam là cái nhân vật truyền kỳ, khắp thế giới chạy loạn, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Lỗ Hướng Nam 35 tuổi, thân hình cao lớn, màu da đen, bộ mặt hình dáng rõ ràng, tướng mạo có chút tây hóa, tóc xóa tung cuộn lại. Theo chính hắn nói trời sinh như thế. Mai Như Tuyết đối Lỗ Hướng Nam người này đặc biệt lưu ý một chút, lần trước đi nông gia nhạc ăn cơm, Hà Thủ Nhân nhắc lên Lỗ Hướng Nam danh tự, lúc ấy Hà Điền Điền trùng hợp đưa đồ ăn tiến đến, thất thủ tướng đĩa đánh cái vỡ nát. Mai Như Tuyết hỗ trợ thu thập thời điểm chuyên môn lưu ý một chút Hà Điền Điền biểu lộ, Hà Điền Điền thất kinh, nên là bởi vì Lỗ Hướng Nam danh tự đã mất đi chấn định. Mai Như Tuyết chuyên môn hướng Hứa Thuần Lương nói qua, mặc dù có hoài nghi, nhưng tiểu tư nam họ Tưởng, tại dòng họ trên lại không khớp.
Phan Thừa Phong hướng mọi người giới thiệu nói, bạn học cũ của ta Lỗ Hướng Nam, chứ danh nhà mạo hiểm, nhiếp ảnh gia, tác gia. Lỗ Hướng Nam cười nói, ngươi cũng đừng khó coi ta, ngoại trừ còn không thành gia, cái khác ta đều chẳng liên quan. Tất cả mọi người nở nụ cười, Hứa Thuần Lương cùng Lỗ Hướng Nam nắm tay, Lỗ đại ca, ta nghe nói qua ngài. Lỗ Hướng Nam nói, Thừa Phong vừa rồi nói với ta, Hà Tiên Sinh là thầy của chúng ta. Từ Dĩnh giới thiệu Mai Như Tuyết, vị này là Hồ Sơn trấn trưởng trấn Mai Như Tuyết. Mai Như Tuyết cười nói, lão Hoàng Lịch, ta hiện tại đã điều đến Đông Châu khu công nghệ cao công việc. Lỗ Hướng Nam nói, hạnh ngộ, hạnh ngộ. Mai Như Tuyết nói, Lỗ Tiên Sinh là Hà lão sư học sinh, như vậy nhất định cùng Hà Điền Điền hết sức quen thuộc. Lỗ Hướng Nam nao nao, lập tức cười nói, kia là tự nhiên. Mai Như Tuyết nói, chúng ta là bạn tốt. Lỗ Hướng Nam mỉm cười nói đến tất cả mọi người là người một nhà. Mai Như Tuyết lại đem Diệp Thanh Nhã giới thiệu cho mọi người nhận biết. Từ Dĩnh nói, hôm nay mời mọi người đến, chủ yếu là năm mới tiểu tụ, mọi người dùng hết sở trường, vũ văn lộng mặc, nói chuyện trời đất. Lạc Khê Vân nói, ta tuyên bố trước ta không có sở trường gì, ta phụ trách đốt than pha trà. Từ Dĩnh cười nói, đến trà của ta xã, sao có thể để ngươi động thủ. Lỗ Hướng Nam nói, vũ văn lộng mặc không phải ta cường hạng, ta ở bên ngoài trên cơ bản đều là vũ đao lộng thương, nếu là chụp ảnh nấu nướng ta còn có thể. Từ Dĩnh nói, Phan Đại Sư, nhiều bằng hữu như vậy tề tụ một đường, ngươi có phải hay không nên huy hào bát mặc, dâng lên một bức tác phẩm xuất sắc. Phan Thừa Phong nói, vậy ta từ chối thì bất kính. Hắn hướng Diệp Thanh Nhã nói, Diệp Tiểu Thư, chúng ta hợp tác một bức như thế nào? Diệp Thanh Nhã cười nói, kia là vinh hạnh của ta. Từ Dĩnh sớm đã chuẩn bị xong họa án cùng cần thiết văn phòng tứ bảo, Phan Thừa Phong để Diệp Thanh Nhã tới trước, hợp tác hội họa. Bình thường tới nói trước họa sĩ tương đối dễ dàng một chút, Phan Thừa Phong biểu hiện ra người khiêm tốn chi phong. Diệp Thanh Nhã nhấc lên bút lông cửu châm trước một lát, tại trên tuyên chỉ cấp tốc nâng bút vẽ lên một đôi hỷ thước, bên trái hỷ thước cúi người ngang đầu, há mồm kêu to, phía bên phải hỷ thước quay đầu nhìn trời miệng lưỡi khẽ nhếch, báo tin vui nghênh xuân, đôi này chim mà họa đến rất sống động. Diệp Thanh Nhã thủy mặc tranh hoa điểu vô cùng có đặc sắc, được từ truyền thống tranh hoa điểu tinh túy. Lại từ bước phát triển mới ý, đối chim chóc đầu cùng bắp chân dùng tả thực họa pháp, thân thể cùng lông vũ bộ phận áp dụng thoải mái gió cách, hư thực thỏa đáng, tôn nhau lên thành thú, bút pháp không bị cản trở nhẹ nhàng vui vẻ lại không mất tinh tế tỉ mỉ. Phan Thừa Phong cũng chính là vừa mới tại trên mạng xem một chút Diệp Thanh Nhã tác phẩm, nhưng là hiện trường nhìn mới có thể nhìn ra một người bản lĩnh như thế nào, Phan Thừa Phong thật sự là không nghĩ tới Diệp Thanh Nhã như thế thanh thú văn tĩnh một cái nữ tử vậy mà ủng có tiêu sái như vậy tự nhiên bút pháp. Quốc họa giảng cứu bản lĩnh, mà nhất thể hiện bản lĩnh chính là bút lực, Diệp Thanh Nhã vẽ xong hai con hỷ thước, lại tại bọn chúng túc hạ vẽ trên nham thạch, hạ bút hữu lực, liền câu mang thuân, đậm nhạt làm ẩm ướt một mạch mà thành. Lại tại chỗ chúng phá nhạt mực. Phan Thừa Phong hai mắt sáng lên, hắn nhìn ra Diệp Thanh Nhã họa đá núi chính là bắt trước thạch đào, loại này liền câu mang thuân họa pháp đặc sắc tươi sáng. Diệp Thanh Nhã nguyên bản có thể vẽ lên hai con hỷ thước đem mặt khác lưu cho Phan Thừa Phong. Nhưng là theo lễ phép, nàng vẫn là tướng bức họa này chủ thể vẽ xong, dạng này Phan Thừa Phong cũng không cần tại hỷ thước túc hạ bổ sung đá núi, bên cạnh trống không lưu cho Phan Thừa Phong đầy đủ phát huy không gian. Văn nhân ở giữa lễ nhường thể hiện tại chi tiết, căn bản không cần mở miệng. Diệp Thanh Nhã tướng bút lông đặt ở giá bút bên trên, cười yếu ớt nói, bêu xấu. Hứa Thuần Lương nói, chiếu ta nhìn bức họa này đã tương đương hoàn mỹ. Phan Thừa Phong nói, ta cũng thấy như vậy, Diệp Tiểu Thư Châu Ngọc phía trước, ta có chút bận tâm mình vẽ rắn thêm chân. Từ Dĩnh cười nói, Phan Đại Sư liền chớ khiêm nhường, không cho phép vẽ rắn thêm chân, chỉ cho phép dệt hoa trên gấm. Phan Thừa Phong nói, đã như vậy, ta liền đến cái dệt hoa trên gấm. Hắn cầm lấy bút lông, tại đá núi bên trái vẽ trên một con lão mai, hắn dưới ngòi bút hoa mai tư thái khác nhau, hoặc ngửa, hoặc cúi, hoặc nụ hoa, hoặc nở rộ, sơ mật có độ. Mỗi một chỗ đều vừa đúng, hoa mai nhánh làm xảo diệu vây quanh đá núi hậu phương, lại từ mặt khác một bên xen kẽ mà ra, tướng cả hai liên hệ đến cùng một chỗ. Kết cấu ngắn gọn bút mực thích hợp, thân cành phẩm chất có độ, một loại tràn đầy sinh cơ cảm giác đập vào mặt. Diệp Thanh Nhã thầm khen, khó trách Phan Thừa Phong năm gần đây thanh danh vang dội, người này cùng những cái kia mua danh chuộc tiếng đại sư khác biệt, hắn là thật là có bản lĩnh, nhìn kỹ, cây này trên mai đóa hoa mai đều có khác biệt.
nếu không phải đối nhau sống tỉ mỉ quan sát, tuyệt đối không cách nào đạt tới hạ bút thành văn sinh động như thật cảnh giới. Lỗ Hướng Nam liếc một cái nói, tốt thì tốt, hình tượng còn hơi nghi ngờ không một chút. Phan Thừa Phong nói, người tới. Lỗ Hướng Nam nói, tướng quân ta đúng hay không? Ta đến liền ta đến. Hắn không chút khách khí, lấy bút lông tại hoa mai phía trên hội chế một lùm hoa lan, chớ nhìn hắn dáng dấp thô kệch, hạ bút lại là cương nhu cùng tồn tại. Có câu nói là 10 năm họa trúc trăm năm họa lan, có thể thấy được họa hoa lan độ khó, hoa lan giảng cứu chủ thứ hư thực sơ mật, dấu lộ khép mở hô ứng. Lỗ Hướng Nam đối nước cùng mực vận dụng phi thường linh hoạt, mực muốn mới, nước muốn thanh. Họa lúc trước chấm nước, sau chấm mực, mực phân ngũ sắc, dùng bút biến hóa đa đoan. Vẽ hoa lan, lá dài mà phiêu giật, hoa linh động mà kiều quan. Hứa Thuần Lương cùng Mai Như Tuyết liếc mắt nhìn nhau, hai người phương mới ý thức tới cái này Lỗ Hướng Nam thâm tàng bất lộ, thế mà họa cũng họa đến tốt như vậy. Lạc Khê Vân nấu xong trà cũng sang đây xem náo nhiệt, nàng cười nói, lão Lỗ, ta cho là ngươi đã sớm không vẽ quốc họa, nghĩ không ra vẫn là lợi hại như vậy. Lỗ Hướng Nam nói, vốn là vương giả hương, nắm dễ tại không cốc, ta độc yêu hoa lan. Đời này lật qua lật lại cũng liền họa chút hoa lan, ở nước ngoài du lịch thời điểm, trong túi không có tiền toàn dựa vào môn thủ nghệ này đổi tiền hoa. Tất cả mọi người nở nụ cười. Phan Thừa Phong nói, cái này hoa lan họa đến tốt thì tốt, nhưng người bởi như vậy, toàn bộ hình tượng bố cục liền xảy ra vấn đề, đã mất đi cân bằng. Diệp Thanh Nhã lời bình nói, trên tấm hình vũ trụ. Phan Thừa Phong nói, từ lão bản, đến ngươi. Từ Dĩnh nói, ta điểm này điêu trùng tiểu kỹ. Há có thể leo lên nơi thanh nhã. Lỗ Hướng Nam nói, vui một mình không bằng vui chung, cũng không phải không phải để ngươi ra một bức truyền thế chi tác, mọi người đồ cái vui vẻ. Từ Dĩnh nói, tốt ha, nàng đang vẽ một góc trái trên cùng thêm vào cây tùng, thân cây chỉ lộ ra một bộ phận, vỏ cây uyển như vảy rồng, rủ xuống thân cành lấy nặng mực viết ra, lá tùng uyển như vuốt rồng, Từ Dĩnh hội họa từng chiếm được Phan Thừa Phong chỉ điểm, lại thêm nàng bản thân cơ sở không tệ. Lại cần tại khổ luyện, gần nhất tiến bộ rất nhanh. Lạc Khê Vân nói, cái này cây tùng họa đến so Thừa Phong muốn tốt. Từ Dĩnh nói, Khê Vân, người đây là nâng giết a. Ta họa lỏng thế nhưng là cùng Phan Đại Sư học tập, liền ra lông cũng không thể tới được. Phan Thừa Phong nói, người cái này khỏa lỏng tốt liền tốt tại bố cục, có cái này khỏa cây tùng, toàn bộ hình tượng lập tức cân đối, một lần nữa thu được cân bằng. Diệp Thanh Nhã nói, tứ quân tử còn giống như thiếu một dạng đâu. Nàng hướng Mai Như Tuyết nói, tiểu tuyết, người đến vẽ mấy bút cây trúc đi. Mai Như Tuyết cười nói, vậy ta liền tham gia náo nhiệt đi, các vị đại sư không nên cười nói ta liền tốt. Bình thường họa mặc trúc đầu tiên muốn vẽ làm, nhưng là bức họa này đã có được rất nhiều nhân tố, lá trúc chỉ có thể tô điểm, không thể huyên tân đoạt chủ. Mai Như Tuyết họa đến cây trúc bản cành tùng mà đi, lấy bão hòa màu mực, một bút vẽ ra lá trúc. Ở giữa không có nửa điểm ngưng trệ, lá mũi lợi, nhìn quanh hai bên, chi tiết rõ ràng, lá cùng nhánh đụng vào nhau, phù hợp quy luật tự nhiên. Năm người liên hợp hội họa bộ phận đã hoàn thành, đệ tử nhiệm vụ liền giao cho Hứa Thuần Lương. Lỗ Hướng Nam ngẫu hứng đọc diễn cảm một bài thơ, hỉ thước cạc cạc báo tin vui đến, hoa mai dẫn tới bách hoa mở. Nhu gió thổi hàn phong tán, phúc người mãn ở giữa vui thoải mái. Hứa Thuần Lương bút tẩu long xà, một mạch mà thành. Đến tận đây này tấm 6 người liên hợp sáng tác tuổi hướng báo tin vui đồ, đại công cáo thành, mặc dù mọi người tiêu chuẩn cao thấp khác biệt, nhưng là này tấm tác phẩm chỉnh thể độ hoàn thành rất cao, Từ Dĩnh dự định tướng bức họa này sắp xếp gọn sau liền treo ở quán trà, kỷ niệm tình bọn họ lần này nhã tụ. Diệp Thanh Nhã đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này hướng Phan Thừa Phong thỉnh giáo cơ hội, Phan Thừa Phong cũng không có tàng tư, vì nàng giải đáp nghi vấn giải hoặc, để Diệp Thanh Nhã lấy được chỗ ích không nhỏ. Lỗ Hướng Nam chủ động đi phòng bếp chuẩn bị cơm trưa, Lạc Khê Vân vì hắn trợ thủ. Lỗ Hướng Nam tuyệt đối là cái đa tài, Trung Tây bữa ăn toàn đều có thể ứng phó, dựa theo lối nói của hắn, hắn những năm này ở nước ngoài cái gì việc vặt đều đánh qua, bao quát đầu bếp. Từ Dĩnh cùng Hứa Thuần Lương tại phía trước cửa sổ uống trà, Từ Dĩnh cũng nghe nói Hứa Thuần Lương gần đây gặp phải chuyện phiền toái, làm bằng hữu, nàng chuyện đương nhiên hẳn là biểu thị một chút quan tâm. Hứa Thuần Lương nói cho Từ Dĩnh hắn đã tạm thời rời đi Trường Hưng, trạm tiếp theo tiến về Hồ Sơn trấn nhậm chức. Từ Dĩnh chúc mừng Hứa Thuần Lương về sau, lại không khỏi là Triệu Phi Dương cảm thấy lo lắng, hiện tại Triệu Phi Dương mặc dù đã được như nguyện trở thành Hoa Niên chữa bệnh tập đoàn tổng giám đốc, nhưng là hắn gặp phải quá nhiều tai họa ngầm,
mà lại hắn chẳng những không có tận sức tại tiêu trừ những này tai họa ngầm, ngược lại có càng để lâu càng nhiều chi thế. Mai Như Tuyết nghe được một chút Hoa Niên tập đoàn tin tức mới nhất, hãm sâu nợ nần nguy cơ Hoa Niên tập đoàn trước mắt ngay tại tích cực liên hệ Bình Hải tỉnh cùng Nam Giang thị, trước mắt đã trải qua sơ bộ đạt thành từ chính phủ dẫn đầu, nhiều nhà hợp tác cộng đồng định ra nợ nần gây dựng lại phương án. Dựa theo người đi vay Hoa Niên tập đoàn tại gây dựng lại phương án bên trong cung cấp số liệu, năm ngoái đáy, Đường Kinh Vĩ cổ phần khống chế hai nhà đưa ra thị trường công ty Gia Niên Bách Hóa, Hoa Niên tập đoàn các loại liên quan phương chỉnh thể tài chính có hơi thở mắc nợ quy mô hợp kế hẹn 67 tỷ nguyên, trong đó Gia Niên Bách Hóa mắc nợ hẹn 2 tỷ nguyên, ST Hoa Niên mắc nợ hẹn 6 tỷ nguyên. Hoa Niên tập đoàn cần phải giải quyết tài chính có tổng mắc nợ tổng ngạch là 67 tỷ. Căn cứ sơ bộ gây dựng lại phương án công bố, Hoa Niên tập đoàn tài chính nợ nần dính đến hơn 150 nhà các loại cơ quan tài chính. Cái này cùng Đường Kinh Luân trước đây ít năm cấp tiến hải ngoại thu mua kế hoạch có quan hệ, Điệp Gia tài chính đi đòn bẩy cùng vốn liếng thị trường nhiều vòng hạ áp chế, để Hoa Niên tập đoàn nợ nần nguy cơ toàn diện bộc phát. Trong đó trái quyền tiền vốn khá lớn có Hoa Đầu hẹn 8 tỷ nguyên, ngoài ra Nam Giang Ngân hàng có 6 tỷ nguyên. Trước mắt tỉnh thị hai cấp chính phủ đối với thư khốn gây dựng lại phương án tương đối ủng hộ, Hoa Niên chính đang tranh thủ chủ yếu trái quyền ngân hàng cùng cơ cấu đối gây dựng lại phương án tán thành. Hứa Thuần Lương nghe nói Hoa Niên tập đoàn Thiên Văn sổ tự mắc nợ cũng là lấy làm kinh hãi, lúc đầu cảm thấy Hoa Niên có tiền, làm nửa ngày so với mình còn nghèo, khó trách nói nợ tiền chính là đại gia Hoa Niên tập đoàn thiếu nhiều tiền như vậy, đánh giá kế ngân hàng đều sợ bọn họ phá sản. Mai Như Tuyết nói, nợ nần gây dựng lại phương án không dễ dàng như vậy thông qua, khẳng định còn lại không ngừng điều chỉnh, trong lúc đó sẽ tổ chức nhiều lần chủ nợ đại hội tiến hành câu thông, chân chính kết thúc còn không biết lúc nào. Hứa Thuần Lương cảm thán nói, Trường Hưng cùng Hoa Niên chơi hình thức đầu tư cổ phần, lúc đầu cảm thấy chiếm Hoa Niên tiện nghi, hiện tại xem ra, Trường Hưng ngược lại thành Hoa Niên tấm màn che. Từ Dĩnh nói, hiện tại rất nhiều tập đoàn đều xem trọng lớn khỏe mạnh sản nghiệp phát triển, Trường Hưng lúc ấy cũng hoàn toàn chính xác đứng trước phát triển bình cảnh, khi đó Hoa Niên tập đoàn nợ nần nguy cơ chưa bộc phát, trong tay vẫn còn có chút tiền. Mai Như Tuyết nói, chính phủ khẳng định không muốn xem lấy như thế lớn tập đoàn rửa qua. Nhưng là Hoa Niên khốn cảnh cũng là hiện thực, ta vừa đi khu công nghệ cao, Cảnh bí thư liền chuyên môn cường điệu, nhất định phải thúc đẩy hình thức đầu tư cổ phần bệnh viện xây thiết, cam đoan kiến thiết tiến độ. Hứa Thuần Lương nói, Trường Hưng bệnh viện hai kỳ công trình, hình thức đầu tư cổ phần bệnh viện công trình, lại thêm Nguy Sơn đảo khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện hạng mục đều tại đồng bộ thúc đẩy, Hoa Niên nào có nhiều tiền như vậy. Mai Như Tuyết nói, cái này đúng là chúng ta lo lắng, bất quá trong ngắn hạn hẳn là không có vấn đề gì. Hứa Thuần Lương nói, Từ tỷ, ngài cùng Triệu Viện là lão bằng hữu, ngài đối Bùi Lâm đảm nhiệm Hoa Niên lớn khỏe mạnh giám đốc sự tình thấy thế nào? Từ Dĩnh thở dài nói, ta đã thật lâu chưa thấy qua hắn. Hứa Thuần Lương cùng Mai Như Tuyết nói đến Hoa Niên tập đoàn, không chỉ bởi vì đây là bọn hắn cộng đồng chủ đề, quan trọng hơn là hy vọng thông qua Từ Dĩnh khuyên nhủ Triệu Phi Dương không muốn tại sai lầm trên đường càng chạy càng xa. Mà Từ Dĩnh rõ ràng tại né tránh cùng Triệu Phi Dương vấn đề tương quan. Hứa Thuần Lương cùng Mai Như Tuyết cũng có chừng có mực, tránh chi không nói. Liền muốn ăn cơm thời điểm, Hứa Thuần Lương nhận được Tần Chính Dương điện thoại, Tần Chính Dương mang theo áy náy hướng hắn nói, Thuần Lương a, gần sang năm mới thật sự là không nên đánh nhiễu ngươi, nhưng ta lại không thể không quấy rầy ngươi, khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện công trường xảy ra chuyện, có vị lão thái thái chạy đến trên công trường treo. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ chuyện này ngươi thật sự không nên đánh nhiễu ta. Ta hiện tại đã không chịu trách nhiệm Trường Hưng chuyện bên kia. Nhưng lập tức lại nghĩ tới mình là Hồ Sơn trấn phó trấn trưởng, Tần Chính Dương thân là người đứng đầu, là nhưng lấy an bài cho hắn công tác. Tần Chính Dương nói, Tiểu Hứa, lúc đầu ta muốn cho ngươi tiết sau lại đi làm, nhưng chuyện này phi thường khó giải quyết, ngươi đi qua liền là phụ trách Trường Hưng bên kia khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện hạng mục, hiện tại lại là chúng ta trấn cán bộ, hai bên đều quen thuộc, từ ngươi đến xử lý chuyện này không thể thích hợp hơn. Hứa Thuần Lương nói, Tần bí thư ta lập tức liền chạy tới. Quá tốt rồi, liền biết ngươi sẽ không khiến ta thất vọng. Hứa Thuần Lương phủ lên, nói cho mọi người mình muốn lập tức chạy về Đông Châu, công việc lớn hơn hết thảy. Mọi người cũng đều rõ ràng Hứa Thuần Lương khẳng định gặp việc gấp, nếu không cũng không lại đột nhiên rời đi. Mai Như Tuyết vốn định tiễn hắn, Hứa Thuần Lương để nàng lưu lại, dù sao Diệp Thanh Nhã vẫn còn ở đó. Mai Như Tuyết tướng Hứa Thuần Lương đưa đến ngoài cửa. Biết phát sinh tình trạng về sau không khỏi có chút tức giận, cái này Tần Chính Dương,
trong trấn nhiều như vậy cán bộ ai không thể xử lý. Không phải cho ngươi đi à? Hứa Thuần Lương nói, khả năng hắn thật sự là cảm thấy ta đến xử lý chuyện này thích hợp nhất. Mai Như Tuyết nói, hắn cố ý cho ngươi ra nan đề mới đúng, ngươi phải cẩn thận, nếu như xử lý bất đương, sẽ hai đầu không lấy lòng. Hứa Thuần Lương cười nói, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, ngươi yên tâm đi. Hắn kêu xe tốc hành đã đến, ôm một hồi Mai Như Tuyết, quay người lên xe. Khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện đang xây công trình chẳng qua là bản mẫu làm mẫu khu, chủ thể kiến trúc liền nền tảng đều không có bắt đầu đánh đâu, nhận thầu công trình là Đinh Tứ, đều là Hứa Thuần Lương người một nhà. Hứa Thuần Lương cho Đinh Tứ gọi điện thoại, liên tiếp đánh ba cái đều đang bận đường dây. Các loại trong chốc lát Đinh Tứ cho hắn đánh tới, Đinh Tứ không ngừng kêu khổ, cuối năm ai bày ra chuyện này đều phiền muộn. Càng im lặng là, treo ngược lão nhân cùng bệnh viện thậm chí cùng Hoa Niên tập đoàn đều không có bất cứ quan hệ nào, không biết tại sao chạy đến bọn hắn trên công trường treo, cái này thật đúng là tai bay vạ gió. Hứa Thuần Lương để Đinh Tứ đi trước làm rõ ràng tình trạng, Đinh Tứ hiện tại cũng đang chạy về Nguy Sơn đảo trên đường, hắn hiểu rõ đến một chút tình huống đều là nhìn công trường bảo an hướng hắn hồi báo. Hứa Thuần Lương liên hệ Hồ Sơn trấn đồn công an người phụ trách Lý Thành Ba. Lý Thành Ba đã biết hắn muốn tới làm phó trấn trưởng, đối với hắn so với quá khứ càng thêm khách khí, Hứa trấn trưởng, Tân Xuân Đại Cát, ta cho ngài bái cái muộn năm. Nghe thanh âm của hắn hỉ khí dương dương, cũng không có bởi vì lần này chuyện ngoài ý muốn ảnh hưởng đến tâm tình, kỳ thật đồn công an đối uống thuốc treo ngược không cảm thấy kinh ngạc, tại đương kim hương trấn, loại này chuyện tự sát vẫn là nhìn mãi quen mắt. Lý Thành Ba biết được hắn là vì chuyện này, cũng cảm thấy có chút kỳ quái, không nên a. Trong trấn làm sao đem chuyện này giao cho ngài a? Hứa Thuần Lương nói, người đừng quản có nên hay không, trước tiên đem chuyện này tiền căn hậu quả nói cho ta một chút. Lý Thành Ba nói, cũng không phải cái đại sự gì, lão thái thái này thần thao thao, từ khi mua đại hằng kia cái gì suối nước nóng bảo dưỡng tiểu trấn, liền cả ngày nháo muốn trả phòng, đại hằng bên kia cũng đáp ứng cho lui, bất quá về sau vừa tăng giá, nàng lại không bỏ được, lần này là cặp vợ chồng náo loạn điểm khác xoay. Lão đầu khả năng mắng hắn, lão thái thái nhất thời nghĩ quẩn liền lên treo. Hứa Thuần Lương thật sự là im lặng, lão thái thái này mua đại hằng phòng ở chạy đến bọn hắn chỗ ấy treo ngược, cái này với ai nói rõ lý lẽ đi. Hứa Thuần Lương bỗng nhiên ý thức được quan niệm của mình hẳn là thay đổi, hắn vẫn là thói quen đem từ mình đưa vào đến Trường Hưng một phần tử, trước mắt hắn đã điều tạm đến Hồ Sơn Trấn, liền muốn từ Hồ Sơn Trấn lập trường xuất phát, Trường Hưng mắc mớ gì tới ta a? Chuyện này nhất định phải giải quyết việc chung. Hứa Thuần Lương để Lý Thành Ba hỗ trợ điều tra thêm lão thái thái khi còn sống phát sinh sự tình, phải tất yếu điều tra rõ thúc đẩy lão thái thái treo ngược nguyên nhân thực sự. Từ Nam Giang đến Đông Châu đường sắt cao tốc bất quá hơn một giờ, Hứa Thuần Lương còn không có ra đường sắt cao tốc đứng, Đinh Tứ liền chờ ở cửa. Hứa Thuần Lương nhìn thấy sầu mi khổ kiểm Đinh Tứ có chút kỳ quái nói, ngươi không phải đi Nguy Sơn đảo sao? Đinh Tứ nói, ta nửa đường lại trở về. Ta nghĩ nghĩ, đi cũng không có nổi chút tác dụng nào, Bùi Lâm cô nương kia quá không phải thứ gì, ta đem chuyện này hướng nàng báo cáo, nàng nói công trường đã giao cho ta chính là ta phụ trách, chẳng những muốn truy cứu ta quản lý bất thiện trách nhiệm, còn nói nếu như bởi vì việc này cho Hoa Niên tập đoàn mang đến ảnh hưởng xấu, nàng muốn giữ lại hướng ta bắt đền quyền lợi. Hứa Thuần Lương nói, công trường hai ngày này không phải đình công sao? Đinh Tứ nói, ngừng, liền lưu lại hai bảo vệ trông coi công trường. Ai có thể nghĩ tới gần sang năm mới sẽ có một cái lão thái thái chui vào treo ngược, nàng mua là đại hằng phòng ở, muốn lên treo cũng hẳn là đi đại hằng bên kia, vì sao tìm tới chúng ta? Hứa Thuần Lương nói, tứ ca, sự tình như là đã phát sinh, ngươi cũng không cần gấp, trong trấn đã đem chuyện này giao cho ta xử lý, ta làm việc ngươi yên tâm đi. Đinh Tứ nói, ta đương nhiên yên tâm. Hai người lên xe, Hứa Thuần Lương cho Trương Hải Đào gọi điện thoại, để hắn đi Hồ Sơn trấn tản bộ một vòng. Nhìn xem hai ngày này đều là ai trực ban. Chính như Mai Như Tuyết nói, Tần Chính Dương đem chuyện này giao cho mình, có đảo hố chi ngại, đặt vào Hồ Sơn trấn nhiều như vậy phó thư ký phó trấn trưởng không cần, lấy tên đẹp chính mình hiểu rõ tình huống, hắn chẳng lẽ không rõ ràng mình là điều tạm. Nếu như mình thiên vị Trường Hưng bệnh viện, nói không chừng Tần Chính Dương sẽ đối với chuyện này làm văn chương, nếu như mình cây đuốc thứ nhất rượu đốt hướng Trường Hưng, như vậy Trường Hưng bệnh viện phương diện sẽ thấy thế nào mình. Huống chi công trình nhận bao người Đinh Tứ vẫn là mình một tay thúc đẩy. Đinh Tứ đã làm tốt xấu nhất chuẩn bị tâm lý, thở dài nói, cùng lắm thì ta thường ít tiền, chỉ là chuyện này quá uất ức. Hứa Thuần Lương trong lòng tính toán, từ trước mắt đến xem,
Đinh Tứ hiển nhiên là vô tội, Trường Hưng cũng vô tội, kẻ cầm đầu hẳn là Đại Hằng. Tần Chính Dương ngươi đem như thế chuyện khó giải quyết ném cho ta, thật sự cho rằng ta làm không định. Bọn hắn còn không có đuổi tới hiện trường, khác một cái tin xấu truyền đến, lão đầu nghe nói bạn già treo ngược chết rồi, lại là áy náy lại là hối hận, đi vào hiện trường rất buồn, đã dẫn phát cơ tim tắc nghẽn, khẩn cấp đưa đến Nguy Sơn đảo bệnh viện liền không còn thở. Trong vòng một ngày, lão lưỡng khẩu tuần tự qua đời, với người nhà thật sự mà nói khó mà tiếp nhận. Lão lưỡng khẩu có hai đứa con trai, đại nhi tử Lưu Hỷ Minh là luật sư, tiểu nhi tử Lưu Hỷ Lượng là phóng viên. Hứa Thuần Lương vừa nghe nói cái này hai thân phận, liền ý thức được chuyện lần này khả năng có chút khó giải quyết. Đinh Tứ lái xe tới đến cổ tuyển trấn bến tàu, vừa đem xe ngừng tốt, Hứa Thuần Lương để hắn về trước đi. Đinh Tứ còn cho là mình nghe lầm, thế nào? Hứa Thuần Lương nói, người trở về đi, người như là đã chết rồi, người đi cũng vô dụng, hiện tại cũng không phải đàm bồi thường thời điểm, người vẫn là tạm thời né tránh tốt, bên A bên kia ước gì đem trách nhiệm hướng trên người ngươi. Một câu bừng tỉnh người trong mộng Đinh Tứ lúc này mới ý thức được Hứa Thuần Lương hiện tại nhân vật đã chuyển đổi, Hứa Thuần Lương từ giờ trở đi đại biểu là Hồ Sơn trấn nhân dân lợi ích, không còn là Trường Hưng bệnh viện càng không phải là Hoa Niên tập đoàn. Đúng a, gặp được loại chuyện này, tránh cũng không kịp, ta còn chủ động đi lên góp cái gì? Giao cho người ta xử lý, cuối cùng nên bồi thường bao nhiêu chính là. Hứa Thuần Lương trèo lên ngày đó tiến về Nguy Sơn đảo cuối cùng ban một phà. Ngày mồng 2 Tết phà bên trong căn bản cũng không có mấy người. Hứa Thuần Lương trước xem một chút bản địa tin tức, tìm được lão thái thái tự sát ảnh chụp, bởi vì là viễn cảnh, nhân vật rất nhỏ, lão thái thái lựa chọn tại công trường hiện trường một gốc cái cổ siêu vẹo trên cây tự sát, dưới chân đệm lên công trường gạch ống, trên cổ dùng chính là công trường khai ra dây thừng, dùng sức đạp một cái, thân thể huyền không liền không có. Đã có không ít liên quan mới đoán được. Những này từ truyền thông ban bố tin tức hơn phân nửa đều là không xác thực đưa tin. Đăng lại nhất còn nhiều, rất nhiều, lão nhân bệnh ma quấn thân cầu cứu không cửa, lấy cái chết lên án lòng dạ hiểm độc bệnh viện. Hứa Thuần Lương thật sự là phục những này từ truyền thông người, ít nhất cũng phải làm rõ ràng tình trạng tái phát, đây không phải tương đương đem chủ yếu mâu thuẫn chỉ hướng Trường Hưng bệnh viện. Bây giờ suy nghĩ một chút mình có chút tái ông mất ngựa sao biết không phải phúc ý tứ. Nếu như không phải tiết trước đánh người bên trên nóng lục soát, Hoa Niên tập đoàn cũng sẽ không vội vã cùng mình phủi sạch quan hệ, cũng sẽ không có hiện tại điều tạm. Mặc dù vẫn là tự mình xử lý chuyện này, nhưng là góc độ liền hoàn toàn khác nhau, làm trọng tài cùng đương cầu thủ tâm tính hoàn toàn là khác biệt. Hứa Thuần Lương chú ý một chút nóng lục soát bảng, trước mấy ngày còn bằng vào sự kiện đánh người cấp tốc giết vào 10 vị trí đầu mình, bây giờ đã không thấy bóng dáng, cái này nhiệt độ có thể nói là tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Hoa Trục Nguyệt xuất thủ là một mặt nguyên nhân, một nguyên nhân khác chính là phía sau hắc thủ không lại tiếp tục cho đám này tang lương tâm truyền thông người thu tiền. Trên công trường treo sự kiện kém xa lúc trước hắn đánh người nhiệt độ, cái này đầy đủ đã chứng minh phía sau đẩy tay lợi hại. Trương Hải Đào tại bến tàu chờ lấy hắn, Hứa Thuần Lương từ Hiển Hồng nông trường mượn dùng kia chiếc Audi Q7 sáng bóng không nhuốm bụi trần, nhìn thấy Hứa Thuần Lương đi ra bến tàu. Trương Hải Đào tranh thủ thời gian nghênh đón tiếp lấy, ân cần tiếp nhận Hứa Thuần Lương ba lô. Hứa viện trưởng, chúc mừng năm mới a. Kỳ thật Trương Hải Đào đầu năm mùng một liền cho hắn bái qua Tết, trong khoảng thời gian này Trương Hải Đào tâm tình cũng phi thường thấp thỏm, dù sao Hứa Thuần Lương mặt trái tin tức bay đầy trời, Hoa Niên tập đoàn đã trải qua đem hắn miễn chức truyền ngôn Trường Hưng bệnh viện cũng muốn đối Hứa Thuần Lương tiến hành xử phạt, có một chút có thể kết luận, Hứa Thuần Lương ở chỗ này chức vị là giữ không được. Trương Hải Đào có thể hỗn đến trước mắt trình độ này tất cả đều là bởi vì Hứa Thuần Lương chiếu cố, nếu như Hứa Thuần Lương rơi đài, hắn cũng xong rồi. Trương Hải Đào đã đang suy nghĩ về sau đường lui, nhưng là đột nhiên phong hồi lộ chuyển, Hứa Thuần Lương lắc mình biến hóa trở thành Hồ Sơn trấn phó trấn trưởng, cái này chuyển biến để rất nhiều người không kịp chuẩn bị, đồng thời cũng đã chứng minh Hứa Thuần Lương bối cảnh cường đại. Trương Hải Đào hiện tại là con rùa ăn sưng đống, quyết tâm muốn đi theo Hứa Thuần Lương hỗn. Phó trấn trưởng lái xe muốn so phân viện bộ trưởng hậu cần mạnh. Hứa Thuần Lương để Trương Hải Đào trước đưa mình đi trên trấn. Trương Hải Đào nói cho hắn biết hôm nay là phó trấn trưởng Tuần Nguyên Hồng trực ban, hắn phụ trách phát triển kinh tế, tài chính, thống kê, kiểm tra công việc, đi qua một mực phân công quản lý phát triển kinh tế văn phòng, phát triển kinh tế phục vụ trung tâm, tài chính chỗ. Trương Hải Đào trước mắt hiểu rõ đến tình huống, lão thái thái này hẳn là bị lão đầu oán trách. Nhất thời nghĩ quẩn mới tìm cái chết, chỉ là nàng mua là Đại Hằng suối nước nóng bảo dưỡng tiểu trấn phòng ở,
lại lựa chọn đi khỏe mạnh nuôi già bệnh viện treo ngược, chuyện này nói không thông. Khả năng nhất giải thích chính là, vị này lão thái thái hồ đồ rồi, không có phân rõ đến cùng là nhà nào công trường. Lão thái thái chết tại khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện công trường, lão đầu bệnh tim phát sau đưa đến Trường Hưng bệnh viện phân viện, cứu giúp vô hiệu chết tại trong bệnh viện. Bọn hắn hai đứa con trai nhận được tin tức về sau, cũng tuần tự chạy tới Nguy Sơn đảo, hai người chia binh hai đường, tiểu nhi tử Lưu Hỷ Lượng mang theo một bang truyền thông bằng hữu đi bệnh viện phỏng vấn quay chụp, đại nhi tử Lưu Hỷ Minh thì đến Hồ Sơn trấn chính phủ, yêu cầu trong trấn cho cái thuyết pháp. Hứa Thuần Lương đi vào phó trấn trưởng Chu Hoành Viễn bên ngoài phòng làm việc thời điểm, cửa mở rộng ra, nghe được bên trong truyền đến Chu Hoành Viễn hơi có vẻ âm thanh kích động, các ngươi không muốn tìm ta. Ta là phân công quản lý kinh tế, trong trấn đã an bài chuyên gia xử lý chuyện này. Sáng sớm phát sinh sự tình, hiện tại cũng đi qua 12 giờ, cha mẹ ta đều qua đời, các ngươi trong trấn cho ta vừa đi vừa về từ chối, người nào chịu trách nhiệm? Xử lý chuyện người vì cái gì không xuất hiện, các ngươi dạng này hiệu suất làm việc xứng đáng nhân dân quần chúng sao? Chu Hoành Viễn nói, ta nói cho ngươi bao nhiêu lần? Phụ trách chuyện này là Hứa Thuần Lương đồng chí. Hắn đang chạy về nơi này trên đường, mọi người phân công minh xác, ra loại chuyện này, các ngươi hẳn là tìm hắn. Chạy tới nơi này trên đường, hắn là bò qua tới vẫn là bơi tới. Lưu Hỷ Minh gào thét lớn, lời này liền có chút vũ nhục người. Hứa Thuần Lương đẩy cửa đi vào, ta làm sao qua được ngươi cũng không cần quan tâm, nơi này là trấn chính phủ, ngươi ồn ào cái gì. Còn tưởng là luật sư đây này, có lý không tại âm thanh cao. Chu Hoành Viễn nhìn thấy Hứa Thuần Lương tiến đến. Như chút được gánh nặng, rút ra một tờ giấy xoa xoa mình không có bao nhiêu lông đỉnh đầu, tất cả đều là mồ hôi. Lưu Hỷ Minh nhìn qua Hứa Thuần Lương, người chính là Hứa Thuần Lương. Theo sau lưng Trương Hải Đào nói, Hứa Thuần Lương là người kêu. Đây là chúng ta Hứa trấn trưởng. Lưu Hỷ Minh nhìn thấy cao lớn thô kệch Trương Hải Đào, con hàng này đã cầm bốc lên nắm đấm, từ tướng mạo nhìn, Trương Hải Đào là cái trẻ con miệng còn hôi sữa, chọc giận người này chưa chừng thật có thể xông lên quỳ mình dừng lại. Hứa Thuần Lương nói, ta cùng Chu phó trấn giao tiếp một chút công việc, người không liên hệ đi ra ngoài trước. Lưu Hỷ Minh vốn định nắm lấy hắn nói chuyện cha mẹ sự tình, nhưng Hứa Thuần Lương vừa lên đến liền hạ lệnh trục khách, hắn giật giật khóe môi, hừ lạnh một tiếng nói, thật là lớn quan uy a. Hứa Thuần Lương nói, người nếu là hiểu pháp liền hẳn phải biết tuân thủ chính phủ cơ cấu công việc trật tự tầm quan trọng, nhiễu loạn chúng ta công việc bình thường trật tự là phải trả giá thật lớn, Hải Đào, giúp ta duy trì một chút trật tự. Trương Hải Đào dùng tay làm dấu mời, đừng nói đuổi người, Hứa Thuần Lương phàm là nói tiếng đánh người, hắn cũng tuyệt không do dự, Hứa Thuần Lương quan mới tiền nhiệm, đúng là hắn đưa nhập đội cơ hội tốt. Lưu Hỷ Minh loại người này tinh khôn rất, hắn so với ai khác đều rõ ràng muốn dựa theo pháp luật cùng điều lệ làm việc, tới đây là hy vọng tìm kiếm Hồ Sơn trấn chính phủ ủng hộ, trở mặt đối với hắn cũng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, gật đầu nói, ta đi bên ngoài chờ. Trương Hải Đào đem Lưu Hỷ Minh mời ra ngoài. Tướng cửa phòng làm việc mang lên. Chu Hoành Viễn như là nhìn thấy cứu tinh một dạng hướng Hứa Thuần Lương vươn tay ra, tiểu Hứa, ngươi nhưng cuối cùng tới. Hứa Thuần Lương căn bản không cùng hắn nắm tay ý tứ, tê cay sát phách, thật coi ta vừa rồi không nghe thấy ngươi đem sự tình hướng trên người của ta đẩy. Hắn tại Chu Hoành Viễn đối diện ngồi xuống. Chu Hoành Viễn ngượng ngùng rút tay về đi, mình cũng đoán được lời nói mới rồi bị người ta nghe được. Hứa Thuần Lương nói. Các người bên này công việc cùng bệnh viện chúng ta không giống nhau lắm, không phải ai trực ban người nào chịu trách nhiệm sao? Chu Hoành Viễn cười nói, Tần Bí Thư phi thường coi trọng năng lực của ngươi, ngươi đến từ Trường Hưng bệnh viện, đi qua liền phụ trách phân viện công việc, vừa vặn lại thành cho chúng ta trấn ban lãnh đạo thành viên, từ ngươi đến xử lý chuyện này không thể thích hợp hơn. Hứa Thuần Lương nói, cái này Tần Bí Thư thay đổi xoành xoạch a, lúc đầu nói xong để cho ta mùng 7 đi làm, lúc này mới ngày mùng 2 Tết liền bắt ta tráng đinh. Hắn mới không sợ Chu Hoành Viễn hướng Tần Chính Dương báo cáo, không nói ngươi ra ngươi phản ngươi đều nể mặt ngươi. Mai Như Tuyết đã sớm cho hắn đánh qua dự phòng châm, đừng nhìn Hồ Sơn trấn không lớn, cán bộ cũng không ít, chính phủ cơ cấu mau bệnh một dạng không thiếu, cơ quan cùng bệnh viện hoàn toàn là hai loại khái niệm, không thể cầm tới công việc phương pháp đến cứng nhắc. Chu Hoành Viễn nói, gần nhất trong trấn công việc bận rộn, lại trùng hợp nghỉ dài hạn, nhân thủ thiếu nghiêm trọng a. Chúng ta thành viên ban ngành tất cả đều là làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm, mọi người cũng không dễ dàng, ngươi là Tần Bí Thư xem trọng cán bộ trẻ tuổi, muốn bao nhiêu đảm đương một chút. Hứa Thuần Lương nói,
Vấn đề là hiện tại Tần Bí Thư còn không có an bài cho ta minh xác phân công, chuyện này giống như hẳn là thuộc về an toàn a. Trong trấn chẳng lẽ liền không có phân công quản lý an toàn lãnh đạo? Chu Hoành Viễn nói, an toàn sản xuất giám sát cục quản lý lao động bảo hộ, an toàn sản xuất các loại công việc là từ Ngụy Kim Dân đồng chí phụ trách, bất quá hắn về nhà, quê quán tại Tây Kinh. Hứa Thuần Lương nói, ta từ Hỗ Hải chạy tới. Chu Hoành Viễn cười cười trong lòng tự nhủ ngươi đừng tìm ta, là Tần Chính Dương an bài. Hứa Thuần Lương nói, ngươi giúp ta liên lạc một chút đồn công an cùng tổng hợp chấp pháp làm lãnh đạo, để bọn hắn nửa giờ sau đến phòng họp nhỏ họp. Cái gì? Chu Hoành Viễn cho là mình nghe lầm, trong lòng có chút phiền muộn, ta cũng là phó trấn trưởng, mà lại ta là đảng ủy thành viên, ta tại trong trấn xếp hạng so ngươi gần phía trước, ngươi chính là cái điều tạm tới tiểu cán bộ. Qua 3 tháng nói không chừng làm như muốn đi. Ngươi thế mà an bài ta giúp ngươi làm việc, ta mẹ nó cũng không phải ngươi thư ký. Hứa Thuần Lương nói, ngươi không phải hành chính trực ban sao? Ta mới đến, lại không biết tương quan đồng chí, tổng không tốt tự mình đến nhà đi tìm đi. Chu Hoành Viễn cười nói, vậy được, ta triệu tập một chút. Hứa Thuần Lương chuẩn bị rời đi thời điểm, lại nghĩ tới đến một sự kiện, lão Chu A, ta hôm nay là lần đầu tiên đi làm, phòng làm việc của ta an bài hay chưa? Hứa Thuần Lương chuẩn bị rời đi thời điểm, lại nghĩ tới đến một sự kiện, lão Chu A, ta hôm nay là lần đầu tiên đi làm, phòng làm việc của ta an bài hay chưa? Chu Hoành Viễn nói, Tần Bí Thư không có nói với ta về chuyện này đâu, ta xin chỉ thị hắn một chút. Hứa Thuần Lương nói, nếu như ta nhớ không lầm Mai trấn trưởng văn phòng hiện tại vẫn còn để đó không dùng trạng thái A. Chu Hoành Viễn ngây ngẩn cả người, Mai Như Tuyết văn phòng hoàn toàn chính xác ở vào để đó không dùng trạng thái. Nhưng kia là trưởng trấn văn phòng. Hồ Sơn trấn văn phòng chính phủ công điều kiện tốt nhất một cái là phòng thư ký làm việc, một cái chính là trưởng trấn văn phòng, Tần Chính Dương đi trước bí thư Khổng Tường Sinh văn phòng. Mai Như Tuyết kia gian phòng làm việc, vốn là hắn nhìn chúng, chuẩn bị năm sau liền rời đi qua, Hứa Thuần Lương vừa tới đến liền đưa ra muốn đi phòng làm việc của nàng, đây có phải hay không là có chút quá mức. Có chút tu hú chiếm tổ chim khách ý nghĩ, vấn đề là, người chính là cái điều tạm tới cán bộ. Có thể ngốc bao lâu, chính ngươi không có điểm bước đếm a. Chu Hoành Viễn có chút tức giận lại không tiện phát tác, vẫn là đem chuyện này giao cho Tần Chính Dương, chuyện này ta nhưng làm không được chủ, đến hướng Tần Bí Thư báo cáo. Hứa Thuần Lương nói, hắn chính nghỉ đâu, ngươi cũng đừng phiền phức hắn, ta tới làm, cũng không thể liền cái văn phòng cũng không có, ngươi là định cho ta tại trong hành lang bày bàn lớn. Chu Hoành Viễn cười nói, sao có thể chứ, khẳng định sẽ vì ngươi an bài văn phòng. Để cho ta ngẫm lại. Hứa Thuần Lương nói, đừng suy nghĩ nếu không ta cùng ngươi liều bàn làm việc. Đừng, nghĩ tới mỗi ngày muốn đối diện tiểu tử này, Chu Hoành Viễn có chút nhức đầu. Hứa Thuần Lương nói, lão Chu, là Tần Bí Thư để cho ta tới cứu hỏa, hắn nói ngươi sẽ dốc toàn lực phối hợp ta công việc, tại sao ta cảm giác ngươi đối Tần Bí Thư có ý kiến đâu? Ta không có. Không có liền tốt, Mai trấn trưởng văn phòng nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Quốc gia 3 khiến 5 thân không thể lãng phí công cộng tài nguyên. Cũng không phải không được, nhưng là ta không có chìa khóa. Chu Hoành Viễn nghĩ ra một cái cực kỳ sứt sẹo lý do. Hứa Thuần Lương cười nói, đó chính là ngươi đồng ý. Chu Hoành Viễn nhẹ gật đầu, chờ tiết hậu đảng chính phòng làm việc tổng hợp tiểu lữ đi làm lại mới có thể mở cửa. Hứa Thuần Lương nói, ngươi an bài cái nhân viên quét dọn a gì tới quét dọn một chút. Không có chìa khóa. Chu Hoành Viễn lần nữa cường điệu. Ta có, Hứa Thuần Lương quăng một câu cho hắn, Chu Hoành Viễn trợn mắt hốc mồm, hắn có. Hắn tại sao có thể có? Liên tưởng tới hắn cùng Mai Như Tuyết quan hệ, xem ra là từ Mai Như Tuyết nơi đó có được chìa khóa. Nhưng thật ra là Mai Như Tuyết rời đi thời điểm còn có đem hậu bị chìa khóa quên nộp lên trên, lần này nhìn thấy Hứa Thuần Lương để hắn mang hộ tới. Hứa Thuần Lương trở về trên đường liền động lên Mai Như Tuyết văn phòng suy nghĩ. Hứa Thuần Lương đến đi ra bên ngoài, Lưu Hỷ Minh nhìn thấy hắn ra, lập tức nghênh đón, lần này thái độ khách khí không ít, Hứa trấn trưởng. Hứa Thuần Lương nói, ngươi ở chỗ này làm gì? Ngươi không phải hẳn là đi phụ mẫu bên người xử lý một chút phía sau bọn hắn sự tình sao? Ta tới tìm các ngươi chính là vì chuyện này à? Hứa Thuần Lương nói, ta hiện tại vừa mới tiếp nhận công việc, đối tình huống cụ thể còn không hiểu rõ. Ta có thể nói cho ngươi à? Hứa Thuần Lương chừng Lưu Hỷ Minh một chút, ngươi có thể hay không đừng đánh đoạn ta. Ta hiện tại không cần ngươi nói cho ta cái gì. Chúng ta có tin tức của mình nơi phát ra,
cần ngươi phối hợp thời điểm tự nhiên sẽ tìm ngươi. Lưu Hỷ Minh ý thức được mình gặp kẻ khó chơi, nếu như tiếp tục dây dưa không những không chiếm được kết quả mong muốn, ngược lại còn có thể sẽ thu nhận sự phản cảm của hắn. Mắt thấy Hứa Thuần Lương mở cửa đi vào trưởng trấn văn phòng, Lưu Hỷ Minh đối Hứa Thuần Lương một thân cũng không hiểu rõ, hắn quyết định vận dụng quan hệ mau chóng tìm hiểu một chút người này. Trương Hải Đào đi theo Hứa Thuần Lương đi vào trong văn phòng, cười nói, Hứa Việt. À không, cho phép trưởng trấn, làm việc điều kiện không tệ à. Hứa Thuần Lương nói, chính ta tranh thủ, cái kia Chu Hoành Viễn căn bản không phối hợp. Trương Hải Đào nói, hắn tính là cái gì chứ a? Đi theo tại Khổng Tường Sinh đằng sau vuốt mông ngựa, hiện tại lại bỡ đỡ được Tần Chính Dương. Hứa Thuần Lương nhìn một chút văn phòng hoàn cảnh, đi vào Mai Như Tuyết trên chỗ ngồi ngồi xuống, cười tủm tỉm nói, cũng không trách người ta không có đem ta coi thành chuyện gì to tát, ta chính là cái điều tạm. Trương Hải Đào nói, Hứa Trấn Trưởng, ngài về sau trả về Trường Hưng sao? Hứa Thuần Lương nói, hiện tại còn không biết, đi được tới đâu hay tới đó, người giúp ta phân tích phân tích. Trương Hải Đào nói, người thường đi chỗ cao, nước mới hướng chỗ thấp lưu đâu, trưởng trấn khẳng định so viện trưởng lớn a. Hứa Thuần Lương cười nói, một cái bí thư, ba cái phó thư ký, năm cái phó trấn trưởng, ta xếp hạng giả mạt, vẫn là cái điều tạm, cái này còn không có đem người lớn, kiểm tra kỷ luật tính cả, đều nói thà làm đầu gà vô vi châu sau. Trương Hải Đào cười nói, ngài đều suy nghĩ minh bạch, còn để cho ta nói cái gì ý kiến. Hứa Thuần Lương để Trương Hải Đào về trước bệnh viện, Trương Hải Đào hiện tại chẳng những chủ quản hậu cần, còn phụ trách phân viện công việc bảo vệ, nếu như người chết ra tốc tại Nguy Sơn đảo bệnh viện náo, hắn khẳng định phải ra mặt. Trương Hải Đào nhìn thấy trời đã tối rồi, hỏi Hứa Thuần Lương làm sao ăn cơm? Có phải hay không sẽ đi phân viện? Một, Hứa Thuần Lương lúc này mới nhớ tới, mình bây giờ đã đến bên này, ăn cơm dừng chân đều không có thu xếp tốt đâu, nhưng như là đã là Hồ Sơn trấn phó trấn trưởng. Không có lý do lại đi phân viện ăn uống miễn phí, miễn cho dơ nhân khẩu lưỡi. Hứa Thuần Lương để Trương Hải Đào đem xe lưu lại cho mình, cùng lắm thì quay đầu đi Hiển Hồng nông trường bên kia ở, Vương Kim Vũ ăn Tết đều tại nông trường còn không biết mình đến đây. Lúc này đồn công an sở trưởng Lý Thành Ba, tổng hợp chấp pháp xử lý chủ nhiệm Lý Phương Lượng đều tới đi họp. Tổng cộng ba người cũng không cần thiết đến hội nghị thất, Hứa Thuần Lương đem bọn hắn mời đến văn phòng. Lý Thành Ba đơn giản đem tình huống nói một lần, trước mắt lão lưỡng khẩu thi thể đều dừng ở Nguy Sơn đảo phân viện, bọn hắn hai đứa con trai không muốn mang đến hỏa táng tràng, không phải muốn Trường Hưng bệnh viện cho cái thuyết pháp. Lý Phương Lượng nói, nhà bọn họ đến không ít thân thích, gần sang năm mới chúng ta nhân thủ không đủ, hiện tại liền sợ bọn họ nháo sự. Lý Thành Ba nói, hôm nay ta đi hiện trường mấy chuyến, cũng nhìn được người chết hai đứa con trai, tâm tình của bọn hắn tổng thể coi như bình tĩnh. Bất quá hai người kia đều có chút bản sự, lão đại là luật sư, pháp luật điều so chúng ta còn rõ ràng đâu, lão nhị là phóng viên, hắn uy hiếp nói muốn đem chuyện này lộ ra ánh sáng. Hứa Thuần Lương nói, có không có nói ra bồi thường điều kiện. Hai người đồng thời lắc đầu. Lúc này bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, đạt được Hứa Thuần Lương sau khi đồng ý, Nguy Sơn đảo phân viện bí thư Đàm Hải Yến đi đến, Đàm Hải Yến giữa trưa mới từ Đông Châu chạy tới, bệnh viện phái nàng tới xử lý vấn đề. Từ cái này sự kiện trên liền có thể nhìn ra bệnh viện không có nói ra đầy đủ coi trọng. Đàm Hải Yến vừa vào cửa liền hướng về phía Hứa Thuần Lương đi tới, cười nói, quá tốt rồi, tiểu Hứa, chuyện này từ ngươi phụ trách liền dễ làm. Một, Lý Thành Ba ho khan một tiếng, cùng Lý Phương Lượng liếc mắt nhìn nhau, nàng xưng hô như vậy Hứa Thuần Lương giống như không ổn đâu. Hứa Thuần Lương đổ không có cảm thấy cái gì, bất quá Đàm Hải Yến mình hiểu ra, nàng có chút quá mức cao hứng. Nơi này là trưởng trấn văn phòng, Hứa Thuần Lương ngồi tại trưởng trấn vị trí bên trên, hiện tại Hứa Thuần Lương đã điều tạm đến Hồ Sơn trấn làm phó trấn trưởng. Nhưng Đàm Hải Yến cho rằng, Hứa Thuần Lương chỉ là điều tạm, hắn biên chế còn tại Trường Hưng, hẳn là tính Trường Hưng người, hắn nhất định sẽ giúp Trường Hưng nói chuyện, Đàm Hải Yến cho là mình chỉ là không nên ở những người khác trước mặt biểu hiện đến hưng phấn như vậy. Hứa Thuần Lương đối Lý Thành Ba cùng Lý Phương Lượng nói, vậy trước tiên dạng này, hai vị vất vả một chút. Tận lực điều nhân thủ nhìn chằm chằm, ngàn vạn không thể đem tình thế mở rộng, chú ý thái độ, không muốn tướng mâu thuẫn kích thích, cáo tố bọn hắn chúng ta sẽ mau chóng điều tra, tranh thủ ngày mai còn cho bọn hắn một cái chân tướng. Lý Thành Ba cùng Lý Phương Lượng hai người đồng thời đứng dậy, Hứa Thuần Lương đưa bọn hắn đi ra ngoài, Lý Thành Ba cùng hắn quen thuộc một chút, để Lý Phương Lượng đi trước một bước,
thấp giọng hướng Hứa Thuần Lương nói, ngươi làm sao đem cái này phỏng tay núi dụ tiếp xuống rồi. Hứa Thuần Lương cười nói, Tần bí thư ngắm rất cho phép ta tại Hỗ Hải nghỉ phép đều bị hắn đập trúng. Lý Thành Ba cười khổ nói, ta luôn cảm thấy Lưu gia kia hai huynh đệ không phải người lương thiện, hôm nay hẳn là không có vấn đề gì, ta đoán chừng chính bọn hắn đều chưa nghĩ ra, một khi chờ bọn hắn nói ra điều kiện không chiếm được thỏa mãn, khi đó bọn hắn liền sẽ chế tạo phiền toái. Hứa Thuần Lương nói, cho nên ngươi đến vất vả a. Lý Thành Ba nói, yên tâm đi, ta nhiều giúp chút nhân thủ. Hứa Thuần Lương nói, cho bọn hắn tính tăng ca, đến lúc đó ta giúp đỡ xin tiền làm thêm giờ. Lý Thành Ba thở dài nói, chúng ta cũng không phải đổ cái kia. Đưa tiễn Lý Thành Ba, Hứa Thuần Lương quay người trở lại văn phòng, Đàm Hải Yến tự mang dự ấm chén, ngồi ở trên ghế salon từng ngụm uống trà, nàng hôm nay nhưng mệt mỏi sức cùng lực kiệt, đi qua Nguy Sơn đảo phân viện vô luận ra thật sao sự tình đều có Hứa Thuần Lương đỉnh lấy, hiện tại Hứa Thuần Lương đến Hồ Sơn Trấn làm phó trấn trưởng, thân là phân viện bí thư nàng chỉ có thể trên đỉnh một tuyến. Hứa Thuần Lương nói, Đàm thư ký, tình huống thế nào? Đàm Hải Yến sửng sốt một chút, đi qua Hứa Thuần Lương đều là xưng hô nàng là Đàm tỷ, hiện tại đột nhiên gọi lên danh hiệu của nàng, Đàm Hải Yến suy nghĩ một chút, đây có phải hay không là lạ ám chỉ nàng cái gì? Đàm Hải Yến nói, tiểu Hứa, tình huống là cái dạng này, cái kia lão thái thái cùng chúng ta Trường Hưng không có bất kỳ cái gì liên quan, cũng không có bất kỳ cái gì lợi ích tranh chấp. Hứa Thuần Lương nói, có hay không làm rõ ràng nàng đi các ngươi trên công trường treo nguyên nhân. Đàm Hải Yến ý thức được Hứa Thuần Lương tại công trường trước dùng các ngươi cái này định ngữ, đại biểu cho hắn đang lấy người đứng xem góc độ đến đối đãi chuyện này. Đàm Hải Yến còn đang kiên trì, tiểu Hứa, công trường sự tình qua đi vẫn luôn là ngươi phụ trách, ta cũng không rõ lắm, thi công đơn vị cũng là ngươi đề cử. Hứa Thuần Lương nghe nàng nói như vậy lập tức liền có chút không vui, sao thế? Ngươi còn định đem chuyện này trách nhiệm hướng trên người của ta đẩy. Ta nếu là tại nguyên đơn vị ta khẳng định giúp ngươi khiêng, nhưng là cái này khởi sự kiện là ta rời đi Trường Hưng về sau mới phát sinh sự tình, cái này nổi ta cũng không thể lưng. Hứa Thuần Lương nói, Đàm thư ký, ngươi đàm đến những sự tình này cùng chuyện ngày hôm nay có quan hệ sao? Đàm Hải Yến lại sửng sốt một chút, đừng nhìn nàng qua đi làm nhiều năm như vậy công việc, nhưng là từ chưa xử lý qua vấn đề phức tạp như thế, Đàm Hải Yến nói. Tiểu Hứa, ý của ta là, lão thái thái kia mua là Đại Hằng suối nước nóng bảo dưỡng tiểu trấn, nàng treo ngược nguyên nhân khẳng định là nhằm vào Đại Hằng, chỉ là nàng mơ mơ hồ hồ chọn sai địa phương, đem chúng ta đang xây công trường xem như Đại Hằng. Ngươi có chứng cứ sao? Đàm Hải Yến lắc đầu, nàng cho rằng chân tướng chính là như thế, cũng phải như vậy. Hứa Thuần Lương nói, kia là lão thái thái mình nói cho ngươi nàng treo ngược nguyên nhân là nhằm vào Đại Hằng. Nàng làm sao có thể nói cho ta lại không biết nàng. Hứa Thuần Lương nói, không có chứng cứ không nên nói lung tung, cho tới bây giờ Đại Hằng cũng không có người ra mặt thừa nhận cái này khởi sự kiện cùng bọn hắn có quan hệ. Đàm Hải Yến nói, người ta là việc không liên quan đến mình treo lên thật cao, ra loại chuyện này bọn hắn tránh cũng không kịp, làm sao có thể chủ động ra nhận gánh trách nhiệm. Tiểu Hứa, việc cấp bách là muốn đem cái kia thi công phương phụ trách người tìm ra, là hắn quản lý bất thiện. Mới đưa đến cái kia lão thái thái tiến vào công trường, trách nhiệm liền nên hắn đến gánh chịu. Hứa Thuần Lương nhìn ra Đàm Hải Yến là sợ hãi, nhưng là hại sợ không phải nàng vội vàng trốn tránh trách nhiệm lý do, gặp được chuyện thời điểm, bản tính của con người mới có thể bại lộ. Hứa Thuần Lương nói, trách nhiệm như thế nào phân chia sau này hãy nói, hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là đem người chết ra thuộc trấn an được, đem chuyện này viên mãn giải quyết hết. Hắn giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, Đàm thư ký. Ngươi đi về trước đi, ta đem tình huống hiểu rõ ràng, quay đầu lại cùng ngươi liên hệ. Đàm Hải Yến làm sao có thể nghe không ra hắn có hạ lệnh trục khách ý tứ, kỳ thật nàng cũng rõ ràng tiếp tục ở lại cũng không có khả năng có kết quả gì, hiện tại người chết gia thuộc đều không có ra chiêu, bọn hắn hẳn là ổn định tâm tính, gặp chiêu phá chiêu. Vậy ta về trước đi, tiểu Hứa, ngươi nhưng phải giúp đỡ chúng ta nói chuyện, đừng quên ngươi cũng là Trường Hưng một phần tử. Đàm Hải Yến lôi kéo tình cảm đầy đủ bại lộ nàng EQ. Hứa Thuần Lương cười nói, yên tâm đi ta sẽ công bằng xử lý chuyện này. Đàm Hải Yến luôn cảm thấy Hứa Thuần Lương trong lời nói có hàm ý, rời đi trấn chính phủ, sắc trời đã tối, nàng hôm nay mới cảm giác được phần công tác này không dễ làm, đi qua Hứa Thuần Lương tại thời điểm, nàng chỉ cần đến làm dáng một chút, công việc cụ thể đều là Hứa Thuần Lương tại làm, xảy ra bất kỳ chuyện gì đều có Hứa Thuần Lương chịu trách nhiệm.
nhưng là hiện tại Hứa Thuần Lương rời đi, Triệu Phi Dương để nàng tạm thời chủ trì phân viện công việc. Đàm Hải Yến vốn cho rằng cũng không có nhiều sự tình, hết thảy đều lên quỹ đạo, nhưng ngày mồng 2 Tết liền cho nàng tới cái dạ oai phủ đầu, nàng căn bản không biết phải làm thế nào ứng đối. Đàm Hải Yến nghĩ nghĩ, trước cho Cao Tân Hoa gọi điện thoại, dựa theo Trường Hưng bệnh viện lãnh đạo phân công, cấp trên của nàng lãnh đạo là bí thư Cao Tân Hoa. Nhưng là Cao Tân Hoa không có tiếp điện thoại của nàng, cho nàng trở về cái tin, biểu thị mình chính tại ngoại địa du lịch. Đàm Hải Yến liền không dám đánh tiếp điện thoại, coi như đánh tới cũng không có tác dụng gì, Cao Tân Hoa cũng không khả năng ra tay giúp nàng giải quyết vấn đề. Ngay tại nàng do dự có phải hay không muốn trực tiếp hướng Triệu Phi Dương hồi báo thời điểm, Hoa Niên lớn khỏe mạnh giám đốc Bùi Lâm gọi điện thoại tới. Trước mắt Trường Hưng trong sự quản lý tồn tại Hứa trùng trùng điệp điệp bộ phận, liền Đàm Hải Yến cũng không làm rõ ràng được hiện tại phân viện nên thuộc về Trường Hưng vẫn là nên thuộc về Hoa Niên lớn khỏe mạnh. Bất quá Trường Hưng bệnh viện cùng Hoa Niên lớn khỏe mạnh đều lệ thuộc vào Hoa Niên chữa bệnh quản lý cổ phần công ty trách nhiệm hữu hạn. Hiện tại lão đại là Triệu Phi Dương, mà Bùi Lâm là Triệu Phi Dương lão bà, cũng là Hoa Niên lớn khỏe mạnh người tổng phụ trách. Đàm Hải Yến cung cung kính kính kêu một tiếng Bùi Tổng. Bùi Lâm gọi cú điện thoại này tới là muốn hỏi một chút tình huống cụ thể, lão thái thái tại khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện trên công trường treo, chuyện này trực tiếp ảnh hưởng đến Hoa Niên lớn khỏe mạnh, nàng hỏi qua Triệu Phi Dương cho rằng nàng ra bột càng thích hợp một chút. Đàm Hải Yến tướng tình huống trước mắt nói một lần, người chết gia thuộc cũng không nói ra điều kiện, nhưng là bọn hắn cự tuyệt đem thi thể mang đến nhà tang lễ. Hiện tại hai bộ thi thể đều đặt tại Nguy Sơn đảo phân viện. Bùi Lâm có chút không vui, bọn hắn không ra điều kiện, người không sẽ chủ động tìm bọn hắn đàm. Người thân là phân viện người phụ trách liền chút chuyện như thế cũng làm không được sao. Đàm Hải Yến nói, Bùi Tổng, ta cũng là vừa mới chính thức tiếp nhận phân viện quản lý công việc, đi qua đều là Hứa Thuần Lương đồng chí đang phụ trách, khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện kiến thiết sự tình ta đi qua chưa hề tham dự qua. Bùi Lâm nói, ý của ngươi chính là cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào rồi. Đàm Hải Yến rất không chịu nổi nàng hùng hổ dọa người trạng thái, nhưng là lại không dám nói gì, thở dài nói, ta không có nói như vậy, chuyện này phát sinh phi thường đột nhiên, cảnh sát đang điều tra tự sát người nguyên nhân cái chết, thân nhân bệnh nhân tổng thể biểu hiện tỉnh táo, bọn hắn cũng không có bất kỳ cái gì quá kích hành vi, tổng thể tình huống vẫn là khả khống. Bùi Lâm nói, nếu như ngươi cảm thấy không tiện mở miệng, ngươi có thể đi tìm trong trấn để bọn hắn cân đối a. Ngươi đầu tiên phải hiểu rõ, chúng ta cũng là người bị hại. Hồ Sơn trấn chính phủ có nghĩa vụ cam đoan đầu tư của chúng ta không bị hao tổn hại, cũng có trách nhiệm bảo hộ chúng ta toàn thể nhân viên công tác an toàn. Đàm Hải Yến nói, trong trấn phái cảnh sát đến đây, trước mắt phụ trách chuyện này lãnh đạo là Hứa Thuần Lương. Cái gì? Bùi Lâm hoảng sợ nói, chuyện này cũng quá hí kịch hóa, Hồ Sơn trấn chính phủ vậy mà phái Hứa Thuần Lương đến xử lý chuyện này. Cùng Đàm Hải Yến loại này vừa mới bắt đầu đem Hứa Thuần Lương xem như người một nhà khác biệt, Bùi Lâm đầu tiên thoáng hiện một cái ý niệm trong đầu chính là không ổn. Đàm Hải Yến nói, Bùi Tổng, ta cảm giác tiểu Hứa thái độ có chút mập mờ, cũng không có minh xác nói cái gì, kỳ thật hắn hợp tình huống rõ ràng nhất, hắn hẳn phải biết chúng ta cõng nồi, cũng rõ ràng chúng ta là oan uổng. Bùi Lâm nói, người có liên lạc hay không qua thi công phương người phụ trách? Ta đánh thật nhiều điện thoại đều không thông hắn tắt máy. Bùi Lâm cả giận nói, gian thương, đòi tiền thời điểm làm sao không thấy hắn tắt máy, loại này không chịu trách nhiệm nhận thầu thương đến cùng là ai lựa chọn. Là Hứa Thuần Lương đề cử. Bùi Lâm tức giận đến đã cúp điện thoại. Nàng gọi điện thoại thời điểm, Triệu Phi Dương liền ngồi ở một bên xem TV. Bùi Lâm nhìn qua chỉ lo nhìn chằm chằm màn hình TV Triệu Phi Dương, không khỏi giận từ tâm lên, đi qua cầm lấy điều khiển từ xa bóp lại nguồn điện khóa. Triệu Phi Dương hơi kinh ngạc nhìn qua nàng, người thế nào? Hướng ta phát cái gì tà hỏa? Bùi Lâm nói, phân viện sự tình ngươi có quản hay không? Triệu Phi Dương nhíu mày một cái nói, theo ta được biết nơi khởi nguồn điểm là tại công trường, không phải tại phân viện. Đã xác định là tự sát, nên xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào, ngươi không cần lo lắng. Bùi Lâm nói, Hồ Sơn trấn bên kia là Hứa Thuần Lương phụ trách xử lý chuyện này. Triệu Phi Dương nội tâm hơi hồi hộp một chút, bất quá ngoài mặt vẫn là vân đạm phong khinh bộ dáng, kia không vừa vặn. Đều là người một nhà. Liền sợ ngươi coi hắn là thành người một nhà, hắn không đem ngươi trở thành người một nhà, nhận thầu khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện bản mẫu khu công trình Đinh Tứ chính là hắn giới thiệu, nếu như hắn không đi Hồ Sơn trấn, chuyện này liền hẳn là hắn xử lý.
Bùi Lâm nói đến đây bỗng nhiên ý thức được, Hứa Thuần Lương đi Hồ Sơn Trấn hay là hắn xử lý, bất quá thân phận của hắn bây giờ cùng vị trí phát sinh cải biến, không đếm xỉa đến làm trọng tài. Triệu Phi Dương nói, người có ý tứ gì? Người nói là lão thái thái này tự sát là Hứa Thuần Lương an bài. Bùi Lâm cả giận nói, người ít đánh cho ta xóa, lão thái thái kia đi công trường tự sát, cho chúng ta tạo thành nhiều ít mặt trái ảnh hưởng, nên là chúng ta tìm nàng phải bồi thường mới đúng, hiện tại ngược lại tốt, ngược lại lừa bịp trên chúng ta. Người ta còn giống như không có ra điều kiện a. Bùi Lâm nói, còn không phải tại nghẹn đại chiêu, ngươi chờ xem đi, khẳng định là công phu sư tử ngoạm, ta liền không rõ, loại chuyện này, nơi đó chính phủ mặc kệ. Nơi đó đồn công an mặc kệ, bọn hắn dựa vào cái gì đem hộ thể lấy tới phân viện đi. Triệu Phi Dương nói, ngươi không cần phải gấp, sự tình đã phát sinh, ngươi gấp cũng vô dụng, ta đoán chừng người ta cũng có lo nghĩ của mình, mặc kệ trách nhiệm tại ai, chết mất hai người luôn luôn sự thật, nếu như cưỡng ép để bọn họ đem thi thể dọn đi. Ngược lại dễ dàng kích thích mâu thuẫn, ta nhìn trước tỉnh táo một chút cũng dễ nói không chừng ngày mai hết thảy giải quyết dễ dàng. Bùi Lâm nhưng không có hắn lạc quan như vậy, coi như cứng rắn muốn chúng ta nhận gánh trách nhiệm, tối đa cũng chính là công trường quản lý bất thiện, kia là nhận thầu thương trách nhiệm. Triệu Phi Dương nâng chung trà lên uống một ngụm, căn bản không có đem chuyện này để ở trong lòng. Bùi Lâm nói, ngài nói chuyện a, nếu như sự tình làm lớn chuyện làm sao bây giờ? Triệu Phi Dương nói, nhiều một chút kiên nhẫn đi, đem chuyện này ảnh hưởng hạn chế tại công trường, đừng ảnh hưởng đến trường hưng, chuyện này người ta đều không thích hợp ra mặt, tìm nhân tuyển thích hợp. Cao Tân Hoa, Bùi Lâm cho rằng Cao Tân Hoa cùng Hứa Thuần Lương quan hệ thân thiết nhất, Hứa Thuần Lương khẳng định đến cho hắn mặt mũi. Triệu Phi Dương lắc đầu, Cao Tân Hoa lại không phải người ngu, loại thời điểm này không thể có thể giúp bọn hắn đi qua cứu hỏa, phải biết Cao Tân Hoa tại Hứa Thuần Lương rời đi một chuyện trên đối với mình ý kiến không nhỏ. Mình nếu là đưa ra, tương đương với cho hắn một cái phát tiết cơ hội. Đừng nhìn lấy Triệu Phi Dương mặt ngoài nói thật nhẹ nhàng, nhưng trong lòng cũng cảm thấy không ổn. Hứa Thuần Lương lần trước ẩu đả Phong Ba, mình cũng không hỗ trợ nói chuyện. Hoa Niên tập đoàn làm được tuyệt hơn, trước tiên miễn trừ Hứa Thuần Lương tại Hoa Niên lớn khỏe mạnh hết thảy chức vụ, bỏ qua một bên cùng Hứa Thuần Lương quan hệ, mình vì để tránh cho hắn cho Trường Hưng tạo thành ảnh hưởng trái chiều, cũng dự định xử lý. Bất quá may mắn Hứa Thuần Lương điều tạm văn kiện đến, nếu như kia phần xử lý quyết định phát ra ngoài, chỉ sợ cùng Hứa Thuần Lương quan hệ sẽ càng lỗi. Triệu Phi Dương cũng không cho rằng Hứa Thuần Lương điều tạm Hồ Sơn Trấn có thể phát huy bao lớn tác dụng, một cái điều tạm phó trấn trưởng thường ngày đơn giản là uống trà nói chuyện phiếm kiếm sống, chờ 3 tháng kỳ đầy người này rất có thể sẽ khác mưu cao liền. Hồ Sơn Trấn chỉ là một cái lâm thời cảng tránh gió, Triệu Phi Dương đã từng thăm dò qua Hứa Thuần Lương. Hứa Thuần Lương hẳn không có trở về Trường Hưng mục đích, nhưng sự tình phát triển hoàn toàn ngoài Triệu Phi Dương dự kiến, Hồ Sơn Trấn tướng chuyện này giao cho Hứa Thuần Lương đến xử lý, đối Triệu Phi Dương rung động so lão thái thái chạy sai công trường tự sát còn muốn lớn. Triệu Phi Dương đối Hứa Thuần Lương hiểu rõ, người này làm việc không từ thủ đoạn, thích ăn miếng trả miếng, đừng nói giúp đỡ Hoa Niên nói chuyện, để hắn bảo trì trung lập khả năng cũng khó khăn, người này chưa chừng sẽ làm ra bỏ đá xuống giếng sự tình tình. Triệu Phi Dương nói, Vũ Pháp Quân đi, tốt nhất để hắn mau chóng theo vào một chút. Bùi Lâm nghe được Vũ Pháp Quân danh tự trong lòng có chút bỡ ngỡ, Triệu Phi Dương cũng không biết nàng cùng Vũ Pháp Quân chân chính quan hệ, Vũ Pháp Quân cái này phó tổng đưa nàng ăn đến xít sao. Nếu như Vũ Pháp Quân cự tuyệt làm sao bây giờ? Bùi Lâm vội vàng nói, hắn vừa tới Hoa Niên không lâu, đối các phe tình huống cũng chưa quen thuộc, ta nhìn vẫn là phải để một cái kinh nghiệm phong phú người đi qua. Tốt nhất có xử lý tương quan tranh chấp kinh nghiệm, không nếu như để cho Cảnh Văn Tú đi. Cảnh Văn Tú tại Cố Hậu Nghĩa thời đại, đã từng bị hắn trục xuất Nguy Sơn đảo phân viện, đương nhiên Cảnh Văn Tú hờn dỗi xin nghỉ bệnh, cũng không lâu lắm Cố Hậu Nghĩa liền ảm đạm rời sân, Triệu Phi Dương một lần nữa dùng lên nàng. Triệu Phi Dương vốn không muốn dùng Trường Hưng người, nhưng suy nghĩ một chút, Cảnh Văn Tú đi qua cũng không tệ, dù sao nàng là khu công nghệ cao Cảnh Văn Tuấn bí thư muội muội. Mà Hứa Thuần Lương bạn gái Mai Như Tuyết bây giờ vừa tới khu công nghệ cao đương phó thư ký. Cảnh Văn Tú ra mặt chắc hẳn Hứa Thuần Lương sẽ cố kỵ một chút. Hứa Thuần Lương đi vào Hiển Hồng nông trường lúc sau đã là 8 giờ tối, Vương Kim Vũ đã chuẩn bị xong thịt rượu, liền chờ hắn đến. Nhìn thấy Hứa Thuần Lương không khỏi phàn nàn nói, Hứa trấn trưởng ngày đầu tiên đi làm liền mất ăn mất ngủ a. Hứa Thuần Lương cải chính, tăng ca, Kim Vũ ca, thế nào, cùng cái oán phụ giống như. Vương Kim Vũ nói, nếu là thật có cái oán phụ ở chỗ này chờ ngươi,
nói không chừng ngươi đã sớm lòng như lửa đốt chạy về. Hứa Thuần Lương cười nói, ta đạo tâm kiên định, phổ thông oán phụ mơ tưởng dụ hoặc ta. Vương Kim Vũ vỗ vỗ bờ vai của hắn, chúc ngươi tiền đồ như gấm, từng bước cao thăng. Tục, Hứa Thuần Lương cười ha ha, hai người vào phòng, Vương Kim Vũ đêm nay đặc biệt mà chuẩn bị cá nồi lẩu, dùng chính là Nguy Sơn Hồ Hiện lưới cá tươi, đã để đầu bếp xử lý cắt miếng, chất thịt tuyệt đối mới mẻ. Trước cộng ẩm hai chén rượu, Hứa Thuần Lương mới đem sớm tới nguyên nhân nói. Vương Kim Vũ cũng nghe nói sự kiện kia, dù sao Nguy Sơn đảo không nhiều lắm, lão thái thái trên treo cổ tự sát tin tức đã truyền khắp bốn dặm tám hương. Vương Kim Vũ nói, ta nhưng nghe nói lão thái thái là mua đại hàng suối nước nóng bảo dưỡng tiểu trấn phòng ở, nghe nói là rơi xuống lão đầu oán trách, nhất thời nghĩ quẩn mới tự sát. Hứa Thuần Lương nói, đều nói như vậy, Hoan Niên tập đoàn bên kia thẳng kêu oan uổng, để cho ta cho bọn hắn đương ra làm chủ. Vương Kim Vũ nói, ngươi nhất định sẽ giúp bọn hắn đúng không hả? Hứa Thuần Lương không nói chuyện, kẹp phiến cá tươi phiến xuyến xuyến, phối hợp nhỏ liệu tê cay tươi hương, hương vị thật tốt. Vương Kim Vũ nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát, tiểu tử ngươi nên không phải muốn bắt ông chủ cũ khai đao a? Có thể a, cổ tay đủ cứng, quân pháp bất vị thân. Hứa Thuần Lương cười nói, Hoa Niên không phải ta thân thích, ta không có người nghĩ đến như vậy vô tình, bất quá làm quan là không thể giảng ân tình, chỉ có thể giảng đạo lý, đem sự tình làm rõ ràng, nên người nào chịu trách nhiệm đảm nhiệm người nào chịu trách nhiệm đảm nhiệm. Vương Kim Vũ nói, đại hằng bên kia nói thế nào? Hứa Thuần Lương nói, cái giám đều không có thả một cái. Vương Kim Vũ nhẹ gật đầu, cũng thế, đổi thành ai cũng không có khả năng chủ động tìm suối quẩy, lão thái thái này lại không chạy đến đại hằng trên công trường treo, điều tra ra nàng đến cùng là nguyên nhân gì chết đi sao? Hứa Thuần Lương nói, ta đoán chừng nguyên nhân khả năng nói cho ngươi đến không sai biệt lắm, nhưng là lão thái thái này không có để lại đôi câu vài lời, bởi vì chết tại khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện công trường. Cho nên người nhà bọn họ đầu mâu liền xông như Hoa Niên đi. Vương Kim Vũ nói, đen đủi đến không phải, bất quá chuyện này hẳn là cũng bồi không có bao nhiêu, chiếu ta nói, lão thái thái hảo hảo chạy đến Hoa Niên trên công trường treo, Hoa Niên không tìm người nhà nàng bồi thế là tốt rồi, bất quá người chết là lớn, lại gần sang năm mới, tượng trưng cho cái ba năm vạn, đừng đem sự tình làm lớn chuyện, không phải xui xẻo còn phải là Hoa Niên. Hứa Thuần Lương nói, chờ bọn hắn ra điều kiện đi. Lúc này Đinh Tứ gọi điện thoại đến đây, Hứa Thuần Lương mặc dù không có để hắn đến Nguy Sơn Đảo, nhưng là cũng an bài cho hắn nhiệm vụ, Đinh Tứ đi điều tra người chết gia đình tình huống cùng quan hệ xã hội, chuyện này với hắn về sau xử lý sự tình tình có tác dụng rất lớn. Đinh Tứ nói cho Hứa Thuần Lương, lão thái thái họ Tưởng, cặp vợ chồng đều là Đông Châu xưởng sắt thép về hưu công nhân viên chức, về hưu tiền lương thêm khởi đến còn không đến một vạn. Hai đứa con trai ngược lại là rất có tiền đồ bất quá cái này Lưu Hỷ Minh Lưu Hỷ Lượng hai huynh đệ nhưng không thế nào hiếu thuận. Mặc dù gia đình điều kiện cũng không tệ, nhưng là đều rất ít đi phụ mẫu nơi đó, đến bây giờ lão lưỡng khẩu còn ở xưởng thép túc xá lão lâu, một phòng ngủ một phòng khách phòng ở bất quá hơn 30 bình phương, phòng ở ở vào lầu 4, già đầu lão thái thái đi đứng không lưu loát, mỗi ngày còn phải leo lên leo xuống, hai đứa con trai cũng không nghĩ tới cho bọn hắn đổi bộ thang máy phòng. Tưởng lão thái thiện chí giúp người, tính tình lại tốt, hàng xóm láng giềng không có không khen nàng, nhưng là Lưu lão đầu tính khí nóng nảy, cả ngày đều âm tấm mặt mo, đi theo đều thiếu nợ tiền hắn giống như. Từ khi lão thái thái làm chủ mua đại hàng suối nước nóng bảo dưỡng tiểu trấn, lão lưỡng khẩu liền ba ngày hai đầu đánh nhau, căn cứ bọn hắn hàng xóm phản ứng, đầu năm mùng một cặp vợ chồng lại ầm ĩ một trận, lão thái thái tức giận đến rời nhà trốn đi, già đầu cho là nàng đi nhi tử nơi đó, cũng không có gọi điện thoại. Phát hiện một đêm không có trở về, lúc này mới cho hai đứa con trai gọi điện thoại hỏi thăm, nghĩ không ra lão thái thái thế mà chạy đến Nguy Sơn đảo tìm cái chết. Hứa Thuần Lương để Đinh Tứ tiếp tục hỏi thăm một chút, cái này lão lưỡng khẩu còn có cái gì bằng hữu thân thích, lão thái thái rời nhà ra trước khi đi có phải hay không gặp qua người nào. Đinh Tứ biểu thị ngay lập tức đi tra, hắn lại nói cho Hứa Thuần Lương, Hoa Niên lớn khỏe mạnh bên kia đã có liên lạc lão bà hắn, uy hiếp nếu như hắn còn không lộ diện. Về sau cũng đừng nghĩ cầm tới Trường Hưng bệnh viện trùng tu cải tạo công trình dư khoản. Hứa Thuần Lương để hắn không cần phải gấp, nên để hắn đăng tràng thời điểm tự sẽ để hắn xuất hiện. Cúp điện thoại, Hứa Thuần Lương hướng Vương Kim Vũ cười cười, không có ý tứ a. Có cái gì ngượng ngùng, Hứa trấn trưởng bận bịu nha. Vương Kim Vũ cùng hắn đụng đụng chén, nhắc tới Tần Chính Dương cũng đủ thao đản, ngươi vừa tới liền đem như thế chuyện khó giải quyết giao cho ngươi phụ trách,
đây rõ ràng là cho ngươi ra nan đề a. Hứa Thuần Lương nói, bình thường, dù sao phân viện đi qua đều là ta đang quản. Vương Kim Vũ nói, vậy cũng đúng. Hứa Thuần Lương trong lòng cũng không nghĩ như vậy, Tần Chính Dương là tại giết hắn nhuệ khí đâu, để hắn rõ ràng, trước mắt Hồ Sơn Trấn ai mới thật sự là lão đại. Hứa Thuần Lương trước đây đối Tần Chính Dương thái độ coi như không tệ, lần này cũng ôm dĩ hòa vi quý suy nghĩ mà đến, nhưng là ngươi Tần Chính Dương đã cho ta đào hố thiết sáo cũng đừng trách sau lưng ta đâm đao, không phải không báo thời điểm chưa tới. Chén rượu còn không có buông xuống, điện thoại lại vang lên, lần này gọi điện thoại tới chính là Trương Hải Đào. Trương Hải Đào nói cho Hứa Thuần Lương, Đàm Hải Yến đang chỉ huy bộ điều lấy lúc trước thi công hợp đồng, an toàn quy phạm chi tiết cùng lúc trước áp dụng tình trạng. Nàng còn đang điều tra Hứa Thuần Lương cùng Đinh Tứ quan hệ, cùng Vương Phương Điền tư liệu bối cảnh. Hứa Thuần Lương biết Đàm Hải Yến điểm xuất phát hẳn là tra thi công phương, nhưng là ngươi tiện thể lấy đem ta cũng tra xét liền có chút không trượng nghĩa, lấy hắn đối Đàm Hải Yến hiểu rõ, nàng đã không có cái này đầu óc cũng không có gan này từ, phía sau nên có người sai xử, người này vô cùng có khả năng chính là Bùi Lâm. Hứa Thuần Lương không cần nghĩ đều có thể đoán được Hoa Niên phương án ứng đối. Khẳng định tướng chuyện này quy tội là thi công phương quản lý bất thiện, đem mọi chuyện cần thiết đều giao cho Đinh Tứ. Đinh Tứ có thể nhận thầu nơi này công trình xác thực là bởi vì chính mình dẫn tiến nguyên nhân, bởi vì lúc ấy Đường Kinh Luân muốn lợi dụng mình, cho nên mới đồng ý tướng công trình giao cho Đinh Tứ, còn lần đầu tiên cho chín thành dự chi khoản. Đây là muốn tìm căn nguyên tố nguyên, liên đới lấy truy cứu trách nhiệm của mình sao? Hứa Thuần Lương cảm thấy có chút buồn cười, tùy bọn hắn giày vò, có bọn hắn nhức đầu thời điểm. Đại Hằng bên kia bày làm ra một bộ không đếm xỉa đến dáng vẻ, Hứa Thuần Lương cũng không thể để bọn hắn tự tại, hắn cùng Lý Thành Ba nói một tiếng để Lý Thành Ba an bài nhân thủ Đại Hằng điều tra tưởng lão thái hợp đồng. Ngươi Tần Chính Dương cho ta đào hố, hướng ta thị uy, thật sự cho rằng chuyện này có thể làm khó được ta. Lão tử thuận nước đẩy thuyền cho ngươi xem một chút, mượn cái này việc sự tình đem đám này vô lương gian thương tất cả đều gõ một lần, đều nói quan mới tiền nhiệm ba cây đuốc, lão tử thừa dịp ăn Tết một lần đốt đủ. Tưởng lão thái tự sát mặc dù không phải phát sinh ở Đại Hằng công trường, nhưng là đem Đại Hằng suối nước nóng bảo dưỡng tiểu trấn hạng mục người phụ trách Lưu Gia Kỳ dọa cho phát sợ, liền nàng đều cho rằng lão thái thái sở lầm địa phương, vốn phải là nghĩ tiến về bọn hắn công trường tự sát, nhưng cuối cùng trời xui đất khiến chạy tới Hoa Niên tập đoàn khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện công trường, may mắn sau khi, nội tâm cũng có chút không chắc. Nàng đối tưởng lão thái thái có chút ấn tượng, lão thái thái có chút tố chất thần kinh. Nàng ban sơ là kiên quyết yêu cầu trả phòng, thế nhưng là tại Đại Hằng điều chỉnh giá về sau, lão thái thái cảm giác mình chiếm tiện nghi, lại từ bỏ trả phòng tố cầu. Tiết trước lão thái thái chuyên môn tới một chuyến, nói lão đầu tử cả ngày bởi vì việc này phàn nàn, cho nên còn muốn trả phòng, bất quá nàng cho rằng giá phòng tăng, Đại Hằng nên dựa theo hiện giá đem tiền trả lại cho nàng. Tiêu thụ bán building chỗ đương nhiên không đồng ý, nói cho lão thái thái trả phòng có thể, nhất định phải dựa theo hợp đồng giá trả phòng. Sinh ra hết thảy tổn thất lẽ ra phải do chính nàng gánh chịu, vì chuyện này lão thái thái còn tại tiêu thụ bán building chỗ khóc khởi tới. Lưu Gia Kỳ lúc ấy thấy được nàng khóc, lo lắng ảnh hưởng không tốt, còn chuyên môn đi thuyết phục nàng, tưởng lão thái thái nói cho nàng, mua nhà tiền là nàng cùng bạn già dưỡng lão tiền, bọn hắn là xí nghiệp về hưu, tiền hưu không cao, chút tiền ấy đều là vất vả để giành được tới, hài tử lại không trông cậy được vào, tóm lại nói hồi lâu liền là muốn cho Đại Hằng trả lại tiền cho nàng. Mà lại Đại Hằng dùng nàng phòng khoản lâu như vậy, nhiều ít cũng hẳn là cho chút bồi thường. Lưu Gia Kỳ để nàng về trước đi, đáp ứng tiết sau cho nàng trả lời chắc chắn, thật không nghĩ đến giả đều không có thả xong lão thái thái liền tự sát. Đồn công an yêu cầu bọn hắn bị loại mua phòng ghi chép, cùng tưởng lão thái thái tới chơi ghi chép, Lưu Gia Kỳ tiếp vào thông chi sau đã cảm thấy có chút không ổn, đây là tìm dễ tố nguyên muốn truy xét đến đáy ý tứ. Đoạn thời gian gần nhất, Đại Hằng tập đoàn mặt trái tin tức cũng không ít. Bọn hắn khai thác một loạt cử động, thật vất vả mới ổn định lại giá cổ phiếu, ăn Tết mấy ngày nay vốn nghĩ có thể nghỉ ngơi điều chỉnh một chút, nhưng là nghỉ cũng không được an bình. Lưu Gia Kỳ tại tiếp vào đồn công an thông chi sau trước tiên đem việc này báo cáo cho lớn khu quản lý Trương Hằng Dương. Trương Hằng Dương đối với chuyện này phản ứng phi thường lãnh đạm, hắn thấy Lưu Gia Kỳ là buồn lo vô cớ, lão thái thái tại bọn hắn nơi này mua phòng ốc không giả, nhưng là ai có thể chứng minh lão thái thái tự sát cùng Đại Hằng có quan hệ. Người chết tại Hoa Niên tập đoàn công trường, đương nhiên là Hoa Niên phụ trách. Nếu là Đại Hằng suối nước nóng bảo dưỡng tiểu trấn chủ xí nghiệp, căn cứ chủ nghĩa nhân đạo tinh thần lẽ ra đưa lên vòng hoa cùng phúng viếng kim,
về phần phòng ở người nhà bọn họ nếu có trả phòng yêu cầu, có thể mở một mặt lưới giúp cho phối hợp. Trương Hằng Dương nhận là mình làm như vậy đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, bọn hắn là làm bất động sản cũng không phải mở cơ quan từ thiện. Có việc không sợ phiền phức, không có việc gì đừng ôm sự tình. Lưu Gia Kỳ nghe Trương Hằng Dương nói như vậy, trong lòng liền có chủ tâm cốt, nàng hồi phục đồn công an, mua phòng ghi chép nhất định phải đạt được mua phòng người hoặc là trực hệ trao quyền mới có thể cung cấp, bọn hắn có quyền là mỗi một vị chủ xí nghiệp bảo thủ bí mật. Hôm nay là ngày mồng 2 Tết, bọn hắn đầu năm 4 mới có người trực ban, nói cách khác nghĩ điều lấy mua phòng ghi chép phải chờ tới hậu thiên. Kỳ thật tất cả mọi người không có đem lão thái chuyện tự sát xem như là một kiện đại sự. Hoa Niên phương diện sơ bộ ý kiến là, căn cứ chủ nghĩa nhân đạo tinh thần, bọn hắn có thể xuất ra nhất định mức thăm hỏi kim, cái này kim ngạch hạn mức cao nhất không cao hơn 5 vạn, kiên trì tự thân không trách, nếu như người chết gia thuộc dám can đảm chửi bới danh dự của bọn hắn không bài trừ lợi dụng pháp luật duy quyền khả năng. Tại Đại Hằng xem ra, chuyện này cùng bọn hắn nửa điểm quan hệ không có, việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Bọn hắn đối chủ xí nghiệp mất đi biểu thị ai điếu. Đối người chết một nhà tao ngộ biểu thị đồng tình, bọn hắn nguyện ý hiệp trợ gia thuộc làm trả phòng thủ tục. Hồ Sơn Trấn chính phủ thái độ là tận lực giúp trợ các phương đạt thành hiệp nghị, tận lực đừng cho chuyện này ảnh hưởng bị ác ý phóng đại. Hồ Sơn Trấn không muốn trở thành dư luận chú ý tiêu điểm, Nguy Sơn đảo cũng không muốn lại có tương quan mặt trái tin tức rộng là tản. Gió thổi báo dông bão sắp đến. Hiện tại mấu chốt của vấn đề là người chết gia thuộc thái độ, bọn hắn đến nay không có nói ra điều kiện. Tuyệt không phải không đề cập tới, mà là đang tiến hành đầy đủ chuẩn bị. Trường Hưng Bệnh viện Phó Viện trưởng Cảnh Văn Tú tại ngày mồng 3 Tết buổi sáng đã tới Nguy Sơn đảo bệnh viện, nàng rất ít gặp được như thế suối quẩy sự tình, nàng sớm định ra hôm nay du lịch, kế hoạch hoàn toàn bị làm rối loạn, nàng cho rằng Triệu Phi Dương có chút chuyện bé xé ra to, không phải liền là công trường có cái lão thái thái tự sát, Đàm Hải Yến liền có thể xử lý, làm gì vận dụng nàng. Mà lại mình là Trường Hưng Phó Viện trưởng. Xảy ra chuyện chính là Hoa Niên lớn khỏe mạnh đang xây công trường, để Hoa Niên lớn người khỏe mạnh đến xử lý không phải càng phù hợp điều lệ chế độ. Hoa Niên lớn khỏe mạnh người phụ trách là Bùi Lâm, Triệu Phi Dương đoán chừng là cân nhắc đến quan hệ của hai người, cho nên không tiện để nàng ra mặt. Cảnh Văn Tú tại Nguy Sơn đảo phân viện phòng họp cùng người chết gia thuộc tiến hành một lần gặp mặt, lần này gặp mặt bên trên, Lưu Hỷ Minh đại biểu gia thuộc một phương đưa ra điều kiện của bọn hắn. Điều kiện đã in ra. Cho đến họp mỗi người đều phát một phần, nhìn thấy bồi thường mức, Trường Hưng phương diện đều bị giật nảy mình, bọn hắn lại muốn cầu Hoa Niên tập đoàn cùng Trường Hưng bệnh viện bồi thường phí mai táng, tổn thất tinh thần phí các loại tổng cộng 370 vạn nguyên, còn muốn cầu cả hai đối cái này nhất an toàn sự cố tiến hành công khai xin lỗi. Cảnh Văn Tú cảm thấy nhà này người thật sự là quá bất hợp lý, nàng đem bắt đền sách khép lại, hướng Lưu Hỷ Minh nói, không có ý tứ, các ngươi thật giống như sai lầm bắt đền đối tượng. Trước khi tới đây Triệu Phi Dương đã cho chuyện này định điệu, có thể tượng trưng bồi ít tiền, nhưng là quyết không thể nhận gánh trách nhiệm, nếu như người chết gia thuộc đưa ra xin lỗi nhất định không thể đồng ý, đối với chuyện này, Hoa Niên không sai, Trường Hưng càng không sai. Một bên Lưu Hỷ Lượng đã lặng lẽ tướng ghi âm bút mở ra, không nhanh không chậm nói, không sai. Chính là các ngươi tạo thành cha mẹ ta tử vong. Cảnh Văn Tú nhìn Đàm Hải Yến một chút. Nàng nhận là vấn đề này hẳn là từ Đàm Hải Yến trả lời càng tốt hơn. Đàm Hải Yến lĩnh hội nàng ý tứ, tương ái liên nữ sĩ chưa thi công phương cho phép, tự tiện tiến vào chúng ta công trường, nàng chết cũng không phải là người vì tạo thành, là tự sát, điểm này cảnh sát đã xác nhận, đây là tử vong báo cáo điều tra. Đàm Hải Yến cũng tiến hành đầy đủ chuẩn bị, nàng nâng tay lên bên trong tử vong báo cáo điều tra sao chép kiện. Lưu Hỷ Lượng khóe môi lộ ra một tia cười lạnh, hắn lấy tay ra túi sách. Từ đó lấy ra một sấp ảnh chụp, ném tới đối diện. Cảnh Văn Tú cùng Đàm Hải Yến cầm lên xem xét, phía trên cơ bản đều là công trường ảnh chụp. Lưu Hỷ Lượng nói, đây là các ngươi công trường ảnh chụp, phía trên rõ ràng biểu hiện, các ngươi công trường quản lý tồn tại rất nhiều lỗ thủng, chỉ cần là có được bình thường năng lực hành động người, đều có thể tùy tiện tiến vào công trường, mà lại các ngươi công trường dám thì tồn tại vấn đề rất lớn, như thế lớn công trường, chỉ có hai người phụ trách trông coi. Đàm Hải Yến biện bạch nói, chúng ta tại công trường trên cửa chính treo an toàn tiêu chí A. Thi công trọng địa không phận sự cấm vào. Thân là luật sư Lưu Hỷ Minh nói, nước ta luật dân sự điển thứ 1.258 điều quy định, tại nơi công cộng hoặc là trên đường đào móc, tu sửa lắp đặt dưới mặt đất công trình các loại tạo thành người khác tổn hại,
thi công người không thể chứng minh đã thiết chí rõ ràng tiêu chí cùng khai thác an toàn biện pháp, nên gánh chịu xâm phạm bản quyền trách nhiệm. Đàm Hải Yến nói, ta vừa rồi đã nói qua, chúng ta tại công trường treo trên cửa chính an toàn tiêu chí. Lưu Hỷ Minh nói, chứng minh đâu? Đàm Hải Yến nói, các ngươi có thể đi hiện trường nhìn. Lưu Hỷ Lượng nói, hạnh thiệt thòi chúng ta sớm quay chụp hiện trường ảnh chụp, các ngươi công trường trước mắt an toàn đánh dấu có chút đều là lâm thời gia tăng. Đàm Hải Yến nói, ta không rõ an toàn đánh dấu cùng mẫu thân ngươi tự sát có quan hệ gì. Lưu Hỷ Minh nói, tốt, ta chậm rãi giải thích cho ngươi. Cùng lúc đó, Hứa Thuần Lương tại Trương Hải Đào cùng đi vào công trường hiện trường, Trương Hải Đào chỉ vào trước mặt kết cấu bằng thép nói, lão thái thái liền treo cổ ở nơi đó, lúc ấy đầu lưỡi duỗi ra già dài, thân thể trên không trung một đãng rung động, phụ trách nhìn công trường bảo an kém chút không có hủ chết, bây giờ còn đang bệnh viện nằm viện đâu. Hứa Thuần Lương nhìn qua khắp nơi có thể thấy được an toàn tiêu chí, mới vừa bắt a. Trương Hải Đào gật đầu nói, mất bò mới lo làm chuồng, tỉnh người ta tại an toàn trên làm văn chương. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ chậm, hiện tại làm như vậy chính là càng che càng lộ, đi qua nhìn một chút xảy ra chuyện hiện trường bị lâm thời kéo vành đai cách ly. Trương Hải Đào nói, bản mẫu khu còn không có che lại đâu, liền thành nhà có ma, ta liền buồn bực, không phải chúng ta hẳn là hướng bọn hắn bắt đền sao. Hiện tại ngược lại, Hứa Thuần Lương nói, người chết là lớn, pháp luật cũng là đồng tình kẻ yếu. Trương Hải Đào thấp giọng nói, bọn hắn mở miệng an toàn trách nhiệm ngậm miệng an toàn trách nhiệm, rõ ràng chuyện này muốn đẩy lên Đinh lão bản trên thân. Hứa Thuần Lương nói, dựa theo lẽ thường, thi công mới là nên gánh chịu một chút trách nhiệm, tỉ như quản lý bất thiện. Trương Hải Đào nói, đi qua thôn chúng ta ngược lại là đi ra những chuyện tương tự, có nhà lập nhà, hàng xóm vốn là cùng bọn hắn nhà không hòa thuận, lão thái thái nửa đêm chạy tới người ta mới vừa lên lương mới trong phòng uống thuốc trừ sâu đi DVP. Hứa Thuần Lương nói, cuối cùng xử lý như thế nào? Ra tay đánh nhau, cuối cùng đồn công an tham gia ẩu đả các đánh 50 đại bản, lập nhà nhà kia cuối cùng đem phòng ở cho lột, ai cũng không muốn tại chết qua người trong phòng ở. Lúc này Hứa Thuần Lương điện thoại di động vang lên, nhìn thoáng qua là Trường Hưng phó viện trưởng Cảnh Văn Tú gọi điện thoại tới. Hứa Thuần Lương mặc dù không thế nào thích tâm cao khí ngạo Cảnh Văn Tú, nhưng nhìn tại nàng đại ca mặt mũi trên cũng phải biểu hiện được khách khí một chút, dù sao Mai Như Tuyết bây giờ đang ở khu công nghệ cao công việc. Cảnh viện trưởng có dặn dò gì? Cảnh Văn Tú cười nói, Hứa trấn trưởng, chúc mừng cao thăng A. Chỉ từ nàng đối với mình xưng hô trên liền có thể nhìn ra, nàng so Đàm Hải Yến càng giỏi về xem xét thời thế. Cảnh viện, ngài cũng đừng khó coi ta là điều tạm, vẫn là ngài mang binh. Hứa Thuần Lương cho đủ Cảnh Văn Tú mặt mũi. Cảnh Văn Tú nói, có thời gian không, ta muốn tìm ngươi tâm sự. Hứa Thuần Lương nói, có A. Vậy ta đi trấn chính phủ tìm ngươi. Cảnh Văn Tú lần này tư thái thả rất thấp. Hứa Thuần Lương nói, sao có thể cực khổ ngài đại giá đâu, ta đi tìm ngài. Hứa Thuần Lương rời đi công trường, đi không có mấy bước nhìn đi ra bên ngoài có vị lão thái thái ở nơi đó hóa vàng mã. Trương Hải Đào đi qua lớn tiếng nói, làm gì chứ? Gần sang năm mới ngươi tìm chúng ta cổng đốt cái gì giấy? Lão thái thái kia đem chừng mắt, không được a, ta hàng xóm chết ở chỗ này, ta tới tưởng niệm hạ không được a. Ngươi đừng dọa ta, nếu là đem ta dọa ra cái nguy hiểm tính mạng ngươi đến cho ta dưỡng lão. Trương Hải Đào không có đem lão thái thái hù sợ, ngược lại bị lão thái thái gây kinh hãi, hiện tại người già không dễ chọc, chúng ta bên trong lại không mỏ, vẫn là trốn tránh điểm. Hứa Thuần Lương nhận ra lão thái thái này là người quen, hắn vừa đi Trường Hưng y tế chỗ thời điểm, vị này Khương lão thái thái liền đi nháo sự, bọn hắn không đánh không thành giao. Hứa Thuần Lương chẳng những thành công xử lý Khương lão thái thái chữa bệnh sửa chữa lộn xộn, còn cùng lão thái thái kết xuống giao tình, từ sự kiện kia về sau, Khương lão thái thái thường xuyên đi qua cho hắn đưa ăn, năm trước còn chuyên môn cho hắn đưa nổ tê dại lá cây. Hứa Thuần Lương kinh hỉ nói, Khương đại nương, như thế nào là ngài a? Khương lão thái thái nói, tiểu Hứa a, người thế nào ở chỗ này? Hứa Thuần Lương nói, ta chỗ này công việc a, người đây là... Khương lão thái thái nói, hôm qua ở chỗ này treo ngược cái kia tương ái liên là ta tỷ tỷ tốt, cũng là ta hàng xóm cũ, nghe nói nàng đi, ta đến xem. Hứa Thuần Lương nói, trùng hợp như vậy a, lão thái thái có thể từ Đông Châu thật xa chạy tới dần dần giữa các nàng tình cảm rất sâu. Khương lão thái thái nói, ngươi là người phụ trách nơi này. Hứa Thuần Lương lắc đầu. Trương Hải Đào nói,
đây là chúng ta trưởng trấn. Hứa Thuần Lương trừng mắt liếc hắn một cái nào đến phiên hắn nói chuyện. Khương Lão Thái Thái nghe xong Hứa Thuần Lương là trưởng trấn, lập tức tới ngay nói, ngươi quản chuyện này không? Hứa Thuần Lương nói, ta chính là tới điều tra chuyện này. Quá tốt rồi, ta cuối cùng tìm được người. Khương Lão Thái Thái từ tùy thân trong bao vải xuất ra một xấp đồ vật, đây là Yêu Liên tỷ khi còn sống thả ta kia, ta không biết là cái gì, nàng nói nếu có một ngày nàng đột nhiên không có ở đây, liền để ta đem thứ này giao cho có thể tin người. 3. Tại Khương Lão Thái Thái trong lòng, Hứa Thuần Lương không thể nghi ngờ chính là cái kia có thể tin người. Hứa Thuần Lương nói, đại nương, ngài làm sao không có đem những vật này giao cho con trai của nàng. Đừng đề cập kia hai vương bát đản, một điểm lương tâm đều không có, Yêu Liên tỷ tân vất vả tỷ đem hai người họ nuôi lớn, đừng nói bình thường, ngày lễ ngày Tết cũng không thấy bọn hắn về nhà. 1. Khương Lão Thái Thái nói cho hắn biết mình cũng không phải đơn độc tới, con trai của nàng đi nghe ngóng tương ái liên cặp vợ chồng tình huống. Đang khi nói chuyện, Khương Lão Phu Nhân nhi tử Dương Khải Bình đến đây, Dương Khải Bình là Đông Giang Công Trình Tập Đoàn chạy tiêu thụ, bình thường thường trú Điền Nam, cũng chính là ngày lễ ngày Tết mới trở về. Khương Lão Thái Thái đem Hứa Thuần Lương giới thiệu cho hắn, Dương Khải Bình đối Hứa Thuần Lương qua đi chợ giúp chiếu cố mẫu thân biểu thị cảm tạ. Hứa Thuần Lương để Trương Hải Đào dẫn bọn hắn hai mẹ con đi nghỉ trước. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 30.